Đan Đại Chí Tôn, Khương Phàm. Tập 31. Nhân Hoàng nhìn gương mặt dữ tợn đã của Tô Thiên Can, người còn nhớ rõ huyết thư đã ký đêm qua. Thần, nhớ kỹ. Tô Thiên Can đè nén lửa giận muốn dâng lên. Nhân Hoàng làm ra quyết định. Từ hôm nay trở đi, người không còn là gia chủ Tô gia, cũng tự đoạn một tay, đến chết không thể tái sinh. Dùng trừng trị này tiến hành tại Thanh Bình Uyển. Mặc dù tước đoạt chức vị tộc trưởng đã là trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc, nhưng tân khách các phương đều sẽ chú ý chuyện này, Nhân Hoàng cần làm ra càng nghiêm khắc quyết định, cho nên, chặt tay. Ta, tiếp nhận. Tô Thiên Can cực lực khống chế âm thanh nhưng vẫn mang theo rung động rõ ràng. Vì để đền bù cho Kiều gia, Tô gia phải đồng ý ba điều kiện của Kiều gia. Nhân Hoàng biết Kiều Vạn Niên còn có yêu cầu, dứt khoát quyền lợi giao cho trên tay hắn. Còn có. Lần đầu tiên trong đời Tô Thiên Can sinh ra ý hận đối với Nhân Hoàng. Kiều Vạn Niên hơi hành lễ, nói. Đầu tiên, tộc trưởng Tô gia mới nhận chức phải dẫn thành viên quan trọng của Tô gia đến trước cửa Kiều gia ai điếu 10 ngày 10 đêm, an ủi vong hồn hài tử của thần, yêu cầu này, không quá phận chứ. Nhân Hoàng gật đầu. Chuẩn, Tô gia nhất định phải làm như thế. Thứ hai, nếu như sau đó Tô gia trả thù, Kiều gia tuyệt đối không nương tay, cũng sẽ phản kích. Yêu cầu này, không quá phận chứ. Nhân Hoàng không có vội vã thuyết phục bọn hắn tỉnh táo, chỉ là gật đầu nói, chuẩn. Hai điều kiện này, xin mời Nhân Hoàng làm chứng, lấy huyết thư chiêu cáo. Kiều Vạn Niên muốn chính là cái thứ hai. Hôm nay chỉ cần kích thích đủ đúng chỗ, Tô gia khẳng định phản kích, Kiều gia có thể phụng chỉ phản kích, phụng chỉ giết người. Nhân Hoàng nói, giữa trưa hôm nay, huyết thư sẽ đưa đến trong phủ Kiều gia. Cái thứ ba thì sao? Tô Thiên Can còn tưởng rằng Kiều Vạn Niên sẽ ra công phu sư tử ngoạp, không nghĩ tới chỉ là muốn điều kiện như vậy. Nhưng, điều kiện thứ ba ngay sau đó lại làm cho hắn suýt chút nữa chửi ầm lên. Kiều Vạn Niên nói, điều kiện thứ ba, Kiều gia muốn bồi thường đầy đủ an ủi Kiều gia. Ta muốn 10 viên cấm nguyên châu, Nhân Hoàng đều nghĩ là mình đã nghe lầm. Ngươi muốn cái gì? Kiều Vạn Niên liếc mắt nhìn Tô Thiên Can, lặp lại chậm chạp, rõ ràng. Cấm nguyên châu, 10 viên. Bọn người Khương Phàm 10 người vừa bị thương vừa chết chết, cần 10 viên đền bù. Ngươi nằm mơ đi thôi, muốn cấm nguyên châu của Tô gia ta, giết cả nhà ngươi đều không đủ. Tô Thiên Can không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cũng bạo phát. Cấm nguyên châu là linh bảo đặc hữu của Tô gia, là thứ có thể giam cầm thời gian, thậm chí nghịch chuyển thời gian, nó chính là tuyệt thế chân bảo. Một viên cấm nguyên châu có thể làm cho thời gian phạm vi mấy vạn mét xung quanh bị giam cầm 3 đến 5 giây, thậm chí là đảo lưu mấy giây. Mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi mà thôi, thế nhưng hoàn toàn có thể tại thời khắc đặc thù cưỡng ép bảo mệnh, càng có thể dùng làm để săn giết, xử tử mục tiêu nào đó. Tô gia người có cấm nguyên bảo thụ, còn có thể tiếp tục tạo ra cấm nguyên châu, ta chỉ cần 10 viên. Thứ có thể Kiều Vạn Niên lắng lại lửa giận chỉ có cái này, đây cũng là chân bảo hắn tìm kiếm cho Khương Phàm. Một viên cấm nguyên châu, tương đương với cơ hội cứu một mạng, tránh cho tương lai lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vừa rồi. 10 viên cấm nguyên châu, chẳng khác nào có 10 cơ hội, bất luận là bây giờ hay là tương lai, đều có thể tác dụng rất lớn. Nhân Hoàng, cấm nguyên châu của Tô gia tuyệt đối sẽ không giao cho Kiều gia. Tô Thiên Can gần như gào thét, hô to. Cấm nguyên bảo thụ của Tô gia là từ tổ tiên truyền xuống, trước sau mấy ngàn năm. Nhưng cấm nguyên châu không phải muốn có liền có, nó cần dược dịch đặc thù đổ vào, càng cần thời gian hơn 100 năm mới có thể kết xuất một quả. 100 năm áp xúc, đổi lấy lưu chuyển thời gian mấy giây ngắn ngủi. Mấy ngàn năm nay, Tô gia bọn hắn tổng cộng mới đến mấy chục viên, còn cần rất nhiều, nào có 10 viên. 10 viên liền đại biểu cho hơn 1000 năm. Nếu như ngươi không nỡ, vậy thì đưa cấm nguyên bảo thụ cho ta, ta nuôi 500 năm, trả lại cho ngươi. Ngươi nằm mơ đi. Tô Thiên Can quỳ xuống trước Nhân Hoàng, liên tục dập đầu. Nhân Hoàng, chúng thần là làm sai chuyện, nhưng chúng thần cũng đã trả giá đắt, còn xin Nhân Hoàng vì thần làm chủ, vì Tô gia làm chủ. Kiều Vạn Niên hừ lạnh. Ngươi bỏ ra cái giá gì, giết hài tử của ta, để cho ta tuyệt hậu, xin lỗi cùng đền mạng không phải là nên làm sao, đây là cái giá sao? Ngươi suýt nữa nhắc lên nội chiến hoàng tộc, càng mạo phạm hoàng thất. Ngươi lại bỏ ra cái giá gì rồi? Tô Thiên Can gầm thét. Kiều Vạn Niên, ngươi không được một tấc lại muốn tiến một thước. Kiều Vạn Niên nói với Nhân Hoàng. Nếu như thi đấu bài vị,
người chết là Khương Phàm, các nhà khẳng định cười trên nỗi đau của người khác, mà Kiều gia chúng ta lại không chiếm được bất kỳ lời trấn an nào. Kết quả người chết lại là người của các đại gia, Kiều gia liền thành tội nhân. Bây giờ Tô gia công nhiên dẫn bạo lôi phù tại trên tiệc tối ăn mừng, ngay trong hoàng cung, ngay trước mặt vô số người, nổ chết con cháu Kiều gia ta, để cho Kiều gia ta tuyệt hậu. Chẳng lẽ Kiều gia chỉ xứng một cái, nợ máu trả bằng máu, một mạng đổi một mạng. Nhân hoàng, Kiều vạn niên thần rất ít nói nhiều lời với ngài như vậy, nhưng lần này, ngài nhất định phải nghiêm trị Tô gia. Không chỉ có bởi vì hắn đã phạm sai lầm, càng là bởi vì bọn họ là Tô gia, là người ngài tín nhiệm nhất, ngài nhất định phải cho Kiều gia, cho các đại gia tộc cổ hoa một cái công đạo. Nhân hoàng. Ánh mắt Tô gia lắc lư, khẩn cầu nhân hoàng. Nhân hoàng đã hiểu Kiều vạn niên cố ý, nhưng Kiều vạn niên nói không sai, đền mạng xin lỗi đây chỉ là, báo thù, Tô gia còn không có trả giá đắt. Tô gia mạo phạm, làm nhục hoàng thất, phá hủy quy củ, cũng xác thực cần bỏ ra cái giá càng lớn. Tô gia, còn có mấy viên cấm nguyên châu. Nhân hoàng vừa nói ra, sắc mặt Tô Thiên Can đã trắng bệt. Cấm nguyên châu là chí bảo tuyệt mật của Tô gia, ngay cả tộc trưởng đều không có quyền tùy tiện quyết định giao cho ai, mà là cần hội tộc lão liên danh biểu quyết. Từ xưa đến nay, Tô gia ngoại trừ đã từng hiến cho qua hoàng thất mấy viên, cũng chưa từng giao cho qua người ngoài nào cả. Dù sao đó cũng là chí bảo có thể ngược dòng thời gian, khiến cho vô số cường giả tham luyến. Nếu như hắn giao ra toàn bộ thì hắn chính là tội nhân của Tô gia. Mấy viên? Nhân hoàng ép hỏi, nhân hoàng. Tô Thiên Can tuyệt vọng, lại tuôn ra hận ý càng sâu. Kiều vạn niên buông thõng tầm mắt, yêu cầu cấm nguyên châu, không chỉ là bảo vệ Khương Phàm mà còn phải triệt để kích phát thù hận của Tô gia, làm nền cho hai tộc ác chiến. Có cái này làm nền, mặc kệ Kiều gia phản kích như thế nào, quấy thế cục cổ hoa loạn như thế nào, đều có thể quy tội hai tộc mối thù giết con, mối hận đoạt bảo, hợp tình lại hợp lý. Tô Thiên Can cắn răng. Tô gia, còn hai viên, Kiều vạn niên nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta không tin. Chỉ hai viên, người có giết ta cũng không bỏ ra nổi ba viên. Tô gia coi cấm nguyên châu là bảo bối, ngàn năm qua cơ hồ chưa từng dùng qua, các ngươi chỉ ít có 10 viên. Chuyện Tô gia còn cần bàn giao cùng ngươi, chúng ta đã dùng qua, chúng ta cũng đưa cho hoàng thất. Chúng ta chỉ có hai viên. Nhân hoàng đưa tay ngăn lại. Tô gia cầm hai viên, hoàng thất bồi một viên. Ta tôn trọng hoàng thất, nhượng bộ lớn nhất, 8 viên. Kiều vạn niên. Tô Thiên Can nhịn không được muốn giết qua. 8 viên. Kiều vạn niên nói. Tô gia ra 5 viên, hoàng thất nơi này chỉ có một viên. Còn thêm vào, Tô Thiên Can tiếp tục làm tộc trưởng Tô gia. Kiều vạn niên, người có hài lòng. Kiều vạn niên trầm mặc một lát, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Nhân hoàng quả nhiên khôn khéo. Trước đó rút lui Tô Thiên Can, gây nên tức giận cùng oán niệm, bây giờ lại xảo diệu để hắn khôi phục vị trí tộc trưởng, có thể triệt tiêu hận ý cực lớn của Tô Thiên Can đối với nhân hoàng, ngoài ra lại để hoàng thất bổ sung một viên, càng có thể thể hiện sự chiếu cố của hoàng thất đối với Tô gia. Nhưng không quan trọng, Tô Thiên Can coi như không được làm tộc trưởng, cũng là vụng trộm làm tộc trưởng, cấm nguyên châu cũng coi như có thể cầm tới 6 viên. Việc này kết thúc như vậy, đều lui ra đi. Nhân hoàng phất tay ra hiệu, không có vội vã trấn an ai, trước hết để cho hai bên trở về tỉnh táo lại, hôm nào lại ước đàm với bọn họ sau. Tô Thiên Can oán hận nhìn Kiều vạn niên, gắt gao nắm chặt nắm đấm, quay người nhanh chân rời khỏi. Phụ thân, ta đây, phụ thân. Phụ thân, đại bá, người không thể nào cứ từ bỏ chúng ta như vậy. Bọn người Tô Nhã sụp đổ thét lên, nhưng rất nhanh đã bị Kiều vạn niên kéo vào trong nhẫn không gian, cáo từ rời khỏi. Phụ hoàng. Kiều vạn niên là đang mượn tay của ngài chặt đầu Tô gia. Đại hoàng tử từ trong cánh rừng bên cạnh đi tới, có chút kỳ quái khi thấy phụ hoàng lại có thể liên tiếp dễ dàng tha thứ cho Kiều vạn niên. Kiều vạn niên có thể nhìn được tức giận, tự mình tới tìm ta phải cho hắn ân huệ vốn có. Nhân hoàng lắc đầu than nhẹ, hai lông mày tụ thêm mấy phần nghiêm trọng. Kiều vạn niên không phải nhịn được, mà là không thể không nhịn. Nếu như hắn thật muốn náo lên, chúng ta hoàn toàn có thể làm bộ làm tịch khai đao, tuyên cáo tư thái của chúng ta với phương Bắc. Thống ngự hoàng thành, không phải dựa vào chém chém giết giết, nhất là tình huống cổ hoa chúng ta. Nếu quả thật Kiều gia náo lên, phương Bắc sẽ triệt để chê cười. Mặc dù chúng ta có thể hủy Kiều gia, nhưng ảnh hưởng quá ác liệt, hậu quả càng khó đoán trước được. Giữa hoàng thất và cửu đại gia tộc rất phức tạp,
bọn hắn chính là tồn tại của hoàng thất càng là tồn tại của bọn hắn. Nếu như tình huống cho phép, chúng ta vẫn phải lấy cân đối làm chủ. Nhân hoàng dạy đại hoàng tử. Quản lý hoàng thành nào có đơn giản như vậy, tùy tiện liền giết ai diệt ai, rất dễ dàng khiến cho lòng người rét lạnh, khiến cho các đại gia tộc trung thành cảm thấy bị thương. Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như vị nhân hoàng nào đó biến cửu đại gia tộc Cổ Hoa thành bát đại gia tộc, thế tất sẽ bị ghi chép đến trên sử sách Cổ Hoa. Không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Đại hoàng tử trầm mặc một lát, lại nói, ngài hẳn lo lắng về thánh nhân kia của Kiều gia. Chó sủa bậy không cắn người, chó cắn người sẽ không sủa bậy. Nhân hoàng khẽ nói, thanh âm rất thấp, cơ hồ nhỏ đến không thể nhận ra. Kiều gia đứng hàng thứ 9, vẫn cho là thực lực yếu nhất, nếu như chỉ là như vậy, hắn thật không để ý mà hung hăng gõ Kiều gia, nhưng vậy mà Kiều gia lại xuất hiện một thánh nhân. Nếu như tối hôm qua Kiều Vạn Niên không quan tâm mất lý trí, hoàn toàn có thể liên hợp thánh nhân đến thẳng Tô gia, coi như không hủy được nơi đó, cũng sẽ triệt để phế đi Tô gia. Nếu như hoàng thất trấn áp, cũng sẽ bỏ ra thương vong. Bởi như vậy, chuyện sẽ triệt để làm lớn lên. Mà chưa kể Kiều gia lại tra được hung thủ trước Hừng Đông, còn không một tiếng động bắt bọn người Tô Nhã đi, thật sự có chút không thể tưởng tượng được. Như vậy xem ra, Kiều gia điệu thấp cũng không phải là thật sự điệu thấp, bọn hắn vẫn đang làm một loại chuẩn bị nào đó, mà còn là chuẩn bị rất sâu. Nếu bọn hắn có thể tra được Tô gia, khẳng định cũng đang tra gia tộc khác. Nếu quả như đánh nhau thật thì bọn họ cũng có năng lực gây nên hỗn loạn trong những gia tộc khác. Đến lúc đó, sẽ là một tràng cảnh gì đây? Cho nên, hôm nay hắn không thể không khuynh hướng Kiều gia, trấn an Kiều gia. Phụ hoàng, ngài thật cảm giác sư phụ Khương Phàm là thánh nhân sao? Trước đó còn hơi nghi ngờ, nhưng tối hôm qua khi Khương Phàm thả ra ngọn lửa kia. Cảnh giới nhi thần không đủ, cảm nhận không phải quá cường liệt, ngọn lửa kia có cái gì đặc biệt sao? Đây không phải là vũ khí, mà là linh vũ khổng tước ngũ sắc. Linh vũ, đối với tộc khổng tước cao ngạo nhất mà nói là cực kỳ quan trọng, tượng trưng cho quyền lợi, lực lượng, cùng tôn nghiêm. Bọn chúng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác, càng sẽ không để cho linh vũ của mình tùy tiện rơi xuống trong tay người khác, cho nên cây hỏa vũ kia, chỉ có thể là tộc khổng tước tặng cho hắn. Nếu như không phải tặng cho Khương Phàm thì chính là tặng cho vị sư phụ kia của Khương Phàm. Có thể kết giao nhất tộc khổng tước. Có thể có được linh vũ. Ngươi còn cần hoài nghi thực lực sư phụ Khương Phàm sao? Vẻ mặt đại hoàng tử cũng chợt nghiêm trọng, chẳng lẽ là thánh nhân thật? Mặc dù như thế này liền có thể giải thích được tại sao Khương Phàm cuồng ngạo, tại sao Kiều gia đột nhiên hiện ra cường thế, nhưng vẫn rất khó để tiếp nhận. Nhân hoàng nói, vẫn không nên tùy tiện lộn xộn động vào Kiều gia, quan sát một thời gian lại nói. Cần nhi thần đi Tô gia một chuyến không? Đại hoàng tử rất coi trọng Tô gia. Đây chính là ưng khuyển trung thành nhất của hoàng thất, nếu như xuất hiện khoảng cách, đối với tương lai hắn tiếp quản hoàng thành rất bất lợi. Trước tiên không nên nôn nóng, chờ bọn hắn tỉnh táo mấy ngày đã. Nhân hoàng ngược lại không có quá để ý, mặc dù Tô gia rất trung thành, nhưng thời điểm nên gõ cũng phải gõ, không cần mãi nuông chiều, đây là đạo đối đãi với kẻ dưới. Thời điểm Kiều Vạn Niên chạy tới hoàng cung, Khương Phàm đã đi đến ác nhân cốc. Nhưng, vì để tránh cho thiên cung để lộ thân phận của hắn với hoàng cung, hắn đã thuận đường đi một chuyến tới Tửu Lâu thiên cung. Hắn cần cùng Đông Hoàng Như Ảnh làm ước định chân chính, ước định có trao đổi lợi ích, bảo đảm Đông Hoàng Như Ảnh bảo vệ bí mật thân phận hắn. Nghị công tử, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu có cần cái gì, cứ mở miệng. Đông Hoàng Như Ảnh mời Khương Phàm ngồi xuống, tay ngọc thon thon dương nhẹ, từ trong sương mù lấy ra bộ uống trà của nàng. Thù của Kiều gia sẽ tự mình phụ trách, sẽ không phiền phức tới thiên cung. Khương Phàm lưu ý đến bộ uống trà, nữ tử này mỗi ngày đều ở chỗ này pha trà sao? Thật có rảnh rỗi nhàn tình giật trí như vậy à? Hay là đồ uống trà có vấn đề? Đông Hoàng Như Ảnh lưu ý đến ánh mắt Khương Phàm, yên nhiên cười khẽ, trong ấm có càn khôn khác. Quả nhiên! Khương Phàm giật mình, ngồi nghiêm chỉnh. Hôm nay ta tới là muốn làm giao dịch cùng Như Ảnh cô nương. Nghị công tử xin mời. Ta muốn được Như Ảnh cô nương cam đoan, bí mật thân phận của ta chỉ cực hạn tại gian phòng này, không thể truyền khắp thiên cung, càng không thể truyền khắp hoàng thành. Như Ảnh muốn kết giao bằng hữu với Nghị công tử, há có thể tùy tiện hại Nghị công tử. Chúng ta trước đó đã nói chuyện qua, chỉ cần Nghị công tử nói cho Như Ảnh tại sao ngươi tới nơi này,
giữa chúng ta chính là bắt đầu rất tốt, cũng sẽ chung đụng rất vui sướng. Đông Hoàng Như Ảnh yên nhiên cười khẽ, nhấc đầu ngón tay, rót trà nóng vào trong ly trà trước mặt Khương Phàm, mắt sáng như sao, lóe ra tia sáng mỹ lệ, môi đỏ nhấp nhẹ, nụ cười mang theo mấy phần ý vị sâu xa. Khương Phàm hiểu rõ, nhìn ý tứ của Như Ảnh cô nương, tình huống của ta là do Thiên Cung ở Nam Bộ truyền tới. Như Ảnh không phải không tin Nghị công tử, chỉ là muốn hiểu rõ kỹ lưỡng hơn, cho nên đã hỏi Thiên Cung Nam Bộ, cũng đã hỏi Thiên Cung Tây Bộ. Nghị công tử, thế nhưng ngươi đã làm tổn thương sự tín nhiệm của Như Ảnh rồi. Lần đầu gặp nhau có thể thẳng thắn bẩm báo, chẳng phải Khương Phàm ta quá ngây thơ sao? Ta tin người thông minh như Như Ảnh cô nương, khẳng định cũng chỉ tùy tiện nghe một chút, không để ý, sau đó vẫn sẽ tự mình điều tra. Khương Phàm ra mặt dày, tùy tiện lấp liếm cho qua. Đông Hoàng Như Ảnh rất im lặng, ta không để ý, nhưng ngươi đã nói giảm 50%, ai biết ngươi không có nửa câu là nói thật. Ta biết thân phận của ngươi, lại biết chuyện ngươi làm tại Tây Bộ, nhưng ta không có nói với bất cứ kẻ nào, đây không coi là tín dự. Như Ảnh cô nương không chỉ có vóc người xinh đẹp, phẩm hạnh cũng tốt, khó có được, khó có được. Vậy Nghị công tử có thể nói rõ sự thật, tại sao ngươi lại muốn tới phương Bắc? Cái này không quan trọng, hôm nay ta muốn làm giao dịch với cô nương. Chỉ cần có thể bảo đảm giữ bí mật của ta, điều kiện tùy cô nương ra. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, không quan trọng. Hời hợt liền đuổi đi rồi. Khương Phàm cầm lấy chén trà, chần chờ lại đặt lại lên bàn, cô nương cứ từ từ cân nhắc, chỉ cần ta có thể làm được, định hết sẽ làm khả năng. Ta chỉ muốn biết tại sao công tử tới phương Bắc. Ta không chiếm tiện nghi của cô nương, chút chuyện này cũng không có ý gì, không đáng dùng để trao đổi. Cô nương vẫn nên có điều kiện đặc biệt để cho ta trả giá một chút, nếu không ta rất khó tin tưởng cô nương có thể một mực thay ta giữ bí mật. Đông Hoàng Như Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, người này thật sự quá cứng đầu. Nếu không có ý gì, Nghị công tử đưa ta miễn phí, như thế nào? Ta đoạt Vĩnh Hằng Chi Linh, lại giết rất nhiều thiên tài Huyền Nguyệt Hoàng Triều, còn kết thù kết oán với đại diễn thánh địa, huyền náo đến nỗi toàn bộ thánh địa Tây Bộ đều có ý kiến đối với ta. Nếu như ta về Nam Bộ, rất dễ dàng bị bọn hắn hãm hại, cho nên mới tới phương Bắc. Nơi này cách phương Nam rất xa xôi, hơn 500.000 dặm, tương đương với hai thế giới. Nơi này, an toàn nhất. Khương Phàm nhún nhún vai, nói. Chỉ đơn giản như vậy. Đông Hoàng Như Ảnh lại nhìn Khương Phàm, mỉm cười không nói gì. Khương Phàm kỳ quái nhìn nàng. Ta không để ý thưởng thức gương mặt này, nhưng, chúng ta có thể nói chuyện chính sự không? Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Nghị công tử, nhìn Như Ảnh không thể tin như vậy sao? Đáng để cho ngươi phòng bị như vậy, ta đều nói thật, sao cô nương lại không tin đâu? Ngươi đây chính là làm tổn thương tình cảm của ta. Nếu như không thấy được sợi linh vũ kia, ta sẽ tin, nhưng bây giờ, ta ngược lại thật ra cảm giác Nghị công tử đang. Chế giễu Như Ảnh, Đông Hoàng Như Ảnh đương nhiên sẽ không tin tưởng Khương Phàm, nếu quả thật muốn tị nạn. Vương quốc hắc ám so nơi nào khác đều phù hợp hơn rất nhiều, nhất định phải một mình chạy đến phương Bắc xa xôi. Còn không kiêng nể gì mà làm việc cao điệu như thế. Mà, liệt diễm tối hôm qua kia rất rõ ràng chính là linh vũ khổng tước ngũ sắc. Khương Phàm có thể có được linh vũ, chỉ có một khả năng, chính là khổng tước ngũ sắc bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Làm sao cô biết đó là linh vũ? Khương Phàm ra vẻ kinh ngạc nhìn thiếu nữ yêu nhã trước mặt. Tất cả mọi người đều biết đó là linh vũ. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, đó đúng là linh vũ, ta nhặt được. Đông Hoàng Như Ảnh nói. Khổng tước là yêu tộc rất cao ngạo, là tự cao nhất, có thể đại biểu Phượng Hoàng Linh Cầm. Đối với bọn chúng mà nói, linh vũ đại biểu cho huyết mạch, thực lực, đại biểu cho địa vị cùng tôn nghiêm. Nếu như bọn chúng chết một cách bình thường thì sẽ ở trước khi chết ngưng tụ toàn bộ năng lượng đến linh vũ, phóng tới trong tổ từ. Nếu như chết ngoài ý muốn, trước tiên hủy sẽ linh vũ đi, phóng thích huy lực cường đại giống như tự bạo. Coi như ai may mắn có được linh vũ, cũng có thể bị nhất tộc khổng tước bắt giết. Nghị công tử, còn cần Như Ảnh nói tiếp sao? Khương Phàm cố ý toát ra mấy phần chấn kinh. Sẽ gặp phải bắt giết, vậy chẳng phải là ta đang gặp nguy hiểm, vô lại thật. Đông Hoàng Như Ảnh nao nao, lắc đầu cười khổ. Nàng tiếp xúc qua rất nhiều công tử. Đều dùng hết khả năng ở trước mặt nàng thể hiện ra dáng vẻ quý khí nho nhã, chưa từng thấy hình tượng vô lại không hề cố kỵ như thế này. Tuy nhiên, Đông Hoàng Như Ảnh cũng có thể đại khái đoán được chút nguyên nhân,
hẳn là Khổng Tước Ngũ Sắc ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn tìm được Khương Phàm, làm giao dịch nào đó với Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên xuất hiện tại phương Bắc, có thể là mang theo sứ mệnh của Khổng Tước Ngũ Sắc đi đến Khổng Tước Sơn một chuyến. Vị trí Khổng Tước Sơn vừa lúc ở phương Bắc Cổ Hoa, khoảng cách 3 vạn dặm. Nhưng Đông Hoàng Như Ảnh vẫn không nghĩ ra tại sao Khương Phàm lại muốn xen vào chuyện Cổ Hoa, lại vì sao tạo thành liên hệ chặt chẽ với Kiều gia như vậy, chặt chẽ đến nỗi tựa như là người một nhà. Đông Hoàng Như Ảnh buông chén trà xuống, nhìn mắt Khương Phàm. Nghị công tử, chúng ta không ngại dùng tin tức đổi tin tức chứ. Ngươi nói rõ sự thật liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia, ta cam đoan Thiên Cung vĩnh viễn giữ bí mật của ngươi. Thay điều kiện, ta chỉ muốn tin tức. Như Ảnh cô nương có đam mê nhìn trộm bí mật đời tư người khác. Ta đối với người khác không hứng thú, ta chỉ có hứng thú đối với Nghị công tử. Vinh hạnh vinh hạnh, trao đổi không? Ta dùng bí mật mới của ta, đổi lấy ngươi đến giữ bí mật cũ của ta. Sau đó ngươi lại biết bí mật mới của ta, ta lại còn cần dùng những vật khác của ta đến trao đổi. Như Ảnh cô nương, cô là đang tính kế ta sao? Như Ảnh để lại cho Nghị công tử ấn tượng như vậy. Như Ảnh ở Thiên Cung này đã 20 năm, còn chưa từng. Cô nương cũng đã 20 rồi. Khương Phàm nói xong, ho nhẹ hai tiếng, mau ngậm miệng. 20. Còn, đã. Đông Hoàng Như Ảnh ngưng nghẹn im lặng, 20 xuân xanh, chính là tuổi tác thanh xuân tươi đẹp, làm sao từ trong miệng ra hỏa này phun ra đột nhiên có cảm giác già cả hoang đường như vậy chứ. Như Ảnh cô nương, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Cô nương cứ trực tiếp ra điều kiện, chúng ta làm giao dịch tốt, hai bên đều có lực lượng, như thế nào? Ta chỉ muốn biết, liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia. Như Ảnh cô nương, cô nhất định phải chấp nhất như thế sao? Đông Hoàng Như Ảnh cười không nói nhìn Khương Phàm. Khương Phàm trầm mặc, cũng nhìn Đông Hoàng Như Ảnh. Hai người nhìn nhau hồi lâu, đều trầm mặc không nói. Một người đang chờ đợi, một kẻ đang suy nghĩ. Sâu trong mê vụ, Đông Hoàng Như Yên lại đang sốt ruột, cũng chờ rất bất đắc dĩ. Còn có thể được hay không đây, lại nhìn nhau như vậy, hai người muốn nhìn ra tình cảm sao? Khương Phàm trần chờ nói. Làm sao ta có thể tin tưởng cô có thể giữ được bí mật thay ta? Thiên Cung thuộc về Cửu Thiên Thần Giáo, gia phụ lại là cung chủ Thiên Cung. Xin nói câu khả năng Nghị công tử không quá nguyện ý nghe, chúng ta tôn quý lại kiêu ngạo, phần tôn quý này không giống với các đại gia tộc, chúng ta là tôn quý từ phẩm chất cùng huyết mạch, chúng ta tự ái lại tự trọng. Nếu ta đã ra cam đoan liền sẽ thủ vững, chỉ cần Nghị công tử không đồng ý, ta cam đoan Thiên Cung tuyệt đối không truyền ra ngoài phương Bắc bất cứ tin tức gì của ngươi. Nhưng, ngươi cần an tĩnh tầm 5-3 tháng, đừng lại náo ra sự kiện oanh động gì, để tránh kích thích các tộc phương Bắc điều tra ngươi, nhất là thánh địa phương Bắc. Bọn họ cũng đều biết sự kiện Tây Bộ, chỉ là tạm thời không mẫn cảm với tên của ngươi, nếu như ngươi khăng khăng làm lớn chuyện tại Cổ Hoa, bọn hắn ở nơi đó khẳng định sẽ một lần nữa chú ý tới ngươi, cũng triển khai điều tra, tự nhiên sẽ tra được thân phận thật sự của ngươi. Đến lúc đó, rất có thể thánh địa phương Bắc sẽ cưỡng ép bắt ngươi, chuyển giao cho thánh địa Trung ương. Rất có thể thánh địa Trung ương sẽ lại lấy danh nghĩa thánh địa, trực tiếp xử tử ngươi, dùng cái này trừng trị ngươi đã nhúng tay vào hoàng tộc. Kiều gia sẽ không làm lớn chuyện Thanh Bình Uyển, sau đó ta cũng sẽ rời khỏi mấy tháng. Còn cô nói ta cùng Kiều gia liên quan. Khương Phàm vẫn rất do dự, đương nhiên, làm như vậy đơn thuần là cố ý. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn con mắt lấp lóe của Khương Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Khương Phàm than khẽ, nói. Ngươi hẳn đã điều tra kỹ càng qua tình huống ta tiến vào hoàng thành. Lúc ấy chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút, nhưng con hồ ly kia của ta, nó đến từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ngoài ý muốn đã giết chết Đường Tư Minh của Đường gia. Lúc đầu ta cũng không để ý, kết quả hỏi qua tình huống, hiểu rõ cửu đại gia tộc Cổ Hoa, hiểu rõ thân phận Đường Tư Minh, cảm giác nếu như bỏ mặc không quan tâm, có khả năng Kiều Vi Nhi sẽ chết. Khương Phàm ta mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải hỗn đản. Ta không thể nào bởi vì sủng vật của ta phạm sai, để một vị tiểu cô nương mất mạng. Cho nên ta liền đi qua, muốn để mọi trách nhiệm đều nắm vào trên người của ta, sau đó đại náo một trận, thừa cơ chạy trốn. Kết quả, ta lại gặp Phượng Bảo Nam ở Kiều gia. Thân phận Phượng Bảo Nam, cô biết không? Ta biết hắn là đến từ Nam Bộ, cụ thể không quá rõ ràng. Đông Hoàng Như Ảnh thật đúng là không chú ý qua tình huống cụ thể của Phượng Bảo Nam, chỉ là tùy tiện biết một chút. Dù sao hắn cũng chỉ là càn nguyên thánh văn,
không đáng để nàng sử dụng nhân tình đổi tư liệu với Thiên Cung Nam Bộ. Hắn là công tử Phượng Thành trong Hoang Mãng Nguyên do Ly Hỏa Thánh Địa khống chế. Khương Phàm trần chờ liên tục, giọng hơi trầm xuống, ta hại chết tỷ tỷ của hắn, người thân nhất của hắn. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh có chút động, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Khương Phàm bây giờ nhắc đến chuyện đó, trong lòng vẫn rất khó chịu. Sự kiện lần này ở Kiều Gia lại suýt chút nữa hại chết Phượng Bảo Nam, Khương Phàm thậm chí còn có cảm giác hoang đường rằng hắn tương khắc số mệnh với Phượng Bảo Nam. Ta hại chết tỷ tỷ của hắn, lại hại Phượng Thành, Phượng Bảo Nam có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể lưu vong phương Bắc. Ta nghe nói, thời điểm hắn đang gặp nguy hiểm thì gặp phải Kiều Linh Vận, tại thời khắc mấu chốt Kiều Linh Vận cứu được hắn. Đây cũng là trời xui đất khiến. Ta thật sự cảm thấy đã nợ Phượng Bảo Nam rất nhiều, trước đó có nói qua thiếu hắn một cái mạng, mà Kiều Linh Vận lại cứu mệnh của hắn, ta lại suýt chút nữa hại Kiều Vi Nhi. Cho nên các nhân tố lộn xộn lên, lại có Phượng Bảo Nam cực lực mời, ta quyết định gia nhập Kiều gia, thay Kiều gia để trấn khí thế. Các ngươi có khả năng cảm giác ta làm việc quá cường thế, nhưng đây chính là tính cách của ta, chịu không nổi uất ức, càng không quen xoay người. Lại nói cũng không phải ta quá phận cường thế. Là các công tử tiểu thư cổ hoa cường thế không sửa đổi được, không nhìn nổi người khác cường thế. Còn có, thời gian của ta có hạn, không thể nào cứ một mực ở lại nơi này, cho nên chỉ có thể dùng chút thủ đoạn đặc thù lại cường thế, mau chóng để trấn khí thế Kiều gia. Về phần vì sao Kiều gia càng ngày càng thân cận với ta, đương nhiên là bởi vì ta là Chí Tôn Thánh Văn, còn có chính là... Khương Phàm lại trầm mặc lần nữa, trần chờ thật lâu. Trong sương mù... Đông Hoàng Như Yên vừa sốt ruột lại cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là bí mật gì, để Khương Phàm cứ phải liên tục dừng lại. Đông Hoàng Như Ảnh ngược lại có chút cảm động, thì ra người này vẫn rất trọng tình nghĩa. Khương Phàm nói, ta từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã lộ ra một bảo bối, giao cho Kiều gia. Xem như cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ đối với Phượng Bảo Nam, cũng có thể cam đoan sau khi ta rời khỏi, Kiều gia có thể có lực lượng giữ vững tư thái cường thế. Bảo bối gì? Các ngươi có biết bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn cụ thể đã phát sinh qua cái gì không? Không hiểu rõ. Ta kết thù kết oán với Huyền Nguyệt Hoàng Triều là bởi vì một vũ khí cổ lão. Bọn hắn cũng đạt được một vài thứ, ta có được một cái. Trong một số thứ bọn hắn có là Thái M Đồ Đằng, mà ta đây là Thái Dương Đồ Đằng. Thái Dương Đồ Đằng. Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh hơi động, ngay cả Đông Hoàng Như Yên nấp trong sương mù đều suýt chút nữa la lên. Ngươi biết. Ánh mắt Khương Phàm run lên. Ta chỉ là thật bất ngờ, có thể phát hiện đồ đằng từ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, khẳng định vô cùng cổ lão. Thiên cung các ngươi sẽ không tới Kiều gia đoạt đấy chứ? Nghị công tử suy nghĩ nhiều rồi, thiên cung chúng ta làm việc có giới hạn thấp nhất. Ta Thái Dương đồ đằng cho Kiều gia, dung nhập hỏa chỉ dưới mặt đất của Kiều gia, nơi đó bây giờ tựa như mặt trời dưới mặt đất. Kiều Linh vẫn thay đổi, cũng là bởi vì Thái Dương đồ đằng. Lời giải thích lần này là Khương Phàm đã nghĩ kỹ trước khi đến, các mặt đều có chiếu cố. Chỉ cần không ai biết hắn là chuyển thế, đây chính là lời giải thích hoàn mỹ nhất, mà không có kẽ hở. Đông Hoàng Như Ảnh nói, nếu Nghị công tử có thể thẳng thắn nói ra, Như Ảnh cũng có thể cam đoan với công tử, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi với Hoàng cung cùng các tộc, cũng sẽ không ngấp nghé Thái Dương đồ đằng của Kiều gia. Chúng ta cứ vậy liền coi là ước định cẩn thận rồi. Nghị công tử có thể tin tưởng Như Ảnh, vậy ta cáo từ. Nghị công tử chờ một lát, Đông Hoàng Như Ảnh đột nhiên gọi Khương Phàm lại, còn có chuyện gì? Nghị công tử, chuẩn bị rời khỏi lúc nào? Bọn người Kiều Thiên Mạch chết rồi, ta muốn ở lại Kiều gia thêm một thời gian, sau đó lại rời khỏi. Như Ảnh mạo muội, hỏi nhiều Nghị công tử một vấn đề. Ngươi thật nguyện ý ở lại Thánh Địa sao? Cô muốn nói cái gì? Như Ảnh cảm giác tính cách Nghị công tử giống như không quá tương xứng với phong cách xử sự của Thánh Địa, người cũng hoàn toàn có thể có được thế giới rộng lớn hơn. Nếu như Nghị công tử bị trục xuất Thánh Địa, ta nói là nếu như, hoan nghênh lại về cổ hoa, ta ở Thiên Cung thứ 9 chờ Nghị công tử. Như Ảnh cô nương có ý tốt, ta xin nhận, nhưng Khương Phàm ta không phải loại người cô tưởng tượng này. Tính cách ta mặc dù rất mạnh, nhưng ta không phải người hiếu sát, một số thời khắc chỉ là không làm không được. Ta tin tưởng Nghị công tử, nhưng cũng xin để Như Ảnh có mấy phần huyễn tưởng. Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy, ấn tượng đối với Khương Phàm có chút đổi mới. Bởi vì chiến sủng giết người, không muốn Kiều Vi Nhi vô tội gặp nạn liền mạo hiểm xuất hiện. Bởi vì Kiều Linh Vận đã cứu Phượng Bảo Nam,
vậy mà dâng ra Thái Dương đồ đằng báo ân với Kiều gia. Thời điểm nhắc đến việc mình tổn thương tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, trong ánh mắt lại toát ra áy náy cùng hối hận để nàng đều có chút xúc động. Người này mặc dù hung ác cường thế, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa, tính tình này là thật. Đáng để nàng mời chào. Hy vọng Như Ảnh cô nương có thể giữ bí mật, chuyện sau này. Không ai nói trước được. Khương Phàm đứng dậy cáo từ, đi tới nơi cửa phòng. Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Như Ảnh tỷ tỷ đang ở đâu? A, Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác âm thanh có chút quen thuộc. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi trở lại trước bàn đá, Lan Nặc muội muội sao? Vào đi. Ai? Khương Phàm quay đầu nhìn Đông Hoàng Như Ảnh, lại quay đầu về, nhìn chằm chằm cửa phòng đang kéo ra. Quấy rầy tỷ tỷ. Tối hôm qua Lan Nặc nhịn xuống không có tới bái phỏng là không muốn mình biểu hiện quá cấp thiết, khiến cho nữ tử khôn khéo Đông Hoàng Như Ảnh này hoài nghi, mà sau khi nàng nghĩ sâu tính kỹ, đã nghĩ đến một chủ ý rất tốt. Chính là mượn chủ đề thảo luận đến Kiều gia, đề cập chuyện tối hôm qua Khương Phàm hiện ra Linh Vũ, sau đó tìm hiểu phải chăng phương Bắc có cường tộc Khổng Tước. Lan Nặc phất phất tay với bọn người Lan Giận ở phía góc rẽ, ra hiệu bọn hắn không nên quá lỗ mãng, lúc này mới mỉm cười lễ phép, đẩy cửa phòng ra. Nhưng, khi cửa phòng đẩy ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mi mắt lại là một gương mặt có kinh ngạc cùng sát ý. Lan Nặc, Khương Phàm bỗng nhiên biến sắc, nháy mắt đã ra tay, một tay bóp lấy cổ Lan Nặc, đẩy xô ra khỏi gian phòng. Trong nháy mắt bộc phát, lực lượng vượt qua 600.000 cực cảnh. Cùng lúc đó, tay phải lại triệu ra tàn đao, đâm đến tim Lan Nặc. Sát ý quyết tuyệt, không chần chờ chút nào. Khương Phàm, Lan Nặc biến sắc, áo bào trong phút chốc xuất hiện tia sáng mãnh liệt, khuấy động xung quanh, quét sạch toàn thân. Cổ của nàng bỗng nhiên bị bóp lấy, cơ hồ muốn vỡ nát, nhưng y phục ở ngực mạo hiểm chống đỡ tàn đao, gần như đồng thời, cổ tay nàng xoay chuyển tia sáng, cưỡng ép triệu ra hư thiên kính. Khương Phàm không thể đâm xuyên, quả quyết lấy đi tàn đao. Một phát bắt được cổ tay của nàng, buộc mặt kính hư thiên kính chuyển hướng sang bên cạnh. Đồng thời, tay trái bóp lấy cổ Lan Nặc hung hăng kéo một cái về phía mình, đầu hắn bỗng nhiên đánh tới phía trước một kích. Linh văn trên trán Lan Nặc nở rộ, dâng lên lên uy lực và năng lượng mãnh liệt. Đầu Khương Phàm nện vào trán Lan Nặc, nổ lên khí lãng kinh khủng, quét sạch xung quanh, trùng kích khắp lối đi nhỏ. Oanh! Đầu Khương Phàm và Lan Nặc đều bị hung hăng sốc lên, nhưng tay của hai người lại nắm cùng một chỗ, chật vật quay cuồng trên mặt đất. Hai chân Khương Phàm phát lực, chổng mông lên, đạp trên hai chân Lan Nặc đang muốn vung lên, một tay bóp lấy cổ của nàng, một tay khống chế cổ tay của nàng, lấy tư thế cực kỳ thô bạo và quái dị nằm nhoài trên thân kiều nộn của nàng. Cũng chưa hết, Khương Phàm mang theo gương mặt dữ tợn, đầu giống như là thiết chùy đập loạn vào đầu Lan Nặc. A! À, Lan Nặc tức giận kêu lên, cưỡng ép khống chế hư thiên kính, chiếu đến Khương Phàm. Thời khắc kinh hồn, tránh cũng không thể tránh, Khương Phàm quyết tâm, bóp lấy cổ nàng tay trái đột nhiên hướng xuống, một phát bắt được cổ áo, hung hăng xé rách, từ cổ áo cho đến bụng, lộ ra quang cảnh bạch ngọc bên trong. Sóng cả chập trùng, bạch ngọc không tì vết. A, à, ngươi là tên xúc sinh. Lan Nặc thét lên, trong nháy mắt đã trở nên luống cuống. Khương Phàm chẳng quan tâm gì cả, tay phải đè ép nàng thô lỗ xé rách, muốn cưỡng đoạt hư thiên kính. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Đông Hoàng Như Ảnh ở trong phòng vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng làm cho bọn người Lan Giận ở góc rẽ đang đợi tin tức quá sợ hãi. Khương Phàm, người đi chết đi. Lan Nặc muốn rách cả mí mắt, toàn thân huy động năng lượng kinh khủng. Tiện nhân, người cũng không sống nổi. Khương Phàm càng không yếu thế, liệt diễm cuồn cuộn, thánh quang tăng vọt, cuồng dã đối oanh cùng năng lượng của Lan Nặc. Nhưng, một không gian cường đại lay động đột nhiên bao trùm tới. Cưỡng ép ngăn chặn năng lượng đang nổ tung của hai người lại, cũng định trụ được hai nam nữ tử đang nổi điên này. Đông Hoàng Như Ảnh bước nhanh lao ra, đang muốn nghiêm khắc quát tháo, lại bị tình cảnh trước mắt kích thích suýt chút nữa lui về. Bởi vì thời điểm Khương Phàm đang phóng thích liệt diễm, trước một khắc đang cướp đoạt hư thiên kính, đột nhiên rút về tới, năm ngón tay cương chụp, khuấy động năng lượng kinh khủng, chộp tới. Ngực Lan Nặc, khi không gian ngưng kết trong chốc lát, hắn bị cưỡng ép ngăn chặn. Vừa vặn đặt ở vị trí mỹ ngọc kia. Chợt nhìn, giống như Khương Phàm đang xé mở y phục một cô nương, thô lỗ nhào nặn. Biểu tình dữ tợn, con mắt trừng trừng đều trở nên hèn mọn. Mà Lan Nặc càng không yếu thế,
đùi phải tránh thoát cuộn lại đưa thẳng đến nơi nào đó phía dưới Khương Phàm, đầu gối còn khuấy động ánh sáng kinh khủng. Cái này nếu là thật đánh chúng vào, vô cùng có khả năng Khương Phàm từ dưới đi lên, sẽ nổ nát vụn. Khương Phàm, ngươi là tên súc sinh, buông tỉ tỉ của ta ra. Lan Nguyệt lo lắng xông lại, một màn trước mắt cũng làm cho nàng suýt chút nữa phát điên. Súc vật, ta giết ngươi. Lan giận lên cơn giận dữ, triệu ra trường sinh đao vỗ tới. Bọn thủ vệ thiên cung bị kinh động, cũng tại thời gian ngắn nhất vào tới tầng 19, lại bị Đông Hoàng Như Ảnh quát lui, tất cả lui ra. Sau khi bọn thị vệ thiên cung liên tục xác nhận không có vấn đề, mới rút đi toàn bộ. Đông Hoàng Như Ảnh cũng cảnh cáo bọn người Lan Nguyệt tỉnh táo, sau đó nói với Khương Phàm cùng Lan Nặc Đang, ôm, cùng một chỗ, ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì, đều không được động thủ ở trong phòng của ta. Hiểu chưa? Khương Phàm chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Nặc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lan Nặc lại ở chỗ này, còn gọi Đông Hoàng Như Ảnh là tỷ tỷ. Chẳng lẽ thế lực Di Lạc cổ địa ở khai sáng bên ngoài chính là Cửu Thiên Thần Giáo? Nếu bọn hắn ở chỗ này, chẳng phải tương đương với việc đã biết thân phận mình. Lan Nặc có công bố ra ngoài hay không? Lan Nặc xấu hổ tức giận, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Khương Phàm vậy mà lại đang ở trong phòng Đông Hoàng Như Ảnh, bọn hắn đang nói cái gì, có đề cập vạn linh huyết thụ hay không? Nàng ở chỗ này không có bất kỳ cái gì để dựa vào, nếu như biết bí mật của vạn linh huyết thụ, khẳng định sẽ cưỡng ép cướp đi. Làm sao bây giờ? Đó là thứ để nàng tăng lên địa vị trong thần giáo, là thứ ỷ vào lớn nhất để chấn hưng Lan ra. Nếu như đã hiểu, thì thu tay lại cho ta. Đông Hoàng Như Ảnh thoáng buông lỏng không gian giam cầm. Khương Phàm lại nhìn chằm chằm Lan Nặc, Lan Nặc cũng đang ngó chừng Khương Phàm. Ánh mắt hai người cực kỳ lăng lệ, đều hận không thể giết chết đối phương, lại đều có băn khoăn của riêng mình. Bọn người Lan Nguyệt tức giận lại ngoài ý muốn, tại sao gia hỏa này lại ở đây? Tối hôm qua Kiều gia gặp phải đại nạn, không phải hẳn là đã phong tỏa cửa phủ, thương lượng đối sách truy tìm hung thủ sao? Sao mới sáng sớm hắn lại xuất hiện ở trong phòng Đông Hoàng Như Ảnh? Sớm biết như thế này, tối hôm qua bọn hắn đã thả tin tức Khương Phàm ra. Bây giờ Khương Phàm đã biết bọn hắn tồn tại, không chỉ có tương đương với bại lộ cổ tộc, cũng tương đương với bại lộ vạn linh huyết thụ. Rõ chưa? Đông Hoàng Như Ảnh hỏi lần nữa. Nhìn dáng vẻ hai người đằng đằng sát khí, nàng cơ bản đã đoán được hẳn là kết oán trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, mà oán hận còn không bình thường. Lan Nặc lung lay ánh mắt trước nhất, Khương Phàm cũng đang chần chờ một lát, sau đó cũng lung lay. Đông Hoàng Như Ảnh tản năng lượng ra, cũng buông hai người ra. Chỉ là không gian đột nhiên buông ra, hai người còn duy trì quán tính. Kết quả, Khương Phàm ôm đồm lao tới, Lan Nặc một kích trúng mục tiêu. Một tiếng gào lên, một tiếng hét thảm, vang vọng cả hành lang. Đông Hoàng Như Ảnh mặt lộ xấu hổ, vội vàng nói, xem ra hai vị đều biết, không cần ta giới thiệu nữa. Không cần, rất quen thuộc. Khương Phàm kích thích linh lực khôi phục lại thương thế, nhưng trong mắt vẫn chứa sát ý, cảnh giác hư thiên kính trong tay Lan Nặc. Lan Nặc chỉnh lý tốt y phục, bảo vệ ngực đẫm máu, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Lan Nguyệt kêu to. Đông Hoàng Như Ảnh, mau giết Khương Phàm. Hắn biết được thân phận của chúng ta, không thể nào giữ lại được. Đông Hoàng Như Ảnh không để ý đến nàng, chỉ là cảnh cáo Khương Phàm. Nếu ngươi biết thân phận của các nàng, cũng hẳn là đã hiểu bí mật thần giáo. Ta tự tiện chủ trương, không xử lý ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Ta còn không có sống đủ, ta sẽ bảo đảm. Khương Phàm vẫn nhìn chằm chằm Lan Nặc. Lan Nặc ép buộc tỉnh táo lại, đón ánh mắt Khương Phàm, nói chuyện. Nói chuyện, nhưng, ngươi phải thu hư thiên kính lại. Lan Nặc giao hư thiên kính cho Lan Nguyệt, đi đến trong phòng đối diện. Khương Phàm theo sát đi đến. Bọn người Lan Nguyệt ngăn ở trước của phòng, nhắc nhở Đông Hoàng Như Ảnh không được nghe lén. Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc, lại còn cần bàn bạc, tình huống của hai người này là như thế nào. Lan Nặc đi đến sâu trong gian phòng, lặp đi lặp lại mấy lần dò xét không gian xung quanh, tại sao ngươi tới phương Bắc? Vì sao ngươi lại tới đây? Ngươi nói bí mật vạn linh huyết thụ cho Đông Hoàng Như Ảnh rồi. Ngươi nói bí mật của ta cho người khác biết rồi. Hai người đều đang đặt câu hỏi, đều rất cường thế, cũng đều đang cực lực khống chế sát ý. Ánh mắt Lan Nặc lạnh lẽo. Nếu như ngươi nói lung tung bí mật của ta, bây giờ ta sẽ tuyên bố thân phận của ngươi khắp hoàng thành này, ngươi là đệ tử thánh địa, lại nhúng tay sự vụ hoàng tộc, ai cũng không gánh nổi ngươi,
Bây giờ, chúng ta làm giao dịch, ta giữ bí mật của ngươi, ngươi giữ bí mật của ta. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã rời khỏi thánh địa, bây giờ thuộc về Kiều gia. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền đi nói, xem hoàng thất nơi đó có phản ứng gì. Đừng làm ta sợ, ta bây giờ hoàn toàn có thể đơn phương nói rằng ta đã rời khỏi Vô Hồi thánh địa, coi như khác thánh địa đi chất vấn Vô Hồi, Vô Hồi nơi đó sẽ bảo đảm cho ta, cũng sẽ công khai nói rõ đã đoạn tuyệt liên quan với ta. Chớ tự cho mình thông minh, nếu như ngươi thật sự cam lòng từ bỏ thánh địa thì sẽ không đi theo ta vào trong phòng này. Ta là vừa vặn sờ thật thoải mái, muốn vào nếm thử hương vị. Ta giết ngươi. Tâm tình Lan Nặc thật vất vả mới bình tĩnh lại bất chợt nổi lên gợn sóng. Khương Phàm cười lạnh. Ngươi không có hư thiên kính, mà trong tay của ta có linh vũ khổng tước. Ngươi còn muốn giết ta, thánh địa làm sao lại bồi dưỡng được tên bại hoại cặn bã như ngươi thế. Trước đó Lan Nặc chỉ coi Khương Phàm là kẻ địch, không nghĩ tới hắn lại ti tiện đáng giận như thế. Muốn làm giao dịch với ta, có thể. Hư thiên kính cho ta cam đoan không đề cập tới chuyện vạn linh huyết thụ. Khương Phàm khôn khéo cay độc, từ biểu hiện hốt hoảng của Lan Nặc đã có thể nhìn ra được, nàng giấu bí mật gì, đã đi vào liền đề cập đến vạn linh huyết thụ. Chớ nói nhảm, muốn giao dịch thì thành tâm giao dịch, không muốn giao dịch thì đánh nhau sống chết. Lan Nặc ta cùng lắm mất đi vạn linh huyết thụ, mà Khương Phàm ngươi chính là mất đi tính mệnh. Ta không muốn hư thiên kính, vạn linh huyết thụ cho ta. Chờ ngươi đi chết đi. Lan Nặc quay người rời khỏi, lúc ra tới cửa lại hít sâu một hơi, quay đầu lại nói. Ta giữ bí mật của ngươi, ngươi giữ bí mật của ta, hai bí mật này không có cao thấp nặng nhẹ, đều rất quan trọng đối với mình. Ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, hoặc là hai chúng ta lưỡng bại câu thương, hoặc là bình an vô sự. Ta không tin ngươi. Ngươi cho rằng ta tin tưởng ngươi. Nếu như thế này, giữa chúng ta cũng không cần thiết có giao dịch. Ngươi đang buộc ta thỏa hiệp trước. Khương Phàm, tỉnh lại đi, thu hồi chiêu thức lão bộ của ngươi đi. Ngươi mạnh mẽ như thế, coi chừng tương lai không gả ra được. Nhanh quyết định đi, ta cùng loại người như mặt dày như ngươi ở lâu một phút đồng hồ đều cảm thấy căm ghét. Ta ngược lại thật ra rất thích ở chỗ này cùng ngươi chờ lâu một hồi. Khương Phàm cố ý nhìn chằm chằm nơi ngực Lan Nặc, nhếch miệng, còn giống như đang rướm máu, cần băng bó không, ta có thể giúp một tay. Ngươi muốn chết như thế nào? Nằm nhoài trên người ngươi chết, ngươi lưu manh, vô lại, ngươi là tên súc sinh. Lan Nặc dâng sát ý lên, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ nhận qua loại khuất nhục này, càng không có tức giận qua giống như bây giờ. Nhưng, nàng rất nhanh đã khống chế lại, gia hỏa này rõ đang chọc giận nàng. Khương Phàm ngồi vào trên băng ghế đá bên cạnh, trầm ngâm một hồi. Ta đến phương Bắc có liên quan đến khổng tước ngũ sắc, về phần là cái gì, chính ngươi nghĩ đi. Ta có thể giữ bí mật của ngươi, nhưng ta có hai điều kiện, đầu tiên đương nhiên là ngươi không thể nào ở bất kỳ nơi nào nói ra thân phận của ta. Cái thứ hai, giữa chúng ta ký một hiệp nghị có thể ước thúc lẫn nhau. Thỏa thuận gì? Một hiệp nghị ném ra có thể để ngươi và ta đều xấu hổ. Ví dụ như. Chưa nghĩ ra. Khương Phàm không chỉ phải bảo đảm Lan Nặc không thể nói ra thân phận của hắn ngay bây giờ, càng phải cam đoan trong vòng 10 năm Lan Nặc cũng không thể lộ ra tin tức của hắn với phương Bắc. Muốn ước thúc nàng, nhất định phải nghĩ đến điều kiện đầy đủ phân lượng. Nhưng muốn ước thúc người của Cửu Thiên Thần Giáo, vẫn cần người phải có được phi phàm tiềm lực cùng bảo bối siêu cấp, quá khó khăn. Lan Nặc coi trọng cái gì? Nếu như có thể mang Tặc Điểu tới thì tốt, chỉ ít Tặc Điểu cũng hiểu rõ nàng. Cái gì đều không hiểu rõ, thứ gì có thể chế ước nàng đâu. Khương Phàm quan sát tỉ mỉ Lan Nặc, trong đầu đột nhiên toát ra một suy nghĩ, danh dự. Đối với nữ nhi mà nói là, nhất là nữ hài nhi cao ngạo lại có thiên phú, danh dự đều quan trọng hơn hết so với bất cứ thứ gì. Lan Nặc cũng đang đánh giá Khương Phàm, sau khi tỉnh táo lại, cũng khôi phục trầm ổn, thông minh thường ngày. Muốn kiềm chế người như Khương Phàm phải dùng thủ đoạn đặc biệt. Nhưng Khương Phàm khôn khéo. Sẽ không dễ dàng mắc lừa. Khương Phàm bỗng nhiên cười, ngươi ký một tờ huyết thư cho ta. Huyết thư gì? Lan Nặc cũng có tính toán trong lòng. Văn tự bán mình, ngươi làm nô lệ của ta. Khương Phàm nhẹ giọng cười nói, nhưng, hắn còn tưởng rằng Lan Nặc sẽ kịch liệt phản đối, không nghĩ tới Lan Nặc lại không có tức giận. Ngươi ký làm nô của ta, ta ký làm nô của ngươi. Lan Nặc chăm chú nhìn Khương Phàm. Chỉ là chế ước mà thôi. Ngươi vừa rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cần
cần tinh lực cùng thời gian đi dung nhập cửu thiên thần giáo, không muốn chọc phiền phức, huyết thư này vừa vặn có chút lực ước thúc. Chờ sau 8 năm, 10 năm, ngươi trưởng thành, cũng ổn định địa vị, đến lúc đó cũng không quan tâm huyết thư này. Thế nào, đã ngươi nghĩ đến văn tự bán mình, ta chỗ này có một khế ước chân chính, ngươi có dám hay không? Khế ước gì? Khế ước nhân chủng, cũng chính là khế ước dùng để khống chế yêu thú của Di Lạc cổ địa chúng ta. Ngươi coi ta là dã thú. Khế ước nhân chủng chia làm rất nhiều loại, ta nói chính là khế ước có lợi lẫn nhau. Giữa Lan Dận và Lan Nguyệt đều có loại khế ước này. Nếu như ngươi không tin, có thể đi ra bên ngoài hỏi Đông Hoàng Như Ảnh một chút, khả năng nàng đều cùng người nào đó ký kết khế ước nhân chủng. Giới thiệu cho ta nghe một chút. Khế ước nhân chủng có thể sinh ra liên hệ linh hồn đặc biệt giữa ngươi và ta, còn có thể ảnh hưởng đến linh văn. Nói rõ chi tiết thì rất phức tạp, nói đơn giản chính là sau khi ký kết khế ước, nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ nhận trọng thương, là trọng thương linh hồn. Nghiêm trọng còn có thể hủy đi mấy cái trong ba hồn bảy vía của ngươi. Cũng sẽ có vấn đề tổn thương linh văn, ví dụ như bây giờ ngươi là chí tôn thánh văn, khả năng thoái hóa đến đại thừa thậm chí là càn nguyên. Nếu như ngươi chết, ta sẽ nhận tổn thương tương tự. Khế ước nhân chủng cũng có chỗ tốt, ví dụ như linh hồn, linh văn ảnh hưởng lẫn nhau, có thể để tốc độ phát triển giữa ngươi và ta đều tăng lên rõ ràng. Giống như là đang kích thích lẫn nhau, đẩy mạnh lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau. Nếu như muốn giải trừ, cũng rất dễ dàng, sau khi đến sinh tử cảnh, loại khế ước này liền sẽ chủ động biến mất. Khế ước nhân chủng ban đầu là phát hiện từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, sau khi trải qua rất nhiều lần cải thiện, thành bí thuật đặc biệt của chúng ta. Không chỉ có chúng ta tu luyện, thần giáo đều có tu luyện. Chúng ta phổ biến đều sẽ bắt đầu lựa chọn mục tiêu khi đến 15 tuổi, một linh văn cường đại có thể lựa chọn một người ký kết khế ước nhân chủng, cũng có thể lựa chọn linh văn thiên phú giống nhau. Thậm chí có người ký chính thức đặt trước 2 đến 3 cái. Cứ như vậy, bọn hắn đẩy mạnh lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, tốc độ tu luyện làm ít công to, linh văn cũng đều có tăng lên. Chờ đến sinh tử cảnh, khế ước nhân chủng tự động hủy đi, tiếp tục trưởng thành theo con đường riêng của mình. Khương Phàm khẽ nhíu mày, lại còn có khế ước thuật quỷ dị như vậy. Nếu quả thật giống Lan Nặc nói như thế, quả thật có thể chế ước lẫn nhau, cũng có thể giúp lẫn nhau tăng lên. Ai cũng giết không được ai, còn có thể cung cấp trợ lực cho lẫn nhau trưởng thành. Nhưng, Khương Phàm luôn cảm giác Lan Nặc không có ý tốt. Tâm dục vô ngân. Giọng Đan Hoàng đột nhiên nhớ tới trong đầu. Sư phụ, ngài biết thứ này. Khương Phàm lập tức hỏi thăm. Ta biết một loại ma công, gọi là tâm dục vô ngân. Có chút cùng loại với những gì nàng ta nói. Cũng là thông qua ký kết khế ước, cải thiện linh văn của riêng mình, tăng tốc độ tu luyện lên. Cũng là khế ước tự động tách ra sau sinh tử cảnh. Nếu như trong lúc đó có người chết, một người khác cũng sẽ nhận trọng thương. Chỗ xấu thì sao? Trong lòng Khương Phàm run lên, ma công. Nếu như linh văn hai người chênh lệch rất lớn, trong quá trình trưởng thành sẽ từ từ hình thành liên quan chủ tớ. Ví dụ, nếu như thiên linh văn cùng thánh linh văn ký kết khế ước, thiên linh văn sẽ dần dần chiếm quyền chủ động, sau đó từ linh hồn đến linh văn, khống chế lại thánh linh văn. Một khi bổ sung liên quan chính thức diễn biến thành liên quan chủ tớ, làm người hầu một phương nếu như chết rồi liền sẽ không lại hình thành nguy hại đối với chủ nhân. Mà xem như chủ nhân một phương, còn có cơ hội khống chế lại sinh tử của người hầu, thậm chí thôn phệ linh văn người hầu. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, nữ tử này quả nhiên ác độc. Lan Nặc không nghĩ tới trong đầu Khương Phàm lại có một lão tổ tông, tiếp tục nói ra. Ta là thiên linh văn, ngươi là thánh linh văn. Ngươi cùng ta ký kết khế ước nhân chủng, lợi lớn hơn hại. Nếu như ngươi không tin ta, có thể đi ra bên ngoài hỏi Đông Hoàng Như Ảnh. Khương Phàm nhìn chằm chằm Lan Nặc. Chỉ có thể đến sinh tử cảnh mới có thể giải trừ. Ngươi chết, cũng có thể giải trừ. Nếu như ngươi đang nói thật với ta, có phải còn có nguy hại khác hay không? Xác thực có, sau khi ký kết khế ước nhân chủng, linh hồn của chúng ta sẽ có cảm ứng vi diệu. Khoảng cách càng gần, loại cảm ứng này càng rõ lộ ra. Ví dụ như, bây giờ chúng ta mặt đối mặt, trong đầu của ngươi động suy nghĩ muốn giết ta sẽ lập tức giật mình, thậm chí ngươi dùng phương thức gì giết ta đều có thể đoán được. Còn gì nữa không? Thời điểm đến sinh tử cảnh, khả năng khế ước nhân chủng phát sinh dị biến. Nhưng, khả năng này vô cùng thấp, Đan Hoàng lại nhắc nhở ở trong đầu Khương Phàm. Tâm dục vô ngân cũng là có khả năng dị biến tại sinh tử cảnh. Sinh tử cảnh rất đặc thù,
tâm dục vô ngân lại là khế ước tà ác, cả hai có khả năng phát sinh phản ứng đặc thù. Ví dụ như, phương hướng dị biến rất nhiều, khả năng nhất chính là vĩnh viễn triệt để dung nhập linh hồn hai bên, mặc kệ cảnh giới gì, cũng đừng nghĩ cách giải trừ. Khương Phàm làm bộ trầm mặc thật lâu, còn yên lặng đi vài vòng trong phòng, mới nói, ta ký. Lan Nặc có chút ngoài ý muốn, ngươi không đi hỏi lại Đông Hoàng Như Ảnh. Không cần, ta ký. Khương Phàm cười lạnh trong lòng, ngươi coi ta là thánh linh văn, chờ xem đi, nhìn xem cuối cùng ai là chủ, ai là bộc. Khả năng cần một quãng thời gian. Lan Nặc phấn chấn trong lòng, bộ bí thuật khế ước này ẩn giấu một bí mật to lớn, mặc dù Khương Phàm là chí tôn thánh văn, nhưng nàng lại là thiên văn, còn không phải thiên linh văn bình thường. Chỉ cần khế ước ký kết, Khương Phàm chính là của nàng. Nàng muốn hắn làm cái gì, hắn sẽ phải làm cái đó. Nàng muốn hắn chết như thế nào, hắn sẽ phải chết như thế đó. Tại sao lâu như thế? Khi bọn người Lan Giận nhìn thấy Khương Phàm và Lan Nặc ra khỏi phòng, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Khương Phàm thuận miệng nói. Ta tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, hỏa lực vượng, sao có thể qua loa xong việc. Bọn người Lan Nguyệt còn không kịp phản ứng, suýt chút nữa Lan Giận đã vung mạnh đao vỗ tới. Như Ảnh cô nương, nhớ ký ước định của chúng ta. Khương Phàm chào hỏi cùng Đông Hoàng Như Ảnh, sau đó liền rời khỏi. Như Ảnh tỉ tỉ, đã gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Lan Nặc ra khỏi phòng chào hỏi với Đông Hoàng Như Ảnh, sau đó cũng rời khỏi nơi này. Chuyện giải quyết xong rồi. Trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Bọn người Lan Nguyệt không hiểu thấu được, lập tức bước nhanh đi theo Lan Nặc. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn hành lang trống rỗng, âm thầm kỳ quái. Trước đó còn hận không giết được đối phương, bây giờ lại đều rời khỏi giống như không có chuyện gì cả. Có thể cưỡng ép khống chế lại cảm xúc, còn có thể thuận lợi giải quyết tốt vấn đề, hai người này đều không đơn giản. Tỷ tỷ. Đông Hoàng Như Yên nhịn không được, đứng ở trong sương mù gọi Đông Hoàng Như Ảnh. Đông Hoàng Như Ảnh đóng cửa phòng, lâm vào trầm tư, giữa Khương Phàm cùng Lan Nặc hẳn là có bí mật gì đó. Nào chỉ là bí mật, quả thực là muốn chơi mệnh. Ta đều không có nghĩ đến người tự cho là thanh cao như nàng lại còn có thời điểm nổi điên. Còn có tên Khương Phàm kia, hận không thể lột sạch nàng. Đông Hoàng Như Yên hiếu kỳ lại hưng phấn, một màn trước đó thật sự quá bốc lửa. Bọn hắn nổi điên, muốn đưa đối phương vào chỗ chết, nhưng lại đều bình tĩnh lại. Hẳn là Khương Phàm nắm trong tay bí mật của Lan Nặc không muốn để cho Khương Phàm công bố, Lan Nặc biết thân phận Khương Phàm không muốn để cho Lan Nặc công bố. Đông Hoàng Như Ảnh cẩn thận phân tích biểu hiện khác thường của hai người. Lan Nặc có thể có bí mật gì? Bí mật này còn giống như có liên quan với nàng, bởi vì lúc ấy Lan Nặc thậm chí cũng không dám nhìn nàng. Đông Hoàng Như Yên nói. Nàng còn có thể có bí mật gì, chẳng lẽ còn có bảo bối gì không nói ra? Hư Thiên Kính và những cái kia, chỉ là di chuyển lực chú ý sao? Hả? Đông Hoàng Như Ảnh khẽ động trong lòng. Hư Thiên Kính di chuyển lực chú ý. Bọn người Lan Nặc là từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đi ra, mang theo thứ gì cũng đều là chính bọn hắn nói ra. Bởi vì Hư Thiên Kính, Trường Sinh Đao, Càn Khôn Hồ Lô, Sát Hồn Châm đều là vũ khí tồn tại ở trong sử sách tuyệt mật của thần giáo bọn hắn. Bọn hắn đều một mực bị hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên chỉ cho là có những thứ này. Đừng nói nàng, thần giáo đều sẽ cho rằng như thế. Nếu như Lan Nặc kỳ thật còn mang theo những thứ khác thì sao? Nhưng thứ gì so với Hư Thiên Kính còn muốn quý giá hơn, lại cần vũ khí như Hư Thiên Kính, Trường Sinh Đao này làm hỗ trợ. Đông Hoàng Như Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, dù sao nơi đó cũng là Vĩnh Hằng Thánh Sơn, chôn giấu quá nhiều bí mật. Nói không chừng lại có thứ gì đó sau trăm năm lại được khám phá ra. Đông Hoàng Như Yên tiến đến bên cạnh Đông Hoàng Như Ảnh, cười xấu xa nói. Tỷ tỷ, tỷ nói bọn hắn trong phòng đều làm cái gì rồi? Ròng rã hai canh giờ đó, Đông Hoàng Như Ảnh không quan tâm bọn hắn làm cái gì, nàng quan tâm là trong tay Lan Nặc có cái gì. Nếu như Lan Nặc thật sự có linh bảo càng đặc biệt hơn, nàng cần nhìn thẳng vào nha đầu này. Bọn người Lan Nguyệt trở lại vây quanh Lan Nặc ở trong gian phòng của bọn hắn. Vừa đóng cửa phòng lại, bọn hắn liền cũng nhịn không được, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình huống. Không cần lại lo lắng Khương Phàm, ta đã ký khế ước nhân chủng với hắn. Bây giờ Lan Nặc không chỉ không cần lo lắng Khương Phàm lại hại nàng, mà còn rất chờ mong Khương Phàm trưởng thành. Chờ ngày nào đó trong tương lai, linh văn của nàng càng ngày càng mạnh,
cảnh giới của càng ngày càng cao liền có thể tiến hành theo chất lượng khống chế Khương Phàm, trở thành vũ khí trong tay của nàng. Khế ước nhân trùng. Bọn người Lan Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn, tỷ tỷ có thể thuyết phục Khương Phàm ký kết loại khế ước này. Tỷ tỷ là thiên linh văn, Khương Phàm chỉ là thánh linh văn. Tỷ tỷ còn có thể tiếp tục trưởng thành, Khương Phàm thì vĩnh viễn dừng bước tại thánh linh văn, chẳng phải là mang ý nghĩa Khương Phàm sẽ trở thành nô lệ của tỷ tỷ sao? Thật tốt! Ta không biết lúc ấy hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ký kết khế ước vô cùng thành công. Lan Nặc không nghĩ tới mình lại dùng khế ước nhân chủng đến trên thân người ngoài, nhưng cứ như vậy, nàng đã có thể không cố kỵ gì mà vận dụng khế ước này. Hừ hừ, xem hắn còn tùy tiện thế nào. Thả hắn tự do trưởng thành 3 năm, 5 năm, từ từ, hắn sẽ trở thành người hầu của chúng ta. Ha ha, tiện nghi cho hắn thật, vậy mà có thể trở thành người hầu của chúng ta. Tại sao ta lại có chút cảm giác kỳ quái, Khương Phàm có thể không hỏi rõ ràng tình huống, liền ký kết loại khế ước linh hồn này sao? Hắn khẳng định đã có tính toán của hắn, nhưng hắn chung quy vẫn là thánh linh văn. Chỉ cần cho tỷ tỷ thời gian 3 năm, 5 năm, Khương Phàm liền chạy không xong. Bọn người Lan Nguyệt rất yên lòng, không còn lo lắng Khương Phàm trở thành uy hiếp, ngược lại có chút mong đợi. Lan Dận tin tưởng Lan Nặc khẳng định đã dùng thủ đoạn gì đó để Khương Phàm ký kết khế ước nhân chủng, không lo lắng sẽ có vấn đề gì khác, tại sao Khương Phàm tới phương Bắc. Hẳn là có liên quan cùng Khổng Tước Ngũ Sắc, lão yêu kia có khả năng đã mang bí mật vạn linh huyết thụ ra ngoài. Vậy không phải chúng ta nên nhanh về thần giáo một chút sao? Không cần thiết, nếu quả như Khổng Tước Ngũ Sắc thật đưa tin tức ra tới, Khổng Tước nhất tộc cũng sẽ không lập tức đi đến thần giáo chất vấn. Bọn chúng không có đảm phách cùng thực lực lớn như vậy, nhiều nhất chính là tự mình làm chuẩn bị, hoặc là bí mật liên hệ cùng một số yêu tộc. Lan Nặc bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cũng không còn khẩn trương nữa. Nhưng cần cảnh giác Đông Hoàng Như Ảnh, nữ tử này rất khôn khéo, nói không chừng có thể đã đoán được thứ gì rồi. Ác nhân cốc. Trời đã sáng, nhưng mê vụ bao phủ trong cánh rừng vẫn lờ mờ lại âm trầm. Các quầy bán hàng rong còn đang ở các nơi giao hàng lấy đồ. Sát thủ hoàn thành nhiệm vụ bí mật lẻn về rừng rậm, cũng có phú gia công tử náo loạn cả đêm mang theo linh bảo cùng nô lệ mình mua được, hài lòng rời khỏi. Thời điểm Khương Phàm xuyên qua rừng rậm lại thấy được nam tử bán thương sinh cung. Lại còn có người đang cùng hắn làm giao dịch. Người đợi không được thánh phẩm lôi pháp, đây là hai bộ lôi pháp cấp 6. Nếu như ngươi đồng ý, bọn chúng là của ngươi, nếu như không đồng ý, vậy ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây đi. Một nam tử gầy gò tiện tay ném ra hai quyển thư quyển, có chút ngẩng đầu, thái độ kiêu căng. Nam tử phía sau thương sinh cung chỉ thờ ơ trừng mắt lên. Xem như nó là chế phẩm do phù sinh hồi phục thì cũng chỉ là một phế phẩm, không đáng tới thánh pháp. Huống chi, coi như thật đợi được thánh pháp, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống mà mang ra khỏi cổ hoa hoàng thành sao? Thế lực có thể lấy ra thánh pháp, tất nhiên có thể làm chút tay chân trên thánh pháp. Coi như ác nhân cốc có thể bảo đảm ngươi nhất thời, nhưng có thể bảo đảm ngươi một thế sao? Bọn hắn sớm muộn cũng có thể truy đuổi được ngươi. Nam tử kiêu căng nói xong, còn hừ một tiếng. Thấy tốt thì lấy đi. Muốn có được thánh pháp, trừ phi bái nhập đại tông môn hay đại tộc nào đó, hoặc thám hiểm di tích bí cảnh. Ngươi muốn giao dịch thánh pháp tại chợ đen, coi như đạt được, cũng không phải của ngươi. Nam tử phía sau thương sinh cung khẽ nhíu mày, vẫn trầm mặc không nói gì. Nam tử kiêu căng ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt bên trên lôi pháp, ta chỉ cho ngươi một cơ hội này, chờ ta đi, chỉ sợ ngươi ngay cả một bộ lục phẩm lôi pháp cũng không chiếm được. Nam tử sau thương sinh cung nắm lại nắm đấm, biểu hiện ra lo nghĩ của hắn, cũng đang dãy giụa. Thật lâu, cuối cùng hắn vẫn cầm thương sinh cung, bỏ lên trên võ pháp. Ha ha, tính ngươi cất nhắc. Nam tử kiêu căng nắm chặt thương sinh cung, đứng dậy cười to. Đối đãi nó thật tốt. Nam tử cuối cùng cũng nhìn thương sinh cung, lắc đầu liền muốn rời khỏi. Nhưng đúng vào lúc này đợi, nam tử kiêu căng đạt được thương sinh cung đột nhiên huy động khí lãng mãnh liệt, nâng một tay đánh vỡ nát thương sinh cung. Thương sinh cung nổ tung, trong nháy mắt kích thích năng lượng kinh khủng, khuấy động rừng rậm. Năng lượng nóng này, giống như từng cơn sóng lớn trên đại dương mênh mông, nhấc lên thanh thế kinh khủng, nhưng, năng lượng khuấy động cuồn cuộn lại không hề tổn hại đến bất kỳ cây rừng hay hoa cỏ nào. Tựa như là huyễn tượng, hư vô mờ ảo. Ngươi đang làm gì? Nam tử gầm thét. Nó là của ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nam tử kiêu căng giơ cao tay phải lên, gương mặt cuồng nhiệt.
Khương Phàm nhíu mày trông qua, trong tay người kia đang nắm một cái ngọc thạch sáng long lanh, không ngừng kích động năng lượng hư vô, chiếu thấu rừng rậm lờ mờ. Ha ha, thỉnh nguyện thạch, quả nhiên bên trong Thương Sinh cung cất giấu thỉnh nguyện thạch. Nam tử kiêu căng mở miệng ra nhét ngọc thạch vào. Hắn mở ra hai tay, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, thân thể nở rộ ánh sáng rực rỡ, giống như là lò luyện, hấp thu năng lượng ngọc thạch. Rừng rậm hỗn loạn, rất nhiều người từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây. Thỉnh nguyện thạch là cái gì? Khương Phàm ngạc nhiên nhìn một màn này. Đan Hoàng nói, thỉnh nguyện thạch là thứ rất huyền diệu, có người gọi nó là nguyện vọng thạch, có người gọi nó là hạnh vận thạch. Nếu như mang ở trên người, nó có thể lặng yên không tiếng động hấp thu khí vận người xung quanh, để chủ nhân trở nên càng ngày càng may mắn. Nếu như dùng để rèn đúc vũ khí, còn có thể căn cứ phương thức chế tạo cùng vật liệu phối hợp, thay đổi uy lực. Ví dụ như nó có thể làm cho vũ khí trở nên bá đạo, cưỡng ép cướp đoạt khí vận người xung quanh. Lại ví dụ như, nó có tích thể chữ khí vận, dùng trên việc tu luyện tại đặc thù cảnh giới. Hay là còn so sánh như, nó có thể tiếp thu lời chúng sinh cầu nguyện, diễn biến thành năng lượng đặc thù. Thật chẳng lẽ Thương Sinh cung chính là dùng thỉnh nguyện thạch chế tạo? Nếu như Thương Sinh cung của Thánh Sơn Trung ương có thể tụ tập lời cầu nguyện cầu của dân chúng thiên hạ, bộc phát ra uy lực săn giết thánh nhân, thì không chỉ đơn giản là thỉnh nguyện thạch, nói không chừng đều là cả ngọn núi kia. Lúc này, người tụ tới càng ngày càng nhiều, đang muốn hỏi thăm tình huống, nam tử kiêu căng cười lạnh một tiếng, triệu ra một con kim điêu, phóng lên tận trời, rời khỏi rừng cây đầy mây mù. Đan Hoàng lại nói, nếu quả thật Thương Sinh cung của Tổ Sơn Trung ương có thể tụ tập lời cầu nguyện của dân chúng, uy lực xác thực sẽ vô cùng khủng bố. Cái này tương đương với tập hợp ý nguyện dân chúng, mà sau khi ý nguyện dân chúng đạt tới một vấn đề nào đó, chẳng khác nào hướng lên trời thỉnh nguyện. Nếu như được Thương Thiên đáp lại, chẳng khác nào Thương Thiên tiếp nhận chúng sinh, phần năng lượng kia xác thực có thể diệt sát thánh nhân trong nháy mắt, mà còn là diệt sát triệt để, không có bất kỳ chỗ trống gì, cũng sẽ không để lại bất cứ hy vọng nào. Trách không được thánh địa có thể làm cho hoàng tộc các phương kính sợ, không chỉ là bọn hắn đang bảo vệ dân chúng, mà còn có thể mượn uy lực dân chúng. Khương Phàm giật mình, trước đó cũng cảm giác thánh địa dựa vào, lý niệm, liền có thể trấn nhiếp hoàng tộc, có chút không thực tế, quả nhiên vẫn có thực lực để dựa vào. Chỉ là trong trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm không có bất kỳ cái gì liên quan tới vết tích thánh địa. Hẳn là hắn đã trở thành, con buôn chiến tranh, tai tinh thương huyền, từ lúc bắt đầu đã phân rõ giới hạn. Đan Hoàng nói, tứ đại thánh địa trung ương hẳn còn có càng nhiều nội tình, thực lực mạnh hơn. Cá nhân ta đề nghị, ngươi không cần rời khỏi thánh địa. Chỉ cần các phương không có xác định được thân phận kiếp trước của ngươi, ngươi lại không làm chuyện thương thiên hại lý gì, chờ tương lai vô hồi thánh địa ngồi lên vị trí tôn chủ Nam Bộ, liền có thể tại một ít thời kỳ đặc biệt, bảo hộ ngươi rất tốt. Cho dù tranh thủ cho ngươi một chút thời gian quý giá. Đan Hoàng ở trong thân thể Khương Phàm, cùng chung linh hồn Khương Phàm, hắn có thể rất mẫn cảm nhận được một ít cảm xúc thay đổi của Khương Phàm. Ví dụ như bây giờ, Khương Phàm đã bắt đầu cân nhắc chuyện rời khỏi thánh địa. Bởi vì khi Khương Phàm lặp đi lặp lại hồi ức quá khứ với Kiều Hinh, lặp đi lặp lại xúc động linh hồn, kích thích cực lớn đến dung hợp hồn niệm của hắn kiếp trước và kiếp này. Khương Phàm bắt đầu khôi phục tư thái cường thế. Bắt đầu thức tỉnh bá khí kiếp trước, càng bắt đầu từ trong ra ngoài tản mát ra một chút khí thế, cũng không nguyện ý lại phải chịu những quy củ rườm rà phức tạp của thánh địa ràng buộc. Cũng là bởi vì Khương Phàm đã đạt được nguồn lực lượng kiều gia này, cố ý sớm triển khai kế hoạch mình quật khởi. Cứ như vậy hắn sẽ tránh không được chuyện khiêu chiến cường tộc, nhận truy sát, cũng sẽ liên lụy đến thánh địa, gây tai họa cho thánh chủ và mọi người. Cho nên, sau khi bị các nhân tố dung hợp, Khương Phàm đã không muốn làm đệ tử thánh địa nữa. Ta sẽ giúp vô hồi thánh địa trấn áp đại hoang trước, sau đó lại rời khỏi vô hồi thánh địa. Khương Phàm xác thực bắt đầu cân nhắc rời khỏi thánh địa, phụ thân và mọi người tiến vào ly hỏa, thuộc về một phần của thánh địa, không còn cần lo lắng. Bây giờ lại có kiều gia để dựa vào, hắn có thể buông tay buông chân thử bố cục. Sâu trong mê vụ ít ai lui tới, âm khí thấu xương. Một tòa cung điện nguy nga tọa lạc tại bên trong thâm cốc lớn nhất. Mặc dù nhìn hùng vĩ khí phái, vàng son lộng lẫy, nhưng âm khí xung quanh cực nặng, sát khí cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể nghe được những tiếng rên rỉ đau khổ để cả tòa cung điện lộ ra quỷ dị khủng bố. Trước điện có một cái ghế đá, phía trên lại có một nam tử gầy gò đang ngồi, con mắt hiện ra kim quang quỷ dị,
nhìn Khương Phàm đi tới từ trong sương mù. Ta là Khương Phàm của Kiều gia, đến đây bái phỏng ác nhân vương. Khương Phàm đánh giá nam tử, người này đưa tới linh văn của hắn cảm ứng, nhưng không phải loại khí tức trước đó từ nguồn gốc huyết mạch kia, mà là linh văn. Chính là ta. Nam tử vểnh lên khóe miệng, tà khí lẫm nhiên. Ngươi không phải. Ta không giống. Ta đã gặp qua ác nhân vương tại diễn võ trường, mặc dù không có nhìn rõ ràng, nhưng cũng không phải như ngươi thế này. Đó là giả, ta là thật. Nếu như ác nhân vương không nguyện ý đi ra, ngươi cũng có thể đại biểu. Là các ngươi bắt người ở Tô gia sao? Trong cổ hoa hoàng thành này, ngoại trừ ác nhân cốc, còn có người nào có được năng lực đó? Tại sao lại làm như thế? Biểu hiện ra lực lượng với Kiều gia. Các ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi? Trước khi nói chuyện phải động não. Nếu như trước khi bắt người, người đến Kiều gia đàm phán, muốn cái gì đều có thể thương lượng, nhưng người đều đã đưa qua, lại mới bàn điều kiện, người đang hoài nghi trí thông minh của ai? Nam tử kéo khóe mắt ra, ho nhẹ vài tiếng, thể hiện nghiêm nghị lại. Người dám nói chuyện với ta như vậy, ta chính là ác nhân vương, không sợ chết ở chỗ này. Khương Phàm cười khẽ. Một kẻ lặp đi lặp lại mình là ác nhân vương, ác nhân vương. Các ngươi là thế lực hắc ám, hay là lưu manh sơn phỉ? To gan. Đừng giả bộ, nếu ác nhân cốc nguyện ý chủ động bắt người đưa đến Kiều gia, hẳn là có chút liên quan cùng Kiều gia, nếu đã có liên quan cùng Kiều gia thì sẽ không sát hại người của Kiều gia. Chúng ta sẽ không đụng người Kiều gia, nhưng ngươi chỉ là người ngoài. Nếu chướng mắt người ngoài như ta đây, muốn ta, đi thẳng đến Kiều gia bắt ta là được rồi, còn cần đắc tội Tô gia, lại ta mang theo tới nơi này. Mặc dù đầu ngươi không dùng được, nhưng cũng không giống là kẻ giữ cửa, ngươi ngồi ở chỗ này hẳn không phải thưởng thức phong cảnh, chỉ có thể là đang chờ ta. Nếu đang chờ ta, cũng đừng lề mề nữa. Hoặc là, truyền chỉ lệnh ác nhân vương, hoặc là bàn bạc cùng ta. Đầu ta không dùng được. Khóe mắt nam tử lại kéo ra, đứng dậy đưa lưng về phía Khương Phàm, nhìn về cung điện. Trong đại điện, ác nhân vương khẽ nhíu mày, mặt 11 vị huyết sát lộ vẻ xấu hổ. Khương Phàm hướng về phía đại điện hô to, ác nhân vương, ra đi. U, cửa điện nặng nề chậm rãi rộng mở ra, bên trong tráng lệ, kim quang lượn lờ. Một thân ảnh tang thương từ bên trong đi ra. Vô Hối. Khương Phàm hơi kinh ngạc, tại sao hắn lại ở chỗ này? Trách không được trước đó hắn không tìm thấy Kiều Vô Hối ở sau núi, thì ra đã sớm tới ác nhân cốc. Phụ thân. Kiều Vô Hối hành lễ với Khương Phàm. Đúng vào lúc này, chủ tước linh nguyên trong khí hải Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng gáy to mắt lạnh, đáy mắt bùng lên tinh quang, lệ khí khuấy động khí hải. Nó giương cánh gáy to, nhấc lên kim quang hoa mỹ. Kim quang như điện, xông ra khỏi khí hải, quét sạch kinh mạch cùng mạch máu toàn thân. Toàn thân Khương Phàm nổi lên từng cơn nóng hổi, đường vân màu vàng tinh mịn không bị khống chế hiển hiện trên làn da, linh văn trên trán càng huy động ánh sáng kịch liệt, chiếu thấu cả thắt lưng gấm. Cả người đều trở nên mạnh mẽ, từ bên trong ra ngoài phát ra khí thế hung liệt uy nghiêm. Lại là cảm giác này. Hai con người Khương Phàm hóa thành mắt dọc, lóe ra thần quang, nhìn chằm chằm cửa điện rộng mở. Một nam tử mặc áo choàng từ bên trong đi tới, long hành hổ bộ, bá khí nghiêm nghị, bộc lộ ra khí thế bức người. 11 vị nam nữ tử đi theo ở sau lưng, cả người khoác y phục màu máu, dáng dấp phi phàm, nhưng đều hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính. Nam tử trên băng ghế đá trước đó tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, đứng ở bên trong 11 người kia. Ác nhân cốc, ác nhân vương, Khương Diễm. Huyết sát, ác nhân cốc, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Ngư Cung, Hoàng Lâm, Lãnh Tuyền, Bạch Tai. Theo Khương Diễm dẫn đầu, 12 huyết sát theo thứ tự báo danh, giọng nói có to rõ, có trầm thấp, có mát lạnh, có khàn khàn, vang vọng cả sơn cốc, thật lâu. Kiều Vô Hối chuyển thân thể già nua. Quỳ xuống trước Khương Phàm. Bọn người Khương Diễm ngẩng đầu nhìn về phía Khương Phàm, hít sâu một hơi, thẳng tắp quỳ xuống, hai tay chụp lấy đầu, thăm viếng thần hoàng. Khương Phàm nhìn bọn người Kiều Vô Hối trước mặt đột nhiên quỳ xuống, chau mày, hai tay nắm chặt, sau một lát, toàn thân cuồn cuộn nhiệt lưu, trở nên nóng hổi, trở nên sao động, phảng phất muốn bị bỏng huyết cốt, nhóm lửa cả linh hồn. Một suy nghĩ kinh người lấp lóe lên trong đầu. Ác nhân cốc là Kiều Vô Hối khai sáng, ác nhân vương chính là Kim Thai, đan hoàng đều kinh ngạc trong thức hải Khương Phàm, Kiều Vô Hối lại ở trong hoàng thành, ở trước mặt hoàng thất, sáng lập một thế lực hắc ám như vậy. Xem ra,
ngay cả người Kiều gia cũng không biết. Khương Phàm chấn kinh, càng vui mừng hơn. Không hổ là nhi tử của hắn, vậy mà lại bí mật chuẩn bị thành viên tổ chức cường đại như thế này cho hắn. Lại còn là không coi hoàng thất vào đâu, còn che giấu ròng rã 800 năm. Nếu như không phải kiềm chế từng vấn đề, cần điệu thấp, cần ẩn giấu, Kiều Vô Hối còn có thể làm lớn hơn. Hổ phụ không sinh khuyển tử. Đan Hoàng đang rung động ở trong đầu Khương Phàm, lần này đúng là bị kinh động. Kiều Vô Hối mời Khương Phàm đến đại điện, kỹ càng giới thiệu tình huống ác nhân cốc. Cho dù là Khương Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng, vẫn còn có chút sợ hãi và thán phục. Ngoại trừ ác nhân cốc trong Hoàng Thành ra, Kiều Vô Hối lại còn bí mật sáng lập phân bộ số lượng lớn tại các địa vực phương Bắc, lấy các tên cùng phương thức khác nhau tồn tại. 12 huyết sát, chính là trưởng khống giả phân bố ở các nơi. Là tầng cao nhất. Khương Phàm ngồi mặt đối mặt Khương Diễm, vẻ mặt đều có chút phức tạp. Khương Phàm nhìn Khương Diễm, giống như nhìn mình 20 năm sau, hai người ngũ quan vô cùng giống nhau, chỉ là bởi vì nguyên nhân đã trải qua cùng tính tình các loại, khí chất khác nhau, đến mức bộ dáng cũng cảm giác có chút khác biệt. Mặc dù hắn đang mong đợi gặp được kim thai khác, nhưng đến giờ phút này lại không biết mình nên dùng cách gì để đối mặt. Dù sao kim thai cũng chính là huyết nhục kiếp trước của hắn. Khương Diễm nhìn Khương Phàm, tựa như nhìn khoảng thời gian thiếu niên đã từng của mình. Mặc dù đã tiếp nhận hiện thực, cũng lựa chọn đi theo, nhưng thời điểm đối mặt, tâm tình vẫn còn có chút phức tạp. Chỉ là bởi vì thức tỉnh ở thời gian khác biệt, hắn đã bỏ lỡ linh hồn luân hồi, biến thành phế phẩm, thậm chí muốn biến thành khẩu phần lương thực. Tầng cao nhất vô cùng an tĩnh, Kiều Vô Hối, 12 huyết sát đều lui ra ngoài, chỉ để lại hai người bọn họ, hoặc phải nói là một người. Ta là ta, ngươi là ngươi, ngươi không thuộc về ai, ngươi chỉ thuộc về chính ngươi. Nếu như ngươi có dã tâm, không ngại theo ta, nhưng, đầu tiên ngươi phải hiểu, ngươi đi theo ta không phải bởi vì muốn giúp ta hoàn thành giấc mộng của ta, mà muốn sống ra phấn khích của chính ngươi. Nhìn thế gian phồn hoa một chút, gặp anh hào bát phương một lần, làm một trận đại sự oanh oanh liệt liệt để thế nhân khiếp sợ. Dù là, phải chết trên đường, Khương Phàm lên tiếng trước, thể hiện thái độ của mình, cũng tương đương làm ra quyết định của mình. Hắn chuẩn bị coi Khương Diễm là bằng hữu đặc biệt mà đối đãi. Không có cái gọi là số mệnh, không có cái gọi là chủ tớ. Mà là, cùng một chỗ khiêu chiến thiên hạ, cùng một chỗ trùng kiến thần triều, cùng đi đến chiến trường bách tộc, tái chiến bát châu thập tam hải. Khương Diễm lẳng lặng nhìn Khương Phàm, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt phức tạp. Từ trong lòng hắn lộ ra tà tính, cũng lộ ra kiêu ngạo. Cho dù lựa chọn đi theo, cũng nhiều hơn chính là bởi vì đội ơn. Đội ơn lão tổ đã từng cứu mạng, cùng đã từng bồi dưỡng. Trước khi gặp mặt, hắn có chút lo lắng thật. Nếu như Khương Phàm đi lên liền hiện ra tư thái thần hoàng, để hắn thần phục, để hắn quỳ xuống, để hắn làm cái gì tuyên thệ, hắn nên như thế nào? Nếu như trong lời nói của Khương Phàm có ý tứ thôn phệ, để hắn làm tốt chuẩn bị tế hiến, hắn lại nên như thế nào? Nhưng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Phàm lại mở miệng nói ra một phen ngôn luận như thế. Ngươi là ngươi, ta là ta. Thời điểm đi ra con đường của mình, sống là phấn khích của mình. Nhìn thế gian phồn hoa một chút, gặp anh hào bát phương một lần, làm một trận đại sự oanh oanh liệt liệt. Khương Diễm vô ý thức nắm chặt nắm đấm, không biết vì sao, hắn lại có xúc động. Lại bị một hài tử mười mấy tuổi này làm cho xúc động. Nhất là câu thẳng thắn kia, có thể sẽ chết trên đường. Khương Phàm tiếp tục nói. Giữa ngươi và ta có liên hệ đặc thù. Điểm ấy chúng ta không cần thiết phải phủ nhận. Nhưng đối với ngươi mà nói, đó cũng không phải số mệnh gì cả, cũng không phải ước thúc, mà là cho ngươi mục tiêu càng rõ rệt. Ta đoán khẳng định Kiều Vô Hối đã cho ngươi áp bách gì đó, khiến cho các ngươi hoặc là dùng mạng sống bảo vệ bí mật của ta, hoặc là bởi vì bí mật của ta mà đánh đổi mạng sống. Nhưng bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi, có thể chọn rời khỏi, giữ bí mật, liền xem như báo ân đối với Kiều Vô Hối. Đối với tôn trọng kiếp trước của chúng ta, ngươi cũng có thể lựa chọn đi theo ta, nhưng ngươi và ta đều đã được hiểu, đây là một con đường nhất định cần chảy máu xuống mới có thể đi qua, nhất là sau khi thân phận bại lộ. Con đường này, rất khó, ai cũng sẽ chết, bao gồm ngươi, bao gồm cả người yêu của ngươi, bao gồm cả huynh đệ của ngươi. Nhưng con đường này, cũng sẽ rất đặc sắc đến nỗi chúng ta đều nguyện ý chảy máu đi qua, nguyện ý ngã xuống một khắc này, đều mang theo nụ cười. Bởi vì,
chúng ta làm được không thẹn trung can nghĩa đảm cả đời này, vượt trên cả núi sông. Giọng Khương Phàm rất nhẹ, nhưng từng chữ câu đều có sức mạnh. Khương Diễm vẫn không có nói chuyện, nhưng nắm đấm lại siết chặt hơn. Hắn bỗng nhiên có chút hoảng hốt, xúc động trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Vì sao? Thì ra, hắn chờ chính là cái thái độ. Tại thời điểm lão tổ kể ra đoạn lịch sử phủ bụi kia đã đưa tới cho hắn nhiệt huyết hào hùng, giống như đột nhiên đẩy ra một cánh cửa ở trước mặt của hắn, phía sau cửa là ác nhân cốc, là thế giới ở trước mắt hắn, ngoài cửa địa lại là thương huyền minh mông, là cửu châu thập tam hải, là ức vạn sinh linh, là trăm vạn cường tộc. Hắn đang mong đợi có thể đi đến thế giới kia, hắn kích động muốn có thể trực diện ở thế giới kia. Nhưng, hắn lo lắng, hắn sẽ lấy thân phận gì để đi đến? Người hầu, phụ thuộc, áo cưới của người khác. Nếu thật là như thế này, hắn có cần phải đi đến không, hắn lại có thể được cái gì? Mà bây giờ, thái độ của Khương Phàm, rõ ràng chính là đang đẩy hắn đi lên phía trước cánh cửa kia, đồng thời chính miệng nói cho hắn biết, thế giới kia là thế giới của chính hắn. Khương Phàm cho thấy thái độ, không nói thêm lời nào, chờ đợi Khương Diễm quyết định. Mặc dù Kiều Vô Hối đã có được thái độ của Khương Diễm, nhưng Khương Phàm muốn là ý nghĩ chân chính của Khương Diễm. Nếu như để lại tai họa ngầm, có thể là Khương Diễm sẽ mang theo dị tâm, tương lai lúc nào cũng có thể làm phản. Thật giống như mấy người của kiếp trước kia, mấy hoàng tộc kia. Thật lâu, Khương Diễm đứng dậy đi đến trước mặt Khương Phàm, không có quỳ xuống, cũng không có cúi đầu, chỉ là đưa tay ra. Khương Phàm lộ ra mấy phần nụ cười, cũng đứng dậy, cùng hắn vỗ tay, nắm lại. Không có số mệnh, không có thần phục, chỉ là bằng hữu đặc biệt, chỉ là kề vai sát cánh, khiêu chiến thiên hạ. Thời điểm khi Khương Phàm và Khương Diễm ra khỏi phòng, 12 huyết sát chờ ngoài cửa đồng loạt nhìn sang. Nhưng không phải nhìn Khương Phàm, mà nhìn Khương Diễm mà bọn hắn quen thuộc. Khương Diễm thẳng tắp người, vẫn hoàn toàn như trước đây, ánh mắt sắc bén, hiện ra ý lạnh. Nhìn giống như không có thay đổi gì, nhưng khóe miệng có chút cong lên. Rõ ràng mang theo vài phần nhẹ nhõm, còn có mấy phần ý cười thần bí. Không còn kiềm chế, không còn nghiêm trọng, cũng không có bất cứ cố giả bộ kính sợ nào cả. Bọn hắn thoáng trao đổi ánh mắt, đều cảm thấy kinh ngạc. Khương Phàm nói với Khương Diễm cái gì? Thổ lộ tâm tình rồi. Huyết sát thứ hai, An Minh Hề càng cảm thấy kỳ quái hơn, nam tử của nàng giống như không chỉ đã tháo bỏ khúc mắc, càng giống có nhiều hơn mấy phần hào hùng. Khương Phàm nói. Ta qua mấy ngày nữa muốn rời khỏi cổ hoa, các ngươi vẫn ở lại nơi này, mở rộng quy mô ác nhân cốc ở bên ngoài, thuận tiện chọn lựa lực lượng đáng tín nhiệm. Khả năng 2-3 năm, cũng có thể là 3-5 năm, ta sẽ trở lại. Đến lúc đó, chúng ta cũng nên phát ra âm thanh với thương huyền. 12 huyết sát ôm quyền, tập thể lĩnh mệnh. Chuyện ác nhân cốc, ngươi không cần phí tâm, mấy năm sau, khi trở lại, chúng ta cam đoan có thể cho ngươi niềm vui bất ngờ. Bây giờ Khương Diễm cảm nhận được kích tình đã lâu, thế giới huyết sắc rộng lớn hơn đã ở cánh cửa rộng mở phía trước, bây giờ chỉ phải xem hắn tiến vào như thế nào. Bách Lý, Mạc Yêu, hai người bồi tiếp về Nam Bộ. Kiều Vô Hối phân phó nam tử bên cạnh, cũng chính là vị nam tử trước đó nghênh đón Khương Phàm tại ngoài cung kia. Thần Hoàng, nam tử đi về phía trước hành lễ, Khương Phàm đưa tay chặn lại, vẫn là gọi tên ta đi. Nam tử cười nói. Vậy sao có thể, hay gọi tiểu chủ đi. Ta chỗ này có chút dược liệu, cần các ngươi giúp ta chuẩn bị, nhưng ngàn vạn lần phải giữ bí mật, không được gây nên chú ý. Khương Phàm dựa theo lời Đan Hoàng nhắc nhở, viết xuống dược liệu đang thiếu hụt, giao cho Kiều Vô Hối. Lấy thế lực ác nhân cốc tại phương Bắc, nói không chừng có thể thay hắn gom góp một chút. Giao cho ta. Kiều Vô Hối cất kỹ phương thuốc. Kiều gia, chỗ Nhân Hoàng đã xử lý tốt chưa? Có thể xử tử toàn bộ 12 người Tô gia, lấy được 6 viên cấm nguyên châu, Tô gia 5 viên, Hoàng thất bù 1 viên, hẳn là có thể đưa tới sau 2 ngày. Lúc Kiều Vạn Niên trở lại Kiều gia, đúng lúc Khương Phàm cũng trở về, hai người gặp được nhau ở trước cửa phủ. Tô gia có phản ứng gì? Cuối cùng sát ý trong lòng Khương Phàm cũng đã bình phục mấy phần. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau đó mới thật sự là trả thù, bắt đầu từ Tô gia, lại đến Đông Hoàng thất tộc. Trung Ly gia tộc, Đường gia các loại, hắn muốn để toàn bộ cổ hoa đều rơi vào vũng bùn nội loạn, dẫy dụa trong mai táng. Kiều Vạn Niên cười lạnh nói. Cấm Nguyên Châu là mệnh của Tô gia, tôn nghiêm của Tô gia,
là giới hạn thấp nhất của Tô gia, Nhân Hoàng ép buộc bọn hắn lấy ra 5 viên, xem như đã gieo oán nghiệp. Nhân Hoàng có thể bước ra 5 viên, xem ra hắn cũng cố ý làm suy yếu số lượng cấm nguyên châu của Tô gia. Nhân Hoàng tinh thông tính toán, 5 viên cấm nguyên châu đã là một cái giá lớn, lại là gõ đầu Tô gia một cái. Nhân Hoàng bây giờ gõ chỉ là cảnh cáo, sau này sẽ còn từ từ bồi thường, khôi phục quan hệ thân mật giữa hai bên. Các ngươi phải hung hăng kích thích một lần nữa trước khi hai bên hòa hoãn lại. Tiểu tổ yên tâm, bây giờ Tô gia đã hận chúng ta thấu xương, khẳng định sẽ chủ động ra tay. Chỉ cần chúng ta có thể ổn định thì sẽ có thể nắm lấy cơ hội, một lần lại một lần trọng thương Tô gia. Nếu như Nhân Hoàng xử lý không ổn thỏa, quan hệ của hai bên sẽ dần dần quyết liệt. Cẩn thận ứng phó, từ từ kéo gia tộc khác vào, triệt để đảo loạn thế cục cổ hoa, trước khi Nhân Hoàng kịp phản ứng, để cục diện mất khống chế. Nhân Hoàng sẽ không nghĩ tới mục đích thực sự của Kiều gia chúng ta, nhất định sẽ ở vào thế bị động. Chờ cái ngày hắn kịp phản ứng đó thì đã trễ rồi. Sau khi ta lấy cấm nguyên châu sẽ lập tức rời khỏi. Trước tiên Kiều gia tuyên bố ta đang bế quan, sau đó lại nói ta đi theo sư phụ rời khỏi. Từ trong gia tộc tìm thế thân, phân bố ngẫu nhiên các nơi ở phương Bắc, hấp dẫn lực chú ý. Ta an bài Phương Hoa chọn lựa một nhóm tử sĩ, bồi tiểu tổ về Nam Bộ. Không cần, lực lượng Kiều gia các ngươi đều giữ lại ứng phó Tô gia còn có các gia tộc khác, gặp tình huống đặc biệt, cũng có thể đến phía sau núi xin chỉ thị của Kiều Vô Hối. Thế nhưng, Nam Bộ đã có Vô Hồi Thánh Địa bảo đảm ta, không có ai dám đụng nơi đó. Ngược lại là các ngươi, thế cục cổ hoa sẽ càng ngày càng hỗn loạn, Nhân Hoàng càng không phải kẻ vớ vẩn, các ngươi phải làm cho tốt phản kích, phải bảo toàn lực lượng, còn phải đề phòng bị tính kế. Chúng ta muốn là huyết tính, không phải liều mạng, nơi này chỉ là đá mài đao, chiến trường chân chính của Kiều gia là ở trên trời. Tiểu tổ yên tâm, ta sẽ khống chế lại. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Kiều Vạn Sơn từ phía trước đi tới, Tô Thiên Cương tới. Hắn tới làm gì? Kiều Vạn Niên kỳ quái. Các ngươi vừa đi không bao lâu hắn liền đến, muốn trấn an Kiều gia chúng ta, tranh thủ thời gian cho đại ca hắn. Có người nhìn thấy hắn đã tới không? Hắn vụng trộm tới. Khương Phàm cùng Kiều Vạn Niên trao đổi ánh mắt, đều lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, giết, nói chưa thấy qua người. Dùng cơ hội này, kích thích lý trí Tô gia, hung hăng gõ bọn hắn một lần. Chuyện ngoài ý muốn tại Thanh Bình Uyển tối hôm qua truyền khắp Hoàng Thành. Vô số người một đêm chưa ngủ, đều đang suy đoán ai là hung thủ, cũng khẩn trương với phản ứng của Kiều gia. Nhưng, bắt đầu từ sáng sớm, Hoàng Thành lại lâm vào an tĩnh đến quái dị. Kiều gia vậy mà không có ai náo loạn, các gia tộc cũng đều duy trì khắc chế. Có người chạy đến gần Kiều gia quan sát, có người gom lại Hoàng cung nơi đó dò xét tình huống. Kết quả hai bên đều rất bình tĩnh. Không hề có việc sai lầm nào, thậm chí đều không có nổi lên không khí khẩn trương. Hoàng thất lại còn không vội vã dựa theo trình tự bình thường, vẫn bồi tiếp đại biểu các tộc phương Bắc dùng ngọ yến, mới đưa từng người ra Hoàng thành. Không chỉ có thế lực trong thành kỳ quái, ngay cả đại biểu các tộc phương Bắc đều rất kinh ngạc. Đại loạn mình mong đợi đâu? Chẳng lẽ đã xử lý tốt? Cho đến buổi chiều, Hoàng phủ gia và các tộc mới tra được mấy tình báo quan trọng. Có tin tức nói, buổi sáng hôm nay Tô gia đã từng mở ra bình chướng bảo vệ. Có người nhìn thấy Kiều Vạn Niên từng vào Hoàng cung sáng sớm hôm nay. Cũng có lời truyền nói rằng nhìn thấy Tô Thiên Can sáng nay tiến vào Hoàng cung. Các tộc chấn kinh. Chẳng lẽ là Tô gia làm? Tô Nhã? Nếu thật là Tô gia làm, chỉ có thể là đại tiểu thư Tô gia quen kiêu căng kia. Nhưng, tại sao Tô gia lại muốn mở bình chướng? Chẳng lẽ bọn hắn đã bị Kiều gia phát hiện? Vì sao Kiều gia có thể nhịn được? Chẳng lẽ là Hoàng thất đã hòa giải rồi? Tô gia? Bọn hắn không có để ý bên ngoài đánh giá, nội bộ đang cãi vã kịch liệt. Mấu chốt tranh luận là Kiều gia khinh người quá đáng, lại còn muốn giết toàn bộ bọn người Tô Nhã, như thế này bằng với để Tô gia triệt để tuyệt hậu. Mấu chốt khác chính là Hoàng thất dung túng Kiều gia, toàn bộ quá trình đều không có đứng về bên Tô gia đây, người nói giết liền giết, đồ nói đưa liền đưa. Còn có mấu chốt cực kỳ quan trọng, cấm nguyên châu. Kiều gia lại muốn 6 viên cấm nguyên châu. Mặc dù Hoàng thất chia sẻ một viên, nhưng Tô gia vẫn phải cầm ra 5 viên. Trong tổ Tô gia từ bây giờ chỉ có 8 viên, mỗi viên đều được cẩn thận bảo quản, ngay cả lịch đại các đời, tộc trưởng đều không có cơ hội tự mình cảm nhận loại lực lượng cường đại giam cầm thời gian kia. Lại phải giao cho Kiều gia 5 viên. 5 viên,
hao phí 500 năm tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được đến đây. Tính cả viên kia của hoàng thất, liền mang ý nghĩa Kiều gia sẽ có được 6 cơ hội bảo mệnh. Càng mang ý nghĩa thời điểm bọn hắn muốn giết nhân vật quan trọng của Kiều gia, nhất là Khương Phàm, bọn hắn sẽ đứng trước nguy hiểm bị phản sát. Bọn hắn tức giận, uất ức, khuất nhục, khó mà bình tĩnh nổi, thậm chí chuyện này đã trở thành sỉ nhục lớn nhất của Tô gia gần ngàn năm nay. Mấy vị thoái ẩn lão tổ còn chỉ vào Tô Thiên Can tức giận la mắng, nói hắn đã khiến cho tổ tông hổ thẹn, chết cũng không thể vào tổ tư. Thậm chí có người đề nghị chuộc Tô Nhã về, rút gân lột ra, lăng trì xử tử, treo ở ngoài cửa phơi thây 100 ngày. Bọn hắn từ buổi sáng nhao nhao đến xế chiều, mấy lão già còn muốn tiến cung gặp mặt nhân hoàng, xin nhân hoàng thay đổi chủ ý. Đừng nói 5 viên, 1 viên bọn hắn cũng không thể cho. Thiên Cương còn chưa có trở lại. Tô Thiên Can nhao nhao mệt mỏi, mặt đỏ tới mang tai ngồi xuống, nhưng chợt nhớ tới hắn còn có tam đệ. Đúng rồi, Thiên Cương đâu? Sáng sớm đã đi Kiều gia, sau đó liền, bây giờ đều đã là xế chiều, hẳn là nên trở lại rồi. Bọn người Tô Thiên Nguyên đều ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện lão tam không có ở đây. Phái người đi thăm dò. Tô Thiên Can bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí đều có chút kích động. Đại ca đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Thiên Nguyên tự mình đi an bài. Nhưng, từ xế chiều đến trạng vạng tối, không chỉ không chờ được Tô Thiên Cương, ngay cả người phái đi đều không có trở về. Đi thăm dò, ngươi là tên phế vật, ngu xuẩn, khiến cho tổ tông hổ thẹn. Nếu như lại có người chết, ta sẽ bổ ngươi ra. Các lão tổ Tô gia chỉ vào Tô Thiên Can chửi ầm lên. Tô Thiên Can tức giận lại uất ức, tự mình dẫn người đuổi tới trước cửa Kiều gia. Cửa Kiều gia vẫn đóng chặt như cũ, chỉ có 2 vị thị vệ canh giữ ở nơi đó. Tô gia chủ, hình như bây giờ còn chưa tới thời điểm đi tưởng niệm. Làm sao lại là mấy người các ngươi? Gia chủ của chúng ta nói, chờ đến thời điểm tưởng niệm, nhân vật quan trọng của Tô gia đều sẽ đến đây. Thị vệ đứng tại chỗ cao, hờ hững, lạnh lùng. Hôm nay không phải tưởng niệm, là đưa Tô Thiên Cương về nhà. Tô Thiên Can âm trầm sắc mặt, cưỡng chế cơn nóng giận muốn dâng lên. Kiều gia quá phách lối, 2 tên giữ cửa vậy mà cũng dám nói chuyện với hắn như thế. Một vị thị vệ cười lạnh. Tô gia chủ đến nhầm nơi rồi. Kiều gia cũng không phải hoa lâu hay tiểu điếm, các người muốn mang Tô Tam ra về, hẳn là nên đến nơi kia. To gan. Bọn thị vệ sau lưng Tô Thiên Can gầm thét, thị vệ Kiều gia hừ lạnh. To gan là các ngươi, nên rõ ràng tình huống, bây giờ Kiều gia đang kìm nén lửa giận, nếu các ngươi dám đến gây sự, chẳng may gia chủ của chúng ta ép không được, Tô gia sẽ không chịu đựng nổi đâu. Các ngươi có lửa giận, không phải chỉ là chết đi mấy người thôi sao? Tô gia chúng ta chết càng nhiều hơn. Đó là đáng đời, tìm đường chết, chúng ta không có giết, chết toàn tộc các ngươi, nhờ có tộc trưởng chúng ta lý trí. Khốn kiếp, ngươi muốn chết. Thị vệ Tô gia đang muốn nổi giận, lại bị Tô Thiên Can ngăn lại, đừng nói nhảm, giao Tô Thiên Cương ra. Ha ha, Tô gia chủ là cố ý đến gây chuyện. Chúng ta không có gặp Tô Thiên Cương, kêu người chủ sự của Kiều gia đi ra, muốn điều kiện gì, trực tiếp mở. Ngươi đến nhầm nơi rồi, từ tối hôm qua Kiều gia chúng ta đã đóng cửa, chưa thấy qua bất cứ kẻ nào. Sự nhẫn nại của ta có giới hạn, Tô gia đã trả giá quá lớn, nếu như còn dám tổn thương Tô Thiên Cương, đừng trách Tô Thiên Can ta tâm ngoan thủ lạt. Tô gia chủ, nói chuyện phải có chứng cứ. Nếu như các ngươi muốn tùy tiện làm chuyện mất tích, đưa đến trên đầu Kiều gia, dùng cái này đến chơi xấu, gây sự, Kiều gia chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng. Kiều gia thị vệ cường thế để Tô Thiên Can lên cơn giận dữ. Bọn thị vệ Tô gia hai mắt sung huyết, đằng đằng sát khí, hận không thể tiến lên. Thị vệ Kiều gia không sợ bọn họ, cố ý hô to. Tô gia chủ, nếu như không có việc gì, mời về đi thôi. Nếu như còn muốn gặp gia chủ chúng ta có thể đi đến xin chỉ thị. Ha ha, bây giờ phía sau núi đang chuẩn bị lấy máu cho bọn người Tô Nhã đây, nếu ngươi có thể đi đến. Nói không chừng còn có thể đi đưa tiễn cho bọn hắn. Ngươi muốn chết? Tô Thiên Can triệt để bộc phát, yêu khí cuồn cuộn, hổ khiếu kinh động khu rừng, xương cốt toàn thân run rẩy, cùng với cuồng phong giống như muốn nổ tung, hóa thân thành cự hổ khổng lồ hơn 50 mét, 2 cánh hơn 100 mét, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí, rung động lòng người. Bọn thị vệ Tô gia cũng liên tiếp giận lên, kích phát linh văn muốn giết qua. Gia chủ Tô gia, ý đồ muốn tấn công Kiều gia.
hai vị thị vệ Kiều gia quả quyết lui lại, trốn vào cửa phủ, tiếng gào thét cao vút truyền khắp núi cao. Trên dưới toàn phủ Kiều gia cùng hô to lên, cả ngọn núi cao 5.000 mét oanh động, âm thanh chấn động cả vài trăm dặm, gia chủ Tô gia, Tô Thiên Can, ý đồ tấn công Kiều gia. Tô Thiên Can hóa thân thành mãnh hổ, đằng đằng sát khí, toàn thân khuấy động thú uy kinh khủng. Thật sự đã nhịn không nổi. Thật sự muốn điên rồi. Trong đầu của hắn cuồn cuộn sát khí, thật hận không thể bổ nhào qua, không màng sống chết đại sát một trận. Nhưng, đối mặt với ngọn núi nguy nga của Kiều gia cùng âm thanh liên tục sôi trào cao vút, cuối cùng hắn vẫn cưỡng ép đè lại lửa giận. Ta nói một lần cuối cùng, giao Tô Thiên Cương ra. Trong cửa phủ truyền đến tiếng thị vệ hô to, chúng ta cũng nói một lần chót, không gặp Tô Thiên Cương. Tốt, rất tốt, chúng ta chờ xem. Tô Thiên Nguyên nhấc hai cánh phóng lên tận trời. Các ngươi đây là tuyên chiến, Tô gia chúng ta sẽ phụng bồi tới cùng. Sau khi bọn thị vệ Tô gia cao giọng gào thét, cũng nhanh chóng rời khỏi. Cổ Hoa Hoàng Thành nhanh chóng oanh động. Từ hoàng thất đến các gia tộc, từ tông tộc các phương đến dân chúng bình thường đều biết Tô Thiên Can xông đến Kiều gia gây sự. Nhưng mọi người đều không hiểu thấu, không nghĩ ra. Không phải là Kiều gia nên đến Tô gia náo sao, sao bây giờ Tô gia lại thành người bị hại. Sau đó, Tô gia công nhiên tuyên cáo, Kiều gia mưu sát Tam gia Tô gia, Tô Thiên Cương. Kiều gia lập tức tuyên bố, Tô gia tạo ra hãm hại, nghiêm khắc cảnh cáo. Tô gia lập tức truyền tin đến nhân hoàng, lấy lý do Kiều gia giết Tam đệ, không tiếp nhận điều kiện đến trước cửa Kiều gia tưởng niệm. Lần này không có phái người đi bẩm báo, mà chỉ đưa phong thư đơn giản. Nhân hoàng tức giận, thật vất vả mới khống chế lại cục diện, vậy mà Tô gia lại ngang nhiên cãi lộn, làm cho toàn thành nổi sóng gió. Con mãnh hổ này ỷ vào việc có hoàng thất ở sau lưng, cường thế bá đạo đã quen, xem ra thực sự nên hung hăng gõ một chút. Sau đó, Kiều gia phái người tiến cung bẩm báo. Xét thấy Tô gia trái với điều khoản thứ hai trong huyết thư sắp ký kết, Kiều gia đã làm ra phản kích. Cùng lúc đó, ác nhân cốc truyền ra tin tức, Kiều gia công nhiên đấu giá Tô Nhã và 12 tộc nhân tại thị trường nô lệ Vân Vũ Sơn Tùng. Xét thấy Tô Nhã đám người kịch liệt phản kháng, tại chỗ chém đầu 5 người, tách rời cho chó ăn. Tô gia nổi giận, cho người tấn công mạnh ác nhân cốc. Kiều gia phục kích trước ác nhân cốc, toàn diệt 876 người của Tô gia. Sau đó, ác nhân cốc công khai tuyên cáo hoàng thành, xét thấy bọn người Tô Nhã có thân phận đặc thù, cùng ân oán giữa hai tộc, ác nhân cốc không muốn bị lợi dụng, không muốn chịu liên lụy, cho nên đã bí mật di chuyển bọn người Tô Nhã đến nơi khác tiến hành đấu giá. Không đợi Tô gia đến ác nhân cốc chất vấn, ác nhân cốc lập tức tuyên cáo hoàng thành, Tô Nhã đã bị Hoa Lâu mua đi. Thân phận người mua được giữ bí mật. Toàn bộ hoàng thành oanh động, đường đường là trưởng nữ Tô gia, bây giờ sao lại bị đưa vào Hoa Lâu rồi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mắt thấy chuyện càng náo càng oanh động, nhân hoàng không đợi được, Hừng Đông ngày thứ hai đã tự mình ra mặt, cưỡng ép ước đàm với Kiều Vạn Niên cùng Tô Thiên Can. Cùng lúc đó, hoàng thất xuất động 30.000 cường giả cùng quân tốt. Phân biệt tiến về Tô gia cùng Kiều gia, lấy danh nghĩa vững chắc ổn định của hoàng thành, cưỡng ép giới nghiêm. Bầu không khí trong hoàng cung trở nên náo nhiệt. Tô Thiên Can cùng toàn bộ tộc lão Tô gia đuổi tới. Kiều Vạn Niên, Kiều Anh Tung và vài người khác cũng trình diện. Hai bên cãi vã kịch liệt, chửi ầm lên. Chỉ là Kiều gia cố ý kích thích, Tô gia đã mất khống chế. Tràng diện càng náo càng táo bạo, ngay cả một ít tộc lão hoàng thất đều liên tiếp trình diện. Cho đến khi nhân hoàng tức giận một trưởng vỗ bay Tô Thiên Can, trận cãi vã chợt im bặt mà dừng. Cuối cùng, hai bên một lần nữa ký kết huyết thư. Kiều gia thừa nhận giết chết Tô Thiên Cương, cũng trả lại thi thể. Tô gia giao phó 4 viên cấm nguyên châu, đây là cực hạn. Kiều gia, tổ từ phía sau núi. Hình nhi, Huyền M. Đan, ta đã tự tiện chủ trương chặn mất của nàng. Có thể nàng sẽ từ từ cảm giác thấy thân thể đang suy yếu, cảm thấy rất đau đớn. Ta rất không muốn như thế này, nhưng nếu như lại dùng Huyền M đan, khả năng nàng sẽ thật sự không tỉnh lại nữa. Khương Phàm nhẹ nhàng vỗ về gương mặt Kiều Hinh, hai mắt đẫm lệ, thì thào khẽ nói. Linh hồn đã tiếp nhận dày vào ngàn năm, bây giờ lại phải trải qua thân thể già yếu đau đớn. Khương Phàm thương yêu lại khó chịu, cũng hận mình vô năng. Hinh nhi, Khương Phàm trần chờ thật lâu, lại mở miệng. Ta không thể nào ở lại chỗ này giúp nàng nữa. Ta muốn đi tìm kiếm thuốc giải cho nàng, khả năng sẽ là 2-3 năm, cũng có thể là nhiều hơn mấy năm. Nàng nhất định phải chịu đựng,
kiên trì đợi ta trở về. Kiều Hinh bình tĩnh nằm tại trong quan tài ngọc, làn da ôn nhuận, mỉm cười như thường. Khương Phàm lại nói, để linh hồn mệt mỏi của Kiều Hinh có thể nghe được lời hắn nói, nghe rõ ràng ý tứ của hắn. Nhưng, càng là lặp lại, Khương Phàm càng khó chịu, thậm chí có chút sợ sệt. Dù sao Kiều Hinh đã tiếp nhận đến 9 lần huyền M đan, thân thể vô cùng suy yếu, một khi bắt đầu biến chất, đến tột cùng có thể chống cự được mấy năm. Hắn lại có thể không tìm được toàn bộ dược liệu. Nếu như lúc hắn trở lại, Kiều Hinh đã không có ở đây thì làm sao? Khương Phàm không dám tưởng tượng tình cảnh Kiều Hinh tan thành mây khói trong lồng ngực mình. Ai, đi thôi, nàng đã kiên trì ngàn năm, ta tin rằng nàng hẳn là còn có thể kiên trì thêm 10 năm nữa. Đan Hoàng còn lo lắng hơn so với Khương Phàm, nếu như hãm sâu trong địa ngục, thật không phải đơn giản là 2-3 năm như vậy, mà nếu xông vào địa ngục, cũng không nhất định thật có thể tìm được tất cả dược liệu. Nhưng, muốn cứu Kiều Hinh, chỉ có thể làm như thế. Kiều Hinh có thể sống lại hay không, một nửa phải nhìn Khương Phàm, một nửa xem ý trời. Hinh Nhi, tha thứ cho ta, Hinh Nhi, hãy chờ ta. Khương Phàm cúi người xuống, hôn lấy đôi môi đỏ của Kiều Hinh, nước mắt trong suốt trượt xuống, rơi trên khuôn mặt Kiều Hinh. Kiều Hinh bình tĩnh nằm, khóe mắt lại lần nữa thấm ra chút lệ quang. Nàng nghe được, nàng cũng biết. Trái tim Khương Phàm hung hăng co rụt lại, nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nhưng vẫn cắn răng đứng dậy, vì nàng đậy lại nắp quan tài. Nhất định phải, chờ ta trở về, kiếp trước là ta phụ nàng, đời này tuyệt đối sẽ không lại phụ. Ta thề, sẽ mang nàng đi nhìn hết phong cảnh thiên hạ, sẽ mang nàng đứng tại đăng thiên kiều đó, nhìn bát phương thần phục, tôn chủ thương huyền. Khương Phàm nhìn Kiều Hinh lần cuối, mang theo áy náy và không nỡ, lui ra khỏi tổ tư. Phụ thân, ta sẽ chăm sóc tốt cho mẫu thân. Kiều Vô Hối cam đoan với Khương Phàm. Không có trường sinh đan, người cũng phải chăm sóc tốt cho mình, chờ ta trở về. Khương Phàm vỗ nhẹ bả vai Kiều Vô Hối. Liên tục dùng nhiều trường sinh đan như vậy, tuổi thọ của hắn cũng sắp đến cực hạn. Mà đã dùng 7 viên, lại dùng nữa thì hiệu quả cũng không lớn. Phụ thân ngài yên tâm, là bất diệt huyết hoàng, bất tử bất diệt. Kiều Vô Hối trấn an Khương Phàm. Đừng gạt ta. Ta có thể cảm nhận được ngươi đang suy yếu. Phong ấn của ngươi còn có cơ hội giải trừ sao? Mẫu thân vì bảo vệ ta, bắt đầu từ ngày ta thức tỉnh đó đã bố trí phong ấn nương theo ta cả đời, chỉ sợ không có cơ hội. Nếu như là chu tước thần huyết thì sao? Phụ thân ngài cần trưởng thành, không thể vì ta mà lãng phí huyết dịch. Năm đó di thể ta bị các phương chia cắt, có một khối xương cốt mang máu bị đặt ở Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Đáy mắt Kiều Vô Hối hiện lên đến ý lạnh. Huyền Nguyệt, chính là con chó phản bội ngài kia. Ta cho ngươi thời gian 3 năm chuẩn bị, an bài huyết sát trà trộn vào Huyền Nguyệt Hoàng Thành, điều tra tình huống huyết cốt nơi đó. Tốt nhất là có thể bí mật thẩm thấu cường tộc nào đó, hoặc trở thành thượng khách hoàng thất. Ta có một tôn thiên bia, có thể pháp lệnh hoàng tộc một phương. 3 năm sau, bọn hắn sẽ tấn công Huyền Nguyệt Hoàng Thành, các ngươi tìm đúng cơ hội, cướp chu tước huyết cốt đi cho ta. Nhi tử, lĩnh mệnh. Kiều Vô Hối chấn kinh, pháp lệnh hoàng tộc, bọn hắn thật có thể phối hợp. Sau khi đạt được huyết cốt, người cứ việc hấp thu máu thần hoàng bên trong, giải trừ phong ấn. Sau khi thành công thì cho Khương Diễm một chút. Khương Phàm lại vỗ vỗ bả vai Kiều Vô Hối, dùng sức nắm lại. Sứ mệnh ngươi còn sống không phải túc trực bên linh cữu, không phải chờ đợi, mà là theo giúp ta trở lại chiến trường bách tộc. Nhi tử, lĩnh mệnh. Kiều Vô Hối xúc động trong lòng. Âm thanh cũng hơi run rẩy. Bách tộc chiến trường, hắn khát vọng cỡ nào để có thể đứng lên trên. Bách tộc chiến trường, hắn hy vọng dường nào thật có thể đi theo phụ thân huy hoàng. Nhưng, hắn có thể kiên trì đến ngày đó sao? Máu thần hoàng lại có hiệu quả sao? Hắn dù sao đã là một cơ thể gần chết. Sau khi Khương Phàm biến mất trong rừng cây, Kiều Vô Hối yên lặng đứng một lát, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ho khan, càng ngày càng nặng. Càng ngày càng đau đớn, cho đến khi máu tươi tuôn ra khóe miệng. Thân thể này lại gầy gò đi rất nhiều. Kiều Vô Hối chịu quải trượng từ trong nhẫn không gian ra, gian nan chống đỡ thân thể già nua của mình, run rẩy đi tới tổ tư, đóng cửa đá lại, quỳ đến bên cạnh quan tài ngọc. Mẫu thân, phụ thân đã đi, xin ngài hãy tin tưởng, người nhất định sẽ trở về, ngài, cũng nhất định có thể đợi được phụ thân. Nhi tử, xin cam đoan với ngài. Khương Phàm đi đến đại điện trên đỉnh núi, Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa,
còn có bọn người Kiều Thiên Mạch đã khôi phục đợi ở chỗ này. Tô gia triệt để mạo phạm hoàng thất. Ha ha, ta mới phát hiện Tô gia cường thế bá đạo so với hoàng phủ gia còn nghiêm trọng hơn. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp làm thông gia với hoàng thất, được hoàng thất bảo hộ, làm mưa làm gió đã quen, thậm chí từ trong lòng mình đã là làm nửa hoàng tộc. Nếu như không phải lần này bị chọc giận, ta cũng không biết bọn hắn khi điên sẽ đến đáng sợ như vậy, lời gì cũng dám nói ra bên ngoài. Nhân hoàng đánh bay Tô Thiên Can, Tô Thiên Can dưới sự tức giận lại hóa thành cự hổ, gầm thét với nhân hoàng. Xem như chúng ta giúp hoàng thất một tay, để bọn hắn biết mãnh hổ bọn hắn nuôi không hề thuận theo như tưởng tượng. Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn không kìm nén kích động được, trận phản kích này quá đặc sắc. Không chỉ có giết hơn 800 người Tô gia, lại còn để cho hoàng thất quyết liệt với Tô gia. Kiều Anh Tung cười lạnh. Tiếp tục châm củi, hung hăng đốt, không thể để cho bọn hắn tỉnh táo lại. Khương Phàm nhìn dáng vẻ bọn họ, đại khái có thể tưởng tượng đến sự phấn khích trong hoàng cung. Xem ra cổ hoa đã yếu ớt hơn so với hắn tưởng tượng rồi. Không phải thực lực không đủ mạnh, mà ngàn năm trung lập, ngàn năm sống an nhàn sung sướng, dưỡng thành bọn hắn kiêu ngạo. Phần này kiêu ngạo đã bành trướng đến nỗi bọn hắn ngay cả hoàng thất đều không kính sợ. Chỉ cần Kiều gia có thể khống chế tốt phân tức liền có thể dắt mũi hoàng thất, từng bước đắc tội từng gia tộc. Kiều Linh Vận hỏi, đám người Tô Nhã kia đâu? Phó thống lĩnh Liệp Kiêu nói, bán cho Hoa Lâu. Phượng Bảo Nam hỏi, thật, không phải cố ý làm cho Tô gia tức giận, Phó thống lĩnh Liệp Kiêu nói. Ác nhân cốc rất phối hợp, tìm được người dám mua, đêm nay có thể di chuyển ra khỏi cổ hoa. Bọn người Phượng Bảo Nam không hề thương tiếc gì, ngược lại rất giải hận. Nếu như không phải mạng lớn, nếu như không phải có trường sinh đan, bọn hắn bây giờ chỉ sợ đã bị chôn vùi trong đất chờ đợi tống táng. Kiều Linh Vận nói, cô ta thích nam tử như vậy, lần này thỏa mãn rồi. Kiều Vạn Niên lấy ra một cái hộp gấm, đưa đến trước mặt Khương Phàm, tiểu tổ, đây là 5 viên cấm nguyên châu. Tô gia sống chết không chịu lại đưa thêm một viên nào. Cấm nguyên châu chỉ tương đương cỡ ngón cái, tròn trịa, rất tinh xảo. Bên trong lượn lờ ánh sáng kỳ diệu, như mây như sương, thần bí lại mỹ lệ. 5 viên cấm nguyên châu tập hợp một chỗ, cảm ứng lẫn nhau, khuấy động lực lượng thời gian kỳ diệu, cho người ta một cảm giác phiêu miểu khó lường. Rõ ràng là ở nơi đó. Nhưng lại giống như sớm đã không có ở đây. Bọn người Kiều Linh Vận đều lại gần, nhìn Linh Châu thời gian trong truyền thuyết. Ngay cả Kiều Vạn Niên và mọi người cũng đều là lần đầu tiên thấy tận mắt. Mặc dù cấm nguyên châu đều là mọc ra từ cấm nguyên cổ thụ, nhưng bởi vì các vấn đề về chất dinh dưỡng, công hiệu hơi có khác nhau. Có chỉ là ngưng kết thời gian, phạm vi từ vạn mét đến mấy vạn mét, thời gian ít nhất 5 giây, nhiều nhất có thể tới 10 giây. Có thể ngược dòng thời gian. Cái này vô cùng huyền diệu, cho nên ngược dòng thời gian cơ bản là chừng 3 giây, không có quá lâu. Có một số cấm nguyên châu còn có thể giam cầm thời gian trước, lại ngược dòng thời gian, nhưng cấm nguyên châu như thế này hẳn là rất đặc biệt, Tô gia sẽ không cho chúng ta. Tiểu tổ, hết thảy có 5 viên, ngài đều cầm đi. Gặp được nguy hiểm liền dùng, nhưng mấy giây thời gian rất ngắn, tuyệt đối không nên dừng lại, tận khả năng mà chạy trốn. Dùng như thế nào? Khương Phàm cẩn thận chu đáo cầm lấy một viên cấm nguyên châu. Trước tiên phải nhỏ máu nhận chủ từng cái, chờ gặp được nguy hiểm, trực tiếp đánh nát là được rồi. Bọn chúng rất yếu đuối, tùy tiện liền có thể đánh nát. Cấm nguyên cổ thụ của Tô gia giấu ở đâu? Đây là bí mật lớn nhất của Tô gia, không ai biết. Ngay cả hoàng thất đều đang ngấp nghé cấm nguyên cổ thụ, nếu như không phải định kỳ Tô gia thường hiến cho hoàng thất một viên. Hai bên lại đời đời là thông gia, nói không chừng đã cưỡng cầu bọn hắn giao ra. Tông môn đại tộc cổ hoa, cùng thế lực thiên cung từ bên ngoài vào cũng đều đã từng đánh chú ý qua nó. Nhưng thật đáng tiếc, chưa bao giờ có ai thấy qua cấm nguyên thụ chân chính. Kiều Vạn Niên lắc đầu, cấm nguyên châu ảnh hưởng thời gian, mặc dù chỉ là mấy giây ngắn ngủi, nhưng đã có thể gọi là trái với trời. Nếu như cổ hoa không phải hoàng tộc, nếu như hoàng tộc không phải trung lập, Tô gia căn bản không gánh nổi cấm nguyên thụ. Ta chỉ cầm 3 viên cấm nguyên châu, còn 2 viên các ngươi giữ lại đi. Khương Phàm lấy đi 3 viên, còn lại giao cho Kiều Vạn Niên. Ngài hãy mang hết đi, chúng ta thật không cần, cất kỹ. Khương Phàm đưa hộp gấm cho Kiều Vạn Niên. Kiều Vạn Niên trần chờ liên tục, vẫn nhận, nhưng không có ý định để mình dùng, coi như thay Khương Phàm giữ lại. Ngài thật không cần chúng ta phái người đi theo sao? Yên tâm đi.
ta có thể bảo vệ tốt cho mình. Khương Phàm nói với bọn người Kiều Thiên Mạch ở sau lưng, đều chuẩn bị xong chưa? Bây giờ chúng ta liền rời khỏi. Khi nào chúng ta mới có thể trở về? Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đều rất không nỡ, mặc dù đã hiểu bọn hắn giả chết là cần cho gia tộc, nhưng nghĩ tới phải triệt để gãy mất liên quan cùng Kiều gia, đi theo Khương Phàm đến phương Nam mấy chục vạn dặm bên ngoài, trong lòng vẫn rất khó chịu. Ngắn thì 2-3 năm, lâu là 3-5 năm. Chờ cái ngày Kiều gia rời khỏi cổ hoa đó, các ngươi có thể một lần nữa trở lại Kiều gia. Chúng ta phải rời khỏi cổ hoa sao? Bọn người Kiều Thiên Mạch kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Đến lúc đó các ngươi sẽ hiểu đã xảy ra chuyện gì, nói lời tạm biệt đi. Khương Phàm muốn mau chóng mang theo bọn hắn rời khỏi nơi này trước khi Tô gia kịp phản ứng. Kiều Linh Vận trấn an các nàng. Cũng không phải sinh ly tử biệt gì, chỉ là mấy năm không gặp mà thôi, xem như lịch luyện một trận đặc biệt đi. Thuận tiện giúp ta nhìn tỷ phu của các muội, nếu hắn nói chuyện qua cùng nữ tử nào, có cử chỉ thân mật cùng nữ tử nào, đều nhớ kỹ cho ta. Phượng Bảo Nam ở bên cạnh đang nổi hứng bỗng chốc co lại, xấu hổ cười khổ. Kiều Vạn Niên giao cho Kiều Thiên Mạch một chiếc nhẫn không gian. Trong này một số là vũ khí cùng linh bảo, cố gắng tu luyện, đừng để cho Kiều gia mất mặt. Chờ tương lai gặp lại, nếu như cảnh giới của ngươi kém quá nhiều so với linh vận, đừng trách ta dùng gia pháp. Sau một phen tạm biệt, Khương Phàm thu bọn người Kiều Thiên Mạch vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, thông qua mật đạo của Kiều gia, rời khỏi cổ hoa hoàng thành trong đêm. Khương Phàm đứng tại đỉnh núi nhìn qua cổ hoa hoàng thành bao la hùng vĩ trong màn đêm, lòng sinh rung động. Lúc trước chỉ là muốn tới xem một chút, không nghĩ tới vậy mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Có Kiều gia cùng ác nhân cốc, rốt cuộc hắn cũng xem như đã có thành viên tổ chức của riêng mình, nhưng muốn khiêu chiến Thương Huyền Hoàng Đạo, còn kém xa lắm. Mấu chốt nhất vẫn cần hắn trưởng thành. Hắn phải nhanh tăng thực lực lên một chút, kích phát tiềm lực huyết mạch. Cực kỳ quan trọng hơn chính là phải vượt qua sinh tử cảnh. Chỉ có vượt qua cảnh giới kia, hắn mới có thể chân chính hóa thân chu tước. Lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gáy to rõ. Là Lý Mạc Yêu đang nhắc nhở Khương Phàm hắn đã đến, đang bảo vệ ở chỗ tối. Cổ hoa, ta sẽ còn trở lại. Thinh Nhi, chờ ta. Khương Phàm quay người nhảy xuống vách núi, biến mất trong cánh rừng tươi tốt. Một ngày này, đúng lúc là ngày mùng 1 tháng 1 Thương Huyền Thiên Khuyết Lịch công nguyên 5000. Thiên Khuyết Lịch là thời gian 12 hoàng đạo liên thủ hủy diệt vạn thế thần triều, cùng sử dụng thời gian mười mấy năm triệt để tiêu trừ vết tích thần triều tồn tại, bắt đầu liên hợp dùng lịch mới. Cho tới hôm nay đúng lúc là ngàn năm. Cho nên sách sử hậu thế, cũng chính là ngày hôm nay, ngày Khương Phàm rời khỏi cổ hoa hoàng thành được chỉnh sửa là Huy Hoàng Tân Lịch kỷ nguyên nguyên niên. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đi đến một chỗ nơi an toàn, phóng xuất bọn người Kiều Thiên Mạch từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp ra. Đừng giả bộ, biến thành hỏa ưng, chờ ta về Nam Bộ. Khương Phàm nhấc tặc điểu trong ngực Kiều Vi Nhi lên, chính ngươi không biết bay sao. Tặc điểu đang hưởng thụ nhiệt độ trong lồng ngực Kiều Vi Nhi, rất bất mãn đạp chân. À, nó biết nói chuyện. Kiều Vi Nhi và mọi người kinh hô. Khương Phàm bóp lấy cổ nó, dùng sức quơ. Đừng lề mề, ta còn muốn tu luyện. Hơn 500.000 dặm đường, áp súc thời gian nghỉ ngơi đều phải chạy 2-3 tháng. Tặc điểu dẫy giụa. Ta chính là đại yêu mang thái dương đồ đằng, người thật sự coi ta kẻ đưa hàng sao. Thao thiết thánh pháp. Có ý gì? Ngươi dám luyện, ta sẽ dạy ngươi. Thật. Tặc điểu lập tức tỉnh táo tinh thần, nó là bán yêu bán linh, có năng lượng linh châu lại có huyết mạch huyết châu. Nếu như có thể tu luyện tới thao thiết thánh pháp, huyết châu sẽ có thể tùy ý thôn phệ huyết khí. Thái dương đồ đằng, hấp thụ uy lực thái dương, thao thiết thánh pháp, hấp thụ huyết khí vạn thú. Phối hợp quá hoàn mỹ. Ta từng lừa ngươi sao, nhanh lên. Khương Phàm dùng sức ném tặc điểu lên. Tặc điểu hưng phấn kêu to, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, huyết châu linh châu va chạm, bên trong tiếng vang lớn nó hóa thân thành cự ưng, dương cánh hơn 30 mét. Qua. Kiều Thiên Mạch trừng to mắt, con hồ ly này còn có thể biến thành cự ưng. Kiều Vi Nhi giật mình che miệng nhỏ, khó có thể tin mà nhìn cự điểu tung bay giữa bầu trời. Đây là tiểu bảo bối đáng yêu nhu thuận của nàng sao? Nó là hỏa diễm huyễn điểu, bán yêu bán linh, chỉ cần bị nó thôn phệ đồ, nó đều có thể biến đổi được. Khương Phàm giới thiệu sơ lược về tặc điểu, sau đó bảo nó xuống tới đón bọn họ. Nó là được. Mặt Kiều Vi Nhi đột nhiên đỏ bừng. Tức giận chà chà tặc điểu. Hỏa diễm huyễn điểu hắc hắc cười xấu xa.
Ta đương nhiên là được, Tiểu Vi Nhi, chờ ngày nào đó ta nuốt một nam tử liền có thể biến thành người. Ngươi nói ngươi thích bộ dáng gì, tùy tiện chọn, chọn tốt nói với ta. Ngươi, ngươi gọi món ăn sao? Ngươi cứ nói ngươi thích như thế nào, ta có thể ăn nhiều mấy cái, biến đổi bộ dáng cùng ngươi. Ngươi là sắc điểu. Tiểu Vi Nhi tức giận, vậy mà mỗi ngày hỗn đản này lại đều ngủ chung với nàng. Phượng Bảo Nam dở khóc dở cười, thật sự là vật họp theo loài, chiến sủng của Khương Phàm đều đặc biệt như vậy. Đừng lề mề, đi mau, chú ý ẩn nấp. Khương Phàm lấy thao thiết thánh pháp ra, giao cho bọn người Phượng Bảo Nam. Từ nơi này đến Nam Bộ cần 2-3 tháng, các ngươi tranh thủ tu luyện thao thiết thánh pháp một chút. Chúng ta có thể tu sao? Kiều Thiên Mạch đương nhiên chờ mong, thế nhưng nghĩ đến hung danh của bộ tộc thao thiết, lại có chút kiêng kỵ. Có thể không cần, nhưng không thể không tu. Khương Phàm giao thao thiết thánh pháp cho bọn hắn, mình xếp bằng ở phía trước, bắt đầu để ý thức hải tu luyện vạn thú thiên hoàng quyền. Bây giờ chỉ còn hơn 20 quyền pháp, tranh thủ trước khi trở về, tu luyện tới quyền thứ 100. Các huynh tu luyện đi. Kiều Vi Nhi và Kiều Vô Song đều lắc đầu, tỉ muội các nàng là lục phẩm linh văn, không có tư cách tu luyện thánh pháp. Kiều Thiên Mạch cùng Phượng Bảo Nam trao đổi ánh mắt, cắn răng một cái, luyện. Nam Bộ. Thiên Khuyết lịch công nguyên năm 999, tháng 7. Tại thời điểm Vô Hồi Thánh Chủ dẫn đầu bọn người Khương Phàm chạy tới Tây Bộ tham gia mạo hiểm ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Hoàng Đại Bính lưu lạc mấy chục năm Tân Hải Nam Bộ rốt cuộc cũng đã tiến vào La Phù Sơn Mạch. Hoàng Đại Bính muốn đến Ngọc Đỉnh Tông cùng Hồng Liên Đan Thành xin thuốc, nhưng thời điểm đi đường tắt gần Bạch Hổ Tông lại bị khí tức đặc biệt bên trong Hồng Hoang Phủ hấp dẫn. Hồn niệm Thiên Nô Chi Vương thức tỉnh. Ngày 26 tháng 7, sau khi Hoàng Đại Bính cùng Hồn niệm Thiên Nô Chi Vương làm bạn tri kỷ, 5 ngày 5 đêm, hắn liền hướng về phía thần triều quỳ lạy, tuyên thệ hiệu chung. Khuya ngày 26 tháng 7 hôm đó, Hoàng Đại Bính chính thức tiếp nhận Hồng Hoang Phủ. Ánh sáng vô biên, chiếu thấu vạn dặm bóng đêm. Sát niệm ngập trời, rung động càn khôn vạn đạo, chiến ý vô tận, khiến cho ức vạn thú hồn La Phù kinh dị. Đêm nay, vạn dặm rừng rậm La Phù vì đó mà rung động, các tông cảnh giác, cùng nhau chú ý tới xung quanh. Ngay cả sâu trong Vô Hồi Thánh Địa tại phía xa La Phù đều lập tức phái người tiến về đó điều tra. Rạng sáng ngày 27 tháng 7, Hồng Hoang Phủ chấn vỡ nát thiên địa, dung nhập thâm uyên hư không, giao hòa toàn diện cùng Hoàng Đại Bính. Ngày mùng 8 tháng 8, sau khi Hoàng Đại Bính tại Hắc Ám hư không trải qua 135 lần xé rách gây dựng lại, rốt cuộc cũng đã thức tỉnh huyết mạch thái thản. Nhưng, hắn gào thét thê lương, kêu rên đau đớn, còn có giận dữ điên cuồng hét. Lại theo huyết mạch thức tỉnh, chiến phủ bạo động, tại hư không để lại vết tích vĩnh cửu. Hư không dị biến, Cửu Châu thập tam hải nhận ảnh hưởng khác biệt. Lão tổ Hoàng đạo các phương lần nữa bừng tỉnh, ngóng nhìn thâm không, dò xét dị động thần bí. Ngày 18 tháng 8, hư không sụp đổ, Hoàng Đại Bính rơi xuống Hoang Hải. Ngày mùng 3 tháng 9, Hoàng Đại Bính vượt qua Hoang Hải, quay về La Phù Sơn Mạch, bái nhập Bạch Hổ Tông. Ngày mùng 5 tháng 9, Hoàng Đại Bính bước lên sinh tử cảnh, bắt đầu bế quan chiều sâu. Ngày 26 tháng 11, Vô Hồi Thánh Chủ từ Tây Bộ trở về Nam Bộ, hướng Ly Hỏa Thánh Địa cùng toàn bộ Hoang Mãng Nguyên, tuyên cáo quyết định đến từ Trung ương Thánh Sơn. Ly Hỏa Thánh Địa chấn động, vạn dặm Hoang Nguyên gió nổi mây phun. Ai cũng không nghĩ tới, bốn đại Thánh Địa đi Tây Bộ một chuyến, vậy mà lại phán quyết vận mệnh Ly Hỏa Thánh Địa. Mà Vô Hồi Thánh Địa từ đầu tới cuối ở thế yếu. Lại muốn vào 10 năm sau tiếp quản vị trí tôn chủ Nam Bộ. Càng bất khả tư nghị hơn chính là, Vô Hồi Thánh Chủ còn muốn an bài người của mình tiếp quản Ly Hỏa Thánh Địa. Tin tức như cuồng phong, như kinh lôi, lấy Hoang Mãng Nguyên làm trung tâm, cuồng dã lan tràn về mấy chục vạn dặm đại địa Nam Bộ mênh mông, kinh động cường tộc, vương quốc, hoàng triều các phương, cũng kinh động đến thế lực hoàng tộc Nam Bộ. Số lượng lớn ánh mắt đều nhìn về phía Hoang Mãng Nguyên. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa chưa từng gánh vác trách nhiệm tôn chủ, nhưng địa vị của bọn hắn tại toàn bộ Nam Bộ là không thể lay động. Nguyên nhân chính là chỗ đó tụ tập số lượng luyện đan sư khổng lồ, có thể luyện chế tất cả đan dược phẩm cấp dưới thánh phẩm, thậm chí có thể luyện chế thánh dược. Ngay cả mấy hoàng tộc Nam Bộ đều duy trì đầy đủ tôn trọng đối với Ly Hỏa Thánh Địa. Ai cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh Địa lại muốn đổi chủ, lại còn bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế. Nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa bộc phát phản kháng kịch liệt, từ điện chủ đến trưởng lão, lại đến đệ tử, đều không tiếp nhận quyết định thẩm phán của Trung ương Tổ Sơn.
Các lão tổ ẩn thế liên tiếp xuất quan, biểu thị phải bồi cùng Ly Hỏa Thánh Chủ bảo vệ truyền thừa chính thống của Ly Hỏa Thánh Địa. Ngay cả rất nhiều thế lực Nam Bộ cũng bắt đầu dục dịch. Giữa bọn hắn cùng Ly Hỏa Thánh Địa đã tồn tại mối quan hệ vô cùng phức tạp, những liên quan này đều là bọn hắn sử dụng thời gian cùng tài nguyên mối bồi dưỡng ra được. Nếu như Ly Hỏa đổi chủ, Quy Thuận Vô Hồi Thánh Địa, không chỉ có cố gắng trước đó của bọn hắn thất bại trong gang tấc, tương lai muốn đan dược, cũng cần phải được Vô Hồi Thánh Địa gật đầu. Cái này chính là tổn hại lợi ích của bọn hắn rất nghiêm trọng. Tháng 12, Thường Huyền Nghĩa, Khương Hồng Võ, tiếp nhận lời mời của Vô Hồi Thánh Chủ, đồng ý đến Ly Hỏa Thánh Địa. Hồng Liên Đan Thành chia tách toàn diện, có một số là đưa về Ngọc Đỉnh Tông, có một số đi theo Thường Huyền Nghĩa tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Hổ Tông di chuyển toàn tông, đi theo Khương Hồng Võ tiến về Ly Hỏa Thánh Địa. Ngày mùng 5 tháng 12, Thường Huyền Nghĩa Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý do là trong hiệp nghị Tổ Sơn chỉ nhắc tới đến chuyện Thường Huyền Nghĩa đảm nhiệm Phó Thánh Chủ, Khương Hồng Võ đảm nhiệm Điện Chủ Diêm La Điện. Cho nên, Ly Hỏa Thánh Địa chỉ tiếp nhận hai người bọn họ, những người đi theo còn lại nghiêm cấm đi đến. Hai bên cãi nhau, Ly Hỏa Thánh Địa lấy danh nghĩa, La Phù xâm lấn, đưa ra lệnh cảnh cáo, khiến cho toàn bộ bọn người Yến Tranh rời khỏi Hoang Mãng Nguyên. Ngày mùng 6 tháng 12, Khương Hồng Võ và Thường Huyền Nghĩa tiến vào Thánh Địa ngày thứ hai. Ly Hỏa Thánh Chủ tuyên bố Hoang Mãng Nguyên tiến vào giới nghiêm toàn diện, nghiêm cấm thế lực sở thuộc có bất kỳ phương thức tiếp xúc nào cùng La Phù Sơn Mạch. Kẻ trái lệnh, chém đầu, diệt tộc. Vô Hồi Thánh Chủ ý đồ thương lượng, nhưng đã bị Ly Hỏa Thánh Chủ minh xác cự tuyệt. Trong 10 năm này, hắn vẫn Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn là tôn chủ Nam Bộ. Trong 10 năm, hắn còn có lực khống chế tuyệt đối với Ly Hỏa Thánh Địa cùng Hoang Mãng Nguyên. Ai muốn can thiệp, sẽ coi là khiêu chiến. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lợi dụng Thường Huyền Nghĩa cùng Khương Hồng Võ lạ lẫm đối với mọi việc ở Ly Hỏa Thánh Địa, triển khai chèn ép hãm hại tàn nhẫn. Ngày 13 tháng 12, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa, giảng đan luận đạo, mời Thường Huyền Nghĩa vào tham quan luyện đan tại Thiên Hỏa Cung. Thường Huyền Nghĩa nghĩ rằng Ly Hỏa Thánh Chủ muốn nhục nhã hắn trên tạo nghệ đan thuật, sau khi làm tốt chuẩn bị đã dứt khoát đi đến đó. Nhưng, Thiên Hỏa Cung xảy ra bất trắc, liệt diễm kinh khủng quét sạch cung điện. Thường Huyền Nghĩa suýt nữa bị đốt sống chết tươi. Khương Hồng Võ nóng lòng cứu vớt, lại bị Võ Cực Điện lấy lý do tự tiện xông vào cấm điện làm cưỡng ép bắt lại. Khương Hồng Võ điên cuồng phản kích khiến cho 5 vị trưởng lão và hơn 10 vị đệ tử chết thảm. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy lý do Khương Hồng Võ sát hại đồng môn, giải vào địa lao, tra tấn bằng cực hình. Ngày 15 tháng 12, bọn người Yến Tranh lo lắng chờ đợi 10 ngày tại biên giới La Phù. Từ đầu đến cuối vẫn không có đợi được bất cứ tin tức gì của Khương Hồng Võ. Bọn hắn lo lắng Ly Hỏa Thánh Chủ sẽ thực hiện hãm hại, liền tiếp nhận đề nghị của Hoàng Đại Bính, tuyên bố Bạch Hổ Tông giải tán với La Phù Sơn Mạch, rời khỏi La Phù, không hề bị Vô Hồi Thánh Địa quản khống. Sau đó, bọn hắn tinh tuyển hơn 80 người, hóa thân, giặc cỏ, dứt khoát giết vào Hoang Mãng Nguyên. Ngày 18 tháng 12, bọn người Yến Tranh ngày nằm đêm ra, phóng tới hơn 1.500 dặm. Tại đêm khuya nhào về phía lục gia của thành Bát Hoang. Hoàng Đại Bính phóng thích huyết mạch, hóa thân thành người khổng lồ thái thản, ngang nhiên phá tan thành Bát Hoang. Từng tiếng gào thét như sấm, rung động cửu thiên. Sát khí như biển, cuồng dã bước lên. Hoàng Đại Bính cao hơn 200 mét, lực lượng lớn không gì sánh được, quét ngang các khu đại thành. Cường giả Bạch Hổ Tông thừa dịp loạn tập kích, huyết chiến quần hùng lục gia. Hỗn chiến tiếp tục kéo dài đến hừng đông. Cường giả lục gia chết thảm hầu như không còn ai, không một ai may mắn thoát khỏi, thành Bát Hoang thương vong hơn 10 vạn chúng sinh. Sau đó, bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 23, trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn người Yến Tranh quét ngang đại địa Nam Bộ, Hoang Mãng Nguyên, phá hủy 5 tòa thành lớn, đạp diệt ngũ đại gia tộc. Hỗn chiến gây ra thương vong đạt tới hơn 30 vạn người. Ly Hỏa Thánh Địa tức giận. Hoang Mãng Nguyên sợ hãi. Ly Hỏa Thánh Chủ phát ra lệnh truy sát, cũng điều động Diêm La Điện toàn diện xuất kích, do Lão Điện Chủ, Phạm Thiên Quân tự mình phụ trách. Nhưng, bọn người Yến Tranh kịp thời thu tay lại, trước khi chi đội vây bắt hình thành đã chui vào La Phù Sơn Mạch. Cùng lúc đó, cường giả Vô Hồi Thánh Địa do Ngụy Thiên Thu cầm đầu đẩy hai phe đến giao giới tuyến, cao điệu tuyên bố La Phù giới nghiêm, ai dám tự tiện xông vào, giết không tha. Cũng cự không thừa nhận có, giặc cỏ, chui vào La Phù. Ngày 28 tháng 12,
thời điểm bọn người Phạm Thiên Quân cùng Ngụy Thiên Thu đang kịch liệt thương lượng, ai cũng nghĩ là bọn người Yến Tranh sẽ trốn ở La Phù lại lần nữa xuất hiện tại Hoang Mã Nguyên. Lần này nhân số được giảm bớt, do 20 vị đội viên huyết ngục phối hợp Hoàng Đại Bính, Yến Tranh và 20 người khác. 20 vị huyết ngục toàn bộ phân phối từ lân dực, tốc độ cực nhanh. Vào lúc giữa trưa, bọn hắn trực tiếp từ không trung giáng lâm, lao đến Bạch Huyên Thành, là thành trì lớn thứ tư tại Hoang Mã Nguyên. Mặc dù cổ thành các nơi ở Hoang Mã Nguyên đều đã mở ra pháp trận bảo vệ, Bạch Huyên Thành càng là tấp nập ra cố pháp trận, nhưng vẻn vẹn một kích, Hoàng Đại Bính đã nhẹ nhõm bổ ra pháp trận, giáng lâm tới phủ thành chủ. Lại sau một trận ác chiến thảm liệt, thành chủ Bạch Huyên Thành chiến tử, phủ thành chủ hủy diệt thảm tao. Toàn bộ quá trình chỉ chừng 10 phút đồng hồ. Không đợi thủ vệ trấn thủ các nơi kịp phản ứng, bọn hắn đã phóng lên tận trời, biến mất tại phía cuối cùng trên bầu trời. Khi tin tức Bạch Huyên Thành lọt vào tập kích bị truyền ra, đám người Yến Tranh đã đuổi giết Thương Lãng Thành ở hơn 100 dặm bên ngoài. Thành chủ Thương Lãng Thành quả quyết đầu hàng, nhưng Hoàng Đại Bính vẫn cuồng dã phá hủy tường thành nguy nga, không có để lại một khối hoàn chỉnh nào. Thân ảnh cuồng bạo, điên cuồng sáng chói, dọa ngất vô số con dân. Phạm Thiên Quân nhận được tin tức, quả quyết dẫn người đuổi bắt. Nhưng, bọn người Hoàng Đại Bính lại tựa theo ưu thế tốc độ, nhanh chóng hoành hành, tán loạn khắp nơi. Các thành tại Hoang Mã Nguyên đều làm tốt chuẩn bị, chỉ cần bọn hắn dám đến, sẽ liều chết ngăn chặn. Thế nhưng, bọn người Yến Tranh lại thay đổi chiến thuật, không tiến công, chỉ đe dọa, sau đó kéo lấy, bọn người Phạm Thiên Quân, tản bộ, khắp nơi Hoang Mã Nguyên. Thiên Khuyết Lịch, năm thứ hai, nguyên niên ngày mùng 8 tháng 1. Khi bọn người Yến Tranh cảm thấy sắp bị ngăn chặn thì đã quả quyết quay đầu, chạy thẳng đến giao giới tuyến của Hoang Mã Nguyên cùng La Phù Sơn Mạch. Bọn hắn không có lập tức đi đến, mà cố ý chờ đợi Phạm Thiên Quân đuổi tới, mới nghênh ngang biến mất trong núi rừng. Phạm Thiên Quân thương lượng, Ngụy Thiên Thu lại cho ra đáp là, ai? Ở đâu? Không nhìn thấy. Ngày 13 tháng 1, Ly Hỏa Thánh Địa bị ép phóng thích Khương Hồng Võ, cũng để hắn truyền lệnh, giặc cỏ, lập tức đình chỉ hành động xâm lược. Nhưng, Khương Hồng Võ vừa mới thoát khốn đã điên cuồng đổ sát 379 người của Diêm La Điện lưu thủ Ly Hỏa Thánh Địa. Lý do, không tuân theo điện chủ. Đáng chết. Khương Hồng Võ lại lần nữa bị giam giữ, gặp tra tấn rất tàn nhẫn. Ngày 15 tháng 1, bọn người Yến Tranh không có chờ được Khương Hồng Võ, lại tiến Hoang Mã Nguyên. Cùng ngày, Vô Hồi Thánh Chủ ước đàm với Ly Hỏa Thánh Chủ. Sau khi bị cự tuyệt, nàng đã bí mật điều động Lâm Thiên Lộc tiến về Tổ Sơn Trung ương. Bắt đầu từ ngày 15, bọn người Yến Tranh tàn phá bừa bãi Hoang Mã Nguyên, bốn chỗ phòng cháy, tập kích khắp nơi, tung hoành mấy ngàn dặm, cơ hồ muốn tất cả cổ thành đều đặt vào phạm vi săn bắt Hoang Mã Nguyên bàng hoàng, thành chủ các nơi nhao nhao thỉnh cầu Ly Hỏa Thánh Địa khống chế tràng diện. Nhưng, Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, cường giả chiến đấu vốn ít, lại đang bôn tập đại hoang tổn thất nặng nề. Bọn người Đường Thiết Bình còn chết thảm tại Tây Bộ, khả năng bọn hắn có thể điều động chiến đấu vô cùng có hạn. Mà bọn người Yến Tranh tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh, còn vị Hoàng Đại Bính này lại áp trận niết bàn cảnh, thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, mà lại tùy ý chọn mục tiêu, tuyệt đối không ham chiến, một khi phát giác được nguy hiểm lại sẽ quả quyết trốn về La Phù. Ngày 25 tháng 1, Vô Hồi Thánh Chủ ước đàm với Ly Hỏa Thánh Chủ lần thứ hai, giải quyết thế cục tại Hoang Mã Nguyên. Lại lần nữa bị Ly Hỏa Thánh Chủ nghiêm khắc từ chối. Sau đó, Ly Hỏa Thánh Chủ lấy danh nghĩa tôn chủ Nam Bộ, bí mật phát lời mời với Hồn Thiên Thánh Địa và Linh Kiếp Thánh Địa, thỉnh cầu phối hợp vây bắt, giặc cỏ. Hồn Thiên Thánh Địa lập tức hưởng ứng, điều động số lượng lớn cường giả lao tới Hoang Mã Nguyên. Linh Kiếp Thánh Địa rất tỉnh táo, chỉ là cảnh cáo Ly Hỏa Thánh Địa, để bọn hắn mời Vô Hồi Thánh Địa phối hợp vây bắt, nói bóng gió là. Hòa đàm, ngày mùng 3 tháng 2. Bọn người Yến Tranh lần nữa xâm nhập Hoang Mã Nguyên, không có bôn tập đề phòng nghiêm ngặt thành lớn, mà là lựa chọn thành nhỏ, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, liên tiếp phá hủy 12 tòa thành nhỏ. Mặc dù không có tạo thành bao nhiêu thương vong, nhưng lại gây nên khủng hoảng càng lớn. Mà Ly Hỏa Thánh Địa khổ đợi cường giả hồn thiên nhưng chậm chạp mãi vẫn chưa từng xuất hiện. Cho đến khi Ly Hỏa Thánh Chủ lần nữa phái người đi hỏi thăm, Hồn Thiên Thánh Địa mới biết được, người bọn hắn phái đi đã mất tích. Mất tích. Bọn hắn là đội ngũ thánh địa, còn có cường giả niết bàn cảnh dẫn đội, làm sao có thể mất tích? Trừ phi là, bị giết. Ai dám giết người của thánh địa? Ai nào biết bọn hắn sẽ tiếp viện Hoang Mã Nguyên?
Hồn Thiên Thánh Địa cùng Ly Hỏa Thánh Địa đều đã nghĩ đến Vô Hồi Thánh Địa. Rất có thể là Vô Hồi Thánh Địa đã tính tới việc Hồn Thiên Thánh Địa sẽ nhúng tay, cho nên một mực phục kích tại biên giới Hoang Mãng Nguyên. Bọn hắn chấn kinh lại tức giận, Vô Hồi Thánh Địa đúng là vô pháp vô thiên, dám tập kích người của Thánh Địa khác, cái này rõ ràng là trái với quy củ Thánh Địa. Nhưng, đám người kia của Hồn Thiên Thánh Địa lại biến mất không còn bóng dáng, không có để lại bất cứ dấu vết gì, bất luận là Hồn Thiên Thánh Địa hay là Ly Hỏa Thánh Địa đều không có tìm được bất cứ chứng cứ gì. Ngày mùng 8 tháng 2, Hồn Thiên Thánh Chủ tự mình dẫn ba vị cường giả Niết Bàn lao tới Hoang Mãng Nguyên. Từ đây, bọn người Yến Tranh trở về La Phù, không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhưng, bình tĩnh lại không quá lâu. Ngày 13 tháng 2, một đám cường giả bí ẩn đột nhiên giết vào La Phù Sơn Mạch, quét ngang ngàn dặm dãy núi tại Tây Nam Bộ, đạp diệt bao gồm cả Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, hai tông này là đại tông liên minh trong 12 tông môn. Đánh tan tông môn, đồ sát tử đệ. Những nơi đi qua, máu chảy thành sông, cảnh hoang tàn ở khắp nơi. Sau đó, cường giả bí ẩn lao thẳng tới Thiên Sư Tông. Lúc trước thời điểm Hoàng Đại Bính bái nhập Bạch Hổ Tông, được Thương Vương nhờ vả, đưa một bộ pháp trận bảo vệ đặc biệt, sinh sinh bất tức quy nguyên trận. Lúc Khương Hồng Võ mang Bạch Hổ Tông rời khỏi, lại chuyển tặng pháp trận cho Thiên Sư Tông cùng thành bát bảo. Thiên Sư Tông nhờ vào pháp trận, gian nan chống đỡ cường giả bí ẩn tấn công mạnh đến nửa giờ, cũng nhân cơ hội này chật vật di chuyển. Nhưng toàn tông trên dưới mấy ngàn người, lại di chuyển rời khỏi không đủ trăm người. Sau khi cường giả bí ẩn đạp diệt Thiên Sư Tông đã nhanh chóng tiến lên hướng đông bộ, liên tiếp đạp diệt tông môn 9 nơi, bao gồm cả Đại Tông Liên Minh, Thánh Nữ Tông. La Phù kịch biến, Vô Hồi Thánh Địa tức giận. Giang Thành Tử, Phương Thành Vân hai vị túc lão tự mình dẫn đệ tử, tọa trấn La Phù. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình ra mặt, lùng bắt cường giả bí ẩn. Nhưng sau khi cường giả bí ẩn đạp diệt Thánh Nữ Tông đã hoàn toàn biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Ngày 20 tháng 2, Lâm Thiên Lộc trở lại La Phù, mang đến đặc sứ từ Tổ Sơn Trung ương, tuyên cáo chỉ lệnh Tổ Sơn, xin mời Ly Hỏa Thánh Chủ tôn trọng quyết nghị của Tổ Sơn, nếu không sẽ hủy bỏ thời hạn 10 năm. Ngày 22 tháng 2, rốt cuộc Vô Hồi Thánh Chủ và Ly Hỏa Thánh Chủ cũng đã gặp mặt, trải qua tranh luận kịch liệt, làm ra quyết nghị mới. Hồn Thiên Thánh Địa rút khỏi Hoang Mãng Nguyên. Ly Hỏa Thánh Chủ cam đoan không được lại hãm hại Khương Hồng Võ, cho phép Khương Hồng Võ chân chính đảm nhiệm điện chủ Diêm La Điện, hành xử quyền lợi điện chủ. Cho phép Khương Hồng Võ từ bên ngoài chọn lựa 360 người mới vào, gây dựng lại Diêm La Điện. Nhưng, lão điện chủ Phạm Thiên Quân thoái ẩn phải đảm nhiệm phó điện chủ chức vụ, phụ tá Khương Hồng Võ. Thường Huyền Nghĩa chân chính đảm nhiệm vị trí phó thánh chủ của Ly Hỏa Thánh Địa, cho phép chiêu mới 300 vị luyện đan sư, tiến vào đan đỉnh điện đảm nhiệm chức vụ. Nhưng, Thường Huyền Nghĩa chỉ có tên phó thánh chủ, không có quyền lợi phó thánh chủ, không được can thiệp quyết định của thánh chủ, không được loạn đụng cấm khu thánh địa. Về phần tổn thất của Hoang Mãng Nguyên cùng La Phù Sơn Mạch, toàn bộ quy tội, giặc cỏ, đều không có bất kỳ liên quan gì với tất cả thánh địa. Đến tận đây, rốt cuộc Hoang Mãng Nguyên cũng đã khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng số lượng lớn thành trì tổn hại, cùng lửa giận bên trong La Phù Sơn Mạch, còn có sát ý của Hồn Thiên Thánh Địa, để Hoang Mãng Nguyên bình tĩnh vẻn vẹn ở trên mặt nổi. Ai cũng có thể cảm nhận được, Hoang Mãng Nguyên đang cuồn cuộn sóng ngầm, giành dụng phong bạo đáng sợ. Lúc này Hoang Mãng Nguyên kỳ thật còn ẩn núp một lực lượng khác, yên lặng chú ý hỗn loạn ở nơi này. Bọn hắn chính là người của Huyền Nguyệt Hoàng Triều ở Tây Bộ. Sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc, huynh muội Tiêu Lạc Sư và Tiêu Lạc Lê nhận lệnh điều tra Khương Phàm. Bọn hắn trở lại Hoàng Triều tự mình chọn lựa số lớn thị vệ hoàng thất, còn mời được một vị cường giả đặc thù, sau đó vượt hơn 200.000 dặm, từ Tây Bộ tiến vào Nam Bộ. Kết quả La Phù Sơn Mạch toàn diện giới nghiêm, Hoang Mãng Nguyên lại loạn thành một đoàn, bọn hắn phải tận hết khả năng ẩn giấu hành tung, bí mật tìm kiếm Khương Phàm, kết quả ngay cả cái bóng dáng cũng không phát hiện. Công chúa, chúng ta rời khỏi Hoàng Triều đã 5 tháng, còn phải tiếp tục chờ nữa sao? Phụ thân của Lư Kinh Vĩ, các chủ tinh thúc các, Lư Kính Thiên nhìn qua hoang dã mênh mông, chờ đến hơi không kiên nhẫn. Hắn là các chủ, có rất nhiều chuyện quan trọng phải xử lý, không phải nhàn rỗi không chuyện gì làm. Lúc trước đã đồng ý đến đây cũng cảm giác rất dễ có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ lãng phí thời gian lâu như vậy. Đợi Hoang Mãng Nguyên khôi phục lại bình tĩnh, Khương Phàm lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, chờ một chút. Tiêu Lạc Lê ngồi trong bụi cỏ,
buông thõng tầm mắt yên lặng tu luyện. Nàng nhất định phải đền bù sai lầm tại Vĩnh Hằng Thánh Địa, càng phải cho mình danh dự báo thù. Không bắt được Khương Phàm, nàng tuyệt đối không về Hoàng Triều. Lư Kính Thiên nhắc nhở. Chuyện của Ly Hỏa Thánh Địa có Vô Hồi Thánh Địa xử lý, hắn chỉ là hài tử, chưa chắc sẽ đến xen vào. Hắn sẽ đến, hắn không phải loại người rảnh rỗi ngồi không kia. Tiêu Lạc Lê kết thúc tu luyện, đứng dậy nhìn qua hướng Vô Hồi Thánh. Khương Phàm có được Vĩnh Hằng Chi Linh, hẳn là sẽ hấp thu luyện hóa trong Vô Hồi Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa cũng sẽ cung cấp các loại linh bảo, võ pháp càng mạnh, phối hợp Vĩnh Hằng Chi Linh kích phát toàn diện tiềm lực Khương Phàm. Cho nên, Khương Phàm ở Vô Hồi Thánh Địa bế quan tầm 5-3 tháng là rất bình thường. Chờ sau khi Khương Phàm xuất quan, rất có thể sẽ đến Ly Hỏa Thánh Địa đến một chuyến. Không chỉ là bởi vì nơi này náo nhiệt, cũng bởi vì là phụ thân của hắn, Khương Hồng Võ ở đây. Lư Kính Thiên nói, coi như Khương Phàm sẽ đến, cũng không nhất định đến lúc nào, nếu như còn phải đợi thêm 2-3 tháng thì sao? Chờ không lâu như vậy đâu, ta đoán chừng chẳng mấy chốc Khương Phàm sẽ tiến Hoang Mãng Nguyên. Lư các chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng, tối đa một tháng, nếu như Khương Phàm xuất hiện, chúng ta dẫn hắn rời khỏi. Nếu như vẫn chưa xuất hiện, ta thỉnh cầu rời khỏi. Lư Kính Thiên thể hiện thái độ. Cho Lư các chủ thêm phiền toái, chỉ cần có thể bắt được Khương Phàm, sau khi trở lại Hoàng Triều, Tiêu Lạc Lê ta tất nhiên sẽ thâm tạ. Tiêu Lạc Lê xếp bằng ở trong bụi cỏ, tiếp tục minh tưởng tu luyện. Mặc dù vạn dặm xa xôi đi đến phương Nam điều tra Khương Phàm, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không có chậm trễ tu luyện. Một tháng trước, nàng đã bước lên linh hồn cảnh, thái M đồ đằng dung hợp càng toàn diện cùng thân thể. Bây giờ nàng từ trong ra ngoài đều tản mát ra một khí chất siêu phàm nhập đặc biệt, giống như là tiên tử Nguyệt Cung, vừa phiêu miểu vừa thần bí. Chỉ là khí tức thái M của thái M đồ đằng có xung đột với chí dương chí liệt lôi hỏa linh văn của nàng. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp, để hai bên có thể hài hòa với nhau, nếu không rất có thể sẽ sinh ra một loại nguy hại không thể tưởng tượng được nào đó. Nhất là sinh tử cảnh, rất có thể muốn mệnh của nàng. 3 ngày sau, Tiêu Lạc Lê bị tiếng oanh minh kịch liệt làm cho bừng tỉnh, giống như là lôi chiều lao nhanh, lại như biển động che trời, thanh chiều kịch liệt, vang vọng giữa thiên địa mênh mông, khiến cho linh hồn người khác đều cảm thấy đau đớn. 18 vị thị vệ hoàng thất nhao nhao ngóng nhìn bầu trời. Vẻ mặt nghiêm trọng lại mang theo mấy phần chấn kinh. Một chiến xa cỡ lớn xuất hiện ở phương xa, ầm ầm hướng về phía trước, ép qua thiên khung. Phía trên trải rộng phù văn cổ lão, ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu càn khôn, khí tức đáng sợ giống như đại dương cuồn cuộn. 8 con man thú kéo xe, hùng tráng khổng lồ, giống như man nghiêu, ở sau lưng mọc lên 2 cánh, lân giáp trên thân lạnh lẽo, có một loại sát khí thảm liệt. Phía sau chiến xa còn có một đội tinh binh. Toàn bộ đều mặc áo giáp màu vàng óng, chân đạp hùng ưng kim vũ, bọn hắn nghiêm túc lại uy vũ, khí thế phi phàm, ánh mắt bén nhọn liếc nhìn bầu trời, quan sát hoang dã. Là trấn Nam Yêu Quốc. Lư Kính Thiên nhìn qua chiếc chiến xa bay ngang qua bầu trời kia, phía trên cắm một cây cờ lớn, đón gió bay lên, 2 chữ trấn Nam giống như hoàng kim đổ bê tông, cực kỳ bắt mắt. Tại sao trấn Nam Yêu Quốc lại tới Hoang Mãng Nguyên? Tiêu Lạc Lê một mực đưa mắt nhìn chiến xa đi xa. Trấn Nam Yêu Quốc là hoàng tộc Nam Bộ, không phải thế lực nhân tộc, mà là do yêu tộc thuần túy tổ kiến, đồng thời dưới thời gian vô tận diễn biến, hình thành yêu quốc khổng lồ, chiếm lấy hơn 3 vạn dặm sơn hà rừng rậm Đông Nam Bộ. Lư Kính Thiên nói, nếu như không đoán sai, hẳn là yêu hoàng ngồi trên đó là một trong ngũ đại yêu vương, Hoàng Kim Sư Vương. Thời kỳ nhạy cảm này lại xông vào Hoang Mãng Nguyên, chỉ sợ là có liên quan cùng Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Trấn Nam Yêu Quốc là hoàng tộc, nhưng cưỡng ép nhúng tay thánh địa sự vụ cũng phạm vào kiêng kỵ. Tiêu Lạc Lê quan sát phương hướng chiến xa đi, vậy mà thật là đang chạy đến Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu bọn chúng dám đến, hẳn là đã nhận lời mời. Lư Kính Thiên chậm rãi lắc đầu, Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa luyện đan, lực ảnh hưởng tại Nam Bộ quá lớn, mặc dù Vô Hồi Thánh Địa được thánh địa trung ương đặc cách, nhưng muốn chân chính khống chế Ly Hỏa Thánh Địa, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, Thánh Địa Trung ương còn cố ý lưu lại kỳ hạn 10 năm. Trong 10 năm này, Ly Hỏa Thánh Chủ vẫn là Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa vẫn tôn chủ Nam Bộ. Ly Hỏa Thánh Chủ không cam tâm sao? Tiêu Lạc Lê có thể hiểu được tâm tình của Ly Hỏa Thánh Chủ, dù sao hơn nửa đời người tôn quý, cao ngạo hơn phân nửa đời người, đã coi Ly Hỏa Thánh Địa là thành nhà mình.
đột nhiên chịu nhục tại Tây Bộ, bị Tổ Sơn phán quyết, còn muốn chắp tay tặng nhà mình cho người khác, nếu như hắn có thể nhịn được, mới gọi kỳ quái. Khẳng định là Ly Hỏa Thánh chủ muốn phản kháng, chỉ cần phản kháng có độ, không ảnh hưởng thánh địa mặt mũi thiên hạ, ngay cả Thánh Sơn Trung ương nơi đó đều sẽ một mắt nhắm một mắt mở. Nhưng, chỉ sợ Ly Hỏa Thánh chủ khống chế không nổi. Lư Kính Thiên lắc đầu than nhẹ, Ly Hỏa Thánh chủ trung quy vẫn là đan sư luyện đan, có thể khống chế Ly Hỏa Thánh địa chỉ là bằng vào thân phận và thực lực luyện đan. Mà Vô Hồi Thánh chủ thì thế nào? Trước đó không ai để ý nàng, bây giờ ai cũng đã hiểu đó là một kẻ hung hãn, giỏi về đùa bỡn mưu kế. Từ tình huống hai tháng này cũng có thể nhìn ra một hai phần. Đám người Bạch Hổ Tông kia có thể tùy ý hoành hành tại Hoang Mãng Nguyên, khẳng định là được nàng cho phép. Hoàng Kim Sư Vương tới, không biết Ly Hỏa Thánh chủ phải dùng làm sao. Tiêu Lạc Lê đang nói, Ngọc Thạch trước ngực đột nhiên nổi lên từng tia ấm áp. Đây là vũ khí không gian, bên trong đều không có thả cái gì, chỉ có một chu tước pháp chỉ. So với tấm pháp chỉ ban đầu ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn kia mạnh không chỉ gấp 10, mà là nàng dùng tính mệnh làm cam đoan, từ trong tổ từ mời đi ra. Chính là vì để cảm nhận khí tức Khương Phàm, sau đó tinh chuẩn phục kích. Khương Phàm, tinh thần Tiêu Lạc Lê đại chấn, lập tức nhìn ra hướng Ly Hỏa Thánh nơi ngoài trăm dặm. Năm tháng, rốt cuộc cũng sắp gặp được tên hỗn đản kia. Khương Phàm tới. Hai con người của Lư Kính Thiên nở rộ tinh quang, ngóng nhìn phương xa. Danh con, cuối cùng ngươi cũng tới. Lư các chủ, dựa theo kế hoạch của chúng ta, dùng pháp trận tinh thần phục kích, trong thời gian ngắn nhất chuyển rời Khương Phàm đến địa điểm đã dự định. Nếu có những người khác cùng đi, cũng trực tiếp di chuyển, không cần do dự, không cần để lại vết tích. Tiêu Lạc Lê cảm nhận được chu tước pháp chỉ trong Ngọc Thạch, vừa khẩn trương lại chờ mong. Rất có thể là Khương Phàm đã bí mật tự mình tới, nhưng sẽ không bài trừ có cường giả đặc thù đi cùng, dù sao bây giờ Vô Hồi Thánh Địa đã coi hắn là cục cưng quý giá. Chỉ cần Khương Phàm tiến vào khu vực chúng ta mai phục, trong vòng 3 giây liền có thể biến mất, sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng sẽ không kinh động bất cứ kẻ nào. Lư Kính Thiên là các chủ tinh túc các, về vấn đề tinh thần chính là đăng phong tạo cực, có thể tùy ý diễn dịch bí thuật tinh thần. Chỉ cần hắn ra tay, Khương Phàm sẽ không có bất kỳ chỗ trống nào để phản kháng, xem như có người đi cùng, cũng không thể nào ảnh hưởng đến hắn. Chu tước pháp chỉ trong Ngọc Thạch giấy lên lửa nóng hừng hực, càng ngày càng mãnh liệt, chữ cổ thiếp vàng chói mắt hiện ra tia sáng kỳ diệu, giống như là chu tước dương cánh, thần linh đang thức tỉnh. Nhiệt độ Ngọc Thạch càng ngày càng cao, dần dần nổi lên kim quang. Tiêu Lạc Lê cực lực áp chế để tránh kinh động Khương Phàm. Nhưng, không đúng, không phải nơi đó. Tiêu Lạc Lê bỗng nhiên quay người về hướng phương Bắc, ngươi xác định. Lư Kính Thiên thuận thế trông qua, nhưng trời quang không mây, cái gì cũng không thấy. Chu tước pháp chỉ vừa mới có cảm ứng, hắn hẳn là còn ở ngoài trăm dặm. Không sai được, chính là phương Bắc, sao hắn lại tới từ nơi đó? Lư Kính Thiên kỳ quái, không phải trốn ở trong Vô Hồi Thánh Địa bế quan sao? Lư các chủ, đi mau, chúng ta sớm làm tốt mai phục. Tiêu Lạc Lê lần theo chỉ dẫn của chu tước pháp chỉ đi về hướng Bắc. Yên tâm, mặc kệ hắn từ đâu tới đây, đều không có chỗ để trốn. Lư Kính Thiên rất tự tin, bởi vì kế hoạch của bọn họ thường vô cùng cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối không có sai lầm. Ngoài trăm dặm phương Bắc bầu trời. Tỷ phu, nơi này chính là quê hương của huynh sao. Kiều Vô Song và Kiều Vi Nhi đứng trên lưng cự ưng, ngạc nhiên nhìn ra xa. Gần 3 tháng hành trình. Bọn hắn đã chết lặng với rừng rậm cùng dãy núi đầm lầy cùng sa mạc dọc đường, đột nhiên nhìn thấy hoang nguyên mênh mông, đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hoang dã mênh mông, cỏ xanh như sóng, trước những cơn gió nhấc lên tầng tầng gợn sóng, liên miên bất tuyệt. Tươi mát, tự do. Những con sông to lớn đi ngang qua hoang dã, lan tràn ra vô số nhánh sông. Trời xanh như màn, mây trắng như tuyết, giữa đất trời là một mảnh tươi mát sáng tỏ. Mãnh thú thành đàn. Tùy tiện lao nhanh, một mảnh cảnh tượng bừng bừng sinh cơ. Nơi này không có tông môn, chỉ có gia tộc, mỗi gia tộc kiến tạo một tòa thành, lớn có thể có mấy chục dặm, nhỏ chỉ có hơn 10 dặm. Lục gia là mạnh nhất, phạm vi có thể đạt tới 100 dặm, Phượng gia đứng vào thứ hai, phạm vi hơn 70 dặm. Phượng Bảo Nam nhìn hoang dã mênh mông, rung động lại hoảng hốt. Từ biệt 3 năm, rốt cuộc cũng trở về quê quán, hoang dã quen thuộc, không khí quen thuộc. Hết thảy đều quen thuộc. Nhưng, hắn vui mừng không nổi, ngược lại có ưu phiền thương nhớ.
trong lòng thì thào khẽ nói, tỷ tỷ, ta mang tỷ về nhà. Nơi này có bí cảnh bảo địa gì đặc thù sao? Kiều Thiên Mạch đứng thẳng người dậy, hít một hơi thật sâu, hắn không phải đến tham quan, mà là lịch luyện. Về nhà thu xếp tốt trước, ta sẽ giới thiệu kỹ càng tình huống Nam Bộ cho các ngươi. Phượng Bảo Nam tỉnh lại bên cạnh Khương Phàm, đi về phía trước hơn 200 dặm liền có thể đến Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm từ trong minh tưởng khôi phục lại, đứng dậy nhìn qua mặt đất bao la. Chúng ta tách ra từ đây đi, Thiên Mạch, các ngươi trước cùng Phượng Bảo Nam về Phượng Thành, chính ta đi đến Ly Hỏa Thánh Địa một chuyến. Bảo Nam, nói tình huống với bá phụ một chút, thúc đẩy Phượng gia cùng phụ thân ta hợp tác. Chỉ cần tương lai Ly Hỏa Thánh Địa thuận lợi quy thuận Vô Hồi Thánh Địa, Phượng gia chính là đại đệ nhất gia tộc tại Hoang Mãng Nguyên. Đến ngày Vô Hồi Thánh Địa trở thành tôn chủ Thánh Địa Nam Bộ thì sẽ không có ai có thể tổn thương đến Phượng gia. Phượng Bảo Nam cưỡng ép đề cao tinh thần, mời bọn người Kiều Thiên Mạch, nói. Cùng ta về nhà đi, nơi đó cũng là nhà của các ngươi. Khương Phàm an bài tặc điều. Đưa bọn hắn đến Phượng Thành, sau nửa tháng, lại mang Phượng Bảo Nam đến Ly Hỏa Thánh Địa tìm ta, chúng ta cùng đi Vô Hồi Thánh Địa. Tặc điều hét dài một tiếng, chở bọn người Phượng Bảo Nam phóng tới phương xa. Khương Phàm thả người nhảy xuống, ngưng tụ hỏa rực giữa không trung, bay tới Ly Hỏa Thánh Địa. Ngoài 10 dặm, Bách Lý, Mạc Yêu trốn trong bụi cỏ cao tới eo, ẩn giấu bóng dáng, nhanh chóng theo vào. Hắn rất ưa thích loại cảm giác tung hoành ngang dọc này, cũng rất kiêu ngạo vì đã đi ngang qua nửa cái Thương Huyền, trong suốt hành trình không có gặp được chuyện ngoài ý muốn lớn nào cả. Bình thường đều là vấn đề nhỏ, đều bị hắn lặng yên không tiếng động giải quyết. Bây giờ tiến vào Hoang Mãng Nguyên, xem như là lãnh địa của tiểu chủ nhà mình. Chỉ cần tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, sứ mệnh bảo vệ trận đầu của hắn đã coi như hoàn thành trọn vẹn. Đáng tiếc là, tiểu chủ cũng không tính để hắn công khai xuất hiện. Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là sẽ có rất nhiều dược liệu, chỉ mong có thể cho ta niềm vui bất ngờ. Bây giờ Khương Phàm chỉ mong lấy dược liệu cần bình thường cùng với tập hợp đủ dược liệu đặc thù trước tiên, về phần những kíp nổ kia, còn cần phải đến Vương quốc Hắc Ám siêu tập. Trước khi đến Vương quốc Hắc Ám, cũng có thể đến Đại Hoang Thâm Uyên thử thời vận. Còn có cái gì? Ta nhớ Chí Tôn Kim Thành có khống chế một bảo địa là Luân Hồi Bí Cảnh, ngươi có thể điều tra tình huống nơi đó. Nếu thật như trong trí nhớ của ta, chỗ đó, có lẽ có thể tìm được một hai loại thuốc dẫn. Ngài cũng biết rồi Luân Hồi Bí Cảnh. Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Phàm không có Luân Hồi Bí Cảnh, có thể là kiếp trước của mình không có trải qua bao nhiêu. Trong trí nhớ của ta, có một nơi gọi Luân Hồi Tinh Không, là một chỗ cùng loại với Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Nhưng, lấy thực lực Chí Tôn Kim Thành giống như khống chế không nổi loại như nơi kia. Đan Hoàng không có trực tiếp phủ định, dù sao cũng là đã 30.000 năm, thời gian quá dài, khả năng phát sinh một loại thay đổi nào đó, cũng có thể là trận đại chiến đồ thần năm đó phá hủy rất nhiều không gian thần bí. Đại Hoang Thâm Uyên, Vương quốc Hắc Ám, Luân Hồi Bí Cảnh, còn có nơi khác có thể tìm tới thuốc dẫn, ta đều sẽ thử. Khương Phàm đã chuẩn bị xuất ra 3 đến 5 năm thậm chí thời gian dài hơn để tìm kiếm dược liệu cho Kiều Hinh. Nhưng, lúc Khương Phàm bay lên đột nhiên nhìn thấy dưới hoang dã 2.000 mét xuất hiện mảng lớn chùm sáng thần bí. Giống như dòng sông màu bạc, tùy tiện lao nhanh, nhanh chóng lan tràn, khuếch tán ra đồ án thần bí lại phức tạp. Thời điểm Khương Phàm đang chú ý tới nơi đó, đồ án màu bạc nhanh chóng mở rộng, trải rộng ra mấy vạn mét. Thứ gì? Khương Phàm đột nhiên cảnh giác. Nhanh chóng phóng lên trời cao, nhưng khi hắn ngẩng đầu chạy trốn, một khắc này, không trung đang thổi tầng mây qua nặng nề đột nhiên biến thành màu bạc, oanh minh trầm đục, mây mù tán loạn, một mảnh hoa văn phức tạp giống nhau như phía dưới như đúc, phấp phới giữa trời cao. Ầm ầm, đồ án trong hoang dã tăng vọt ánh sáng, như cơn lốc cuồn cuộn giữa trời. Trên bầu trời, đồ án cuồn cuộn mãnh liệt, giống như tinh hà đầy trời. Trong chớp mắt, hai loại năng lượng trên dưới hợp kích, che mất Khương Phàm. Khương Phàm giống như đột nhiên đặt mình vào tinh không vô tận. Mênh mông, vô ngần, hắc ám vô biên. Ước vạn tinh quang sáng chói lấp lóe, tinh hà thần bí ở phương xa đang lao nhanh. Một loại thần uy không cách nào nói rõ bao phủ Khương Phàm. Lạnh cả người. Khương Phàm muốn thoát khỏi, muốn phản kích, lại phát hiện thể bị khống chế, ngay cả linh văn đều nhanh chóng yên lặng. Ầm ầm. 18 loại ánh sao nhanh chóng phóng đại trong tinh không mênh mông, cuồng dã xen lẫn, giống như là đại tinh hoành hành, nghiền ép tinh hà, thanh thế rung động. Toàn thân Khương Phàm ớn lạnh,
giống như muốn bị chôn vùi. Nhưng hắn vẫn đang nhắc nhở mình phải tỉnh táo, bởi vì Huyền Nguyệt Hoàng Triều chỉ là đến bắt hắn, không phải tới giết hắn. Ầm ầm, tiếng vang bạo động, đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, tinh không tiêu tan, Khương Phàm cảm giác tựa như toàn bộ thế giới đang sụp đổ ở xung quanh hắn, hắc ám, giá lạnh, tuyệt vọng, khủng hoảng. Bên ngoài 800 dặm, một mảnh sơn lĩnh thấp bé vắt ngang tại trong hoang dã mênh mông, cây rừng tươi tốt, mê vụ quay quanh, là rừng rậm hình dạng mặt đất hiếm thấy tại hoang mãng nguyên. Tiêu Lạc Sư cùng một vị tộc lão hoàng thất niết bàn cảnh, mang theo 20 vị cường giả hoàng thất chiếm cứ ở chỗ này, bảo vệ tinh nguyệt cổ luân bàn, chôn sâu ở dưới mặt đất. Tinh nguyệt cổ luân bàn, là một trong những chí bảo trấn tộc của tinh túc các, do lịch đại các chủ khống chế. Nếu như các chủ tại một nơi nào đó thi triển bí thuật, đấu chuyển tinh di, là có thể cưỡng ép chuyển rời mục tiêu đến luân bàn nơi này. Tinh nguyệt cổ luân bàn, tiếp dẫn khoảng cách, dài nhất đã từng đạt tới qua 2.000 dặm, tương đương với vượt qua không gian, vô cùng khủng bố. Bây giờ phạm vi Lư Kính Thiên có thể khống chế ước chừng ngàn dặm. Ầm ầm, tinh nguyệt cổ luân bàn thức tỉnh, mặt bàn gần 100 mét khắc đầy vết tích tinh thần phức tạp, giống như đồ trận bát quái, ánh sáng rạng rỡ, u chuyển động. Địa tầng nổi lên gợn sóng, nhấc lên như chiều cường, chấn động hơn 10 dặm sơn lĩnh. Bọn người Tiêu Lạc Sư đại chấn. Cổ luân bàn thức tỉnh, mang ý nghĩa đã bắt được Khương Phàm. Khổ đợi lâu như vậy, thời gian không phụ lòng người. Chuẩn bị thu lưới, bắt sống Khương Phàm, những kẻ khác, chém giết toàn bộ. Tiêu Lạc Sư cuồng nhiệt thét lên ra lệnh thị vệ hoàng thất. Thị vệ hoàng thất kích hoạt linh văn, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Tộc lão hoàng thất triệu ra trọng kiếm, chuẩn bị ứng phó cường giả niết bàn cảnh khả năng bồi theo Khương Phàm. Vì để cam đoan hành động tuyệt đối không có sai lầm nào, càng cam đoan không để lại vết tích nào, bọn hắn đã đặc biệt mời đến tinh nguyệt cổ luân bàn. Mặc kệ là một mình Khương Phàm, hay là có người đi cùng, đều có thể cam đoan để bọn hắn biến mất, trong nháy mắt, chuyển rời đến chỗ sơn lĩnh ẩn nấp lại an toàn này, sau đó cưỡng ép bắt lấy, nhanh chóng mang đi. Để Khương Phàm biến mất sạch sẽ. Không ai biết là bọn hắn làm. Ầm ầm, tinh nguyệt cổ luân bàn kịch liệt xoay tròn, ánh sáng tăng vọt, một nguồn năng lượng tinh thần dâng lên, đánh nát địa tầng, rọi khắp nơi trời cao. Khương Phàm trong quay cuồng bị quăng ra, chật vật nhào vào trên mặt đất. Chỉ có ngươi, bắt. Tiêu Lạc Sư phấn chấn, vậy mà lại không có cường giả vô hồi đi cùng. Quá tốt rồi. Như thế này sẽ không náo ra thanh thế, sẽ không kinh động đến bất cứ kẻ nào, càng không dễ dàng để lại vết tích gì. Các ngươi đang chờ đợi ta. Khương Phàm từ dưới đất bò dậy, lập tức triệu ra cấm nguyên châu, nhưng không có lập tức dẫn bạo, mà gắt gao nắm ở trong tay. Cùng chúng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều, tiếp nhận thẩm phán. Thị vệ hoàng thất toàn bộ đánh tới, có người đưa tay ngưng tụ võ pháp, có người cầm đao khuấy động đao khí, có người hóa thân thành mãnh thú, đằng đằng sát khí. Bọn hắn đều là linh hồn cảnh cao giai, lại đều không có giữ lại bất kỳ cái gì, hoàn toàn coi Khương Phàm là đối thủ. Cùng lúc đó, tinh nguyệt cổ luân bàn lại lần nữa oanh minh, sôi trào lên ánh sáng mãnh liệt, tùng bóng người lấp lóe, mắt thấy là phải đi tới. Các ngươi không tìm đến ta, ta còn muốn đi tìm các ngươi đây. Khương Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Sư, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hài cốt run rẩy, da thịt mở rộng, hóa thân thành chú tước yêu thể. Một giây sau, cấm nguyên châu vỡ nát. Trong chớp mắt, một loại ba động quỷ dị mãnh liệt nở rộ đánh thẳng vào Khương Phàm, khuấy động sơn lĩnh hơn 2 vạn mét. Chỗ ánh sáng đi qua, thời gian ngừng lại, ba động quét sạch, không gian đều là tùy thời ngưng kết. Bất luận là Tiêu Lạc Sư hay là đám thị vệ đã bổ nhào vào xung quanh, đều hoàn toàn cố định ở nơi đó, ngay cả ánh sáng đang nở rộ, đều cưỡng ép đọng lại. Khương Phàm sợ hãi thán phục trước uy lực của cấm nguyên châu, nhưng không có bất luận chần chờ gì, nháy mắt đã lao đến phía trước Tiêu Lạc Sư. Cùng lúc đó, Linh Vũ Khổng Thước đang yên lặng bên trong khí hải bị hắn ném ra ngoài. Lần này không còn là uy hiếp, mà là triệt để kích hoạt. Khương Phàm hóa thân thành chu tước, tốc độ nhanh đến cực hạn, hắn cuồng xông bên trong thời gian ngưng kết. Cấm nguyên châu kéo dài dòng dã 6 giây. Không lâu lắm, cũng không ngắn. Chí ít đã để Khương Phàm bắt được Tiêu Lạc Sư, còn xông ra được mấy ngàn mét. Uy lực cấm nguyên châu cũng tản ra, thời gian tiếp tục chảy xuôi bên trong vùng không gian này. Khương Phàm, đắc tội hoàng tộc, đây chính là hạ. Tiêu Lạc Sư còn duy trì thể hiện cuồng hỉ trước đó, hô to kích động, nhưng thể hiện đột nhiên cứng đờ.
Sao ta lại đang bay? Lại còn là đang bay lùi. Trên cổ ta làm sao lại có cái móng vuốt? Giống như trực tiếp đâm vào trong cổ họng. Đau, Khương Phàm. Tiêu Lạc Sư ngẩng đầu, con người đều bỗng nhiên ngưng tụ. Xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở trong tay Khương Phàm? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Không đúng, không nên như vậy chứ. Khương Phàm kéo lấy Tiêu Lạc Sư, cưỡng ép nhét vào thanh đồng tiểu tháp, nhốt vào lồng giam tầng 2, hai cánh kịch liệt chấn động, không hề dừng lại, tiếp tục điên cuồng chạy trốn về nơi xa. Cùng lúc đó, những thị vệ hoàng thất đang chụp vào Khương Phàm kia cũng đều sửng sốt một chút. Khương Phàm đâu? Rõ ràng là đang ở chỗ này, làm sao đột nhiên không thấy nữa? Chỉ còn lại một cây lông vũ ngũ sắc đang bay xuống. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn ngây người quay người nhìn, linh vũ ngũ sắc nở rộ lên ánh sáng mãnh liệt, chiếu thấu thiên địa, liệt diễm ngũ sắc vén trời, giống như núi lửa phun trào, ù ù bạo động, lại phảng phất khổng tước lâm thế, muốn quét ngang hết thảy. Uy lực nổ tung đều vượt qua tưởng tượng của Khương Phàm. Như là khổng tước chân chính giáng lâm, khởi xướng tức giận tập kích. 20 thị vệ hoàng thất linh hồn cảnh cao giai vỡ nát tại chỗ, tiếp theo bị đốt thành cho bụi. Tộc lão hoàng thất niết bàn cảnh thấy không có cường giả đi cùng Khương Phàm, cũng vô ý thức tản ra linh văn, kết quả đã bị liệt diễm bao phủ, huyết nhục văng tung tóe. Tinh nguyệt cổ luân bàn tiếp tục nở rộ ánh sáng, Lư Kính Thiên dẫn đầu lao ra, bọn người Tiêu Lạc Lê theo sát phía sau. Khương Phàm, không nghĩ tới đi. Lư Kính Thiên vừa muốn hô to, liệt diễm ngũ sắc kinh khủng đập vào mặt. Trong tầm mắt tựa như là một con tuyệt thế hung cầm kinh khủng, dương cánh gáy to về phía hắn, nhanh chóng vồ giết tới. Coi chừng! Sắc mặt Lư Kính Thiên kịch biến, trong chốc lát đã nhấc lên tinh không, muốn mạnh mẽ chặn đánh. Thế nhưng, liệt diễm ngũ sắc vừa mãnh liệt lại đột nhiên, tinh không của hắn vừa mới hình thành liền cùng liệt diễm ngũ sắc đón đầu chạm vào nhau, bạo tạc kinh khủng quét sạch bốn phương tám hướng, đại địa vỡ nát, mấy chục dặm cánh rừng tại sơn lĩnh bị phá hủy hầu như không còn gì. Con đường tinh không do tinh nguyệt cổ luân bàn thả ra đều bị cưỡng ép chấn động, Tiêu Lạc Lê bởi vì theo sát sau lưng Lư Kính Thiên, tình huống còn tốt chút, những thị vệ khác lại không kịp chuẩn bị, có chút bị lực lượng tinh không xoắn nát. Khương Phàm đang nhanh chóng lao vùn vụt đều bị năng lượng trùng kích, hung hăng đánh bay ra ngoài, hỏa dược chôn vùi, da chóc thịt bong ở sau lưng, khí huyết sôi trào trong cơ thể, máu phun phè phè. Khương Phàm bị hất bay mấy trăm mét nhào vào nơi nào núi đá. Suýt chút nữa không có tỉnh táo lại. May mắn chạy trước lại dẫn bạo, nếu như dẫn bạo ở trước mặt mọi người, mình cũng phải chết. Khương Phàm chống người lên, tiếp tục chạy trốn. Bên ngoài hoang mã nguyên 800 dặm, thời điểm bách lý, Mạc Yêu nhìn thấy nơi xa đột nhiên dâng lên ánh sáng, liền ý thức được không ổn, nhưng vẫn không chút kịp phản ứng. Dù sao nơi này cũng là hoang mã nguyên, cho dù có nguy hiểm, cũng là ngoài ý muốn, làm sao lại là phục kích. Phục kích thì phục kích đi, còn không phải xuất hiện bắt, không phải đánh lén, đánh giết, mà là cưỡng ép di chuyển. Bách Lý Mạc Yêu suýt chút nữa điên rồi. Chết tiệt, ta thật vất vả mới hộ tống tiểu chủ trở về, cứ biến mất ngay dưới mắt như vậy. Là ai, khốn kiếp, là ai làm? A, à, Bách Lý Mạc Yêu tức giận không kiềm chế được, toàn thân nhúc nhích kịch liệt, kim quang rọi sáng, triệt để yêu hóa. Linh văn của hắn là hung cầm cực kỳ đáng sợ, cửu đầu kim điêu. Không chỉ có cơ thể cường đại, tốc độ càng nhanh càng mãnh liệt, còn có sinh mệnh lực cường đại, đây cũng là nguyên nhân Kiều Vô Hối lựa chọn hắn làm bạn với Khương Phàm, thời khắc tất yếu, chết thay. Ầm ầm, kim quang chiếu rọi, sáng lạn như mặt trời, Bách Lý Mạc Yêu hóa thân thành cửu đầu kim điêu, bắn rọi trời cao, to như kim vân, dương cánh hơn 300 mét, 9 cái đầu chật ních trên cái cổ, ánh mắt sắc bén nhìn quanh từng phía. Nhưng, khoảng cách Khương Phàm bị di chuyển thực sự quá xa. Trọn vẹn hơn 800 dặm. Cho dù hoang dã vô biên, ánh mắt rộng lớn, cũng không nhìn thấy được tình cảnh ở ngoài 800 dặm. Bách Lý Mạc Yêu nhấc lên cuồng phong, tiếp tục bay vụt lên cao, 3.000 mét, 5.000 mét, 8.000 mét, 10.000 mét, Bách Lý Mạc Yêu vào tới độ cao 2 vạn mét, lo lắng nhìn ra xa. Bên ngoài 800 dặm, Lư Kính Thiên cưỡng ép vén lui liệt diễm, tức giận tìm kiếm Khương Phàm. Người đâu, tiểu xúc sinh kia đâu? Lư Kính Thiên đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng tất cả lại đều là cường quang ngũ sắc, để lại liệt diễm. Hoàng huynh ta đâu? Tiêu Lạc Lê vừa kinh vừa sợ, rõ ràng là đã dùng phương thức bảo thủ nhất an toàn nhất phục kích, Khương Phàm càng là đi một mình, làm sao lại còn có thể xuất hiện ngoài ý muốn.
Dựa theo kế hoạch, chỉ cần ném Khương Phàm ra, sư huynh và mọi người sẽ có thể tùy tiện bắt lấy, cho dù có cường giả bình thường, cũng có thể dùng tập kích xử tử, sẽ không cho bọn hắn có bất cứ thời gian cùng cơ hội phản kích nào. Chuyện này là sao? Mặc dù nàng là một công chúa, nhưng giờ khắc này vẫn nhịn không được mà muốn nói tục. Tám vị thị vệ hoàng thất may mắn còn sống sót liên tiếp lao ra, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, nhìn tràng diện bạo động xung quanh, cũng đều hít một ngụm khí lạnh. Lùi lại cho ta. Lư Kính Thiên nhấc lên năng lượng quét sạch sơn lĩnh, xua tán đi tất cả ánh lửa. Chết hết. Tiêu Lạc Lê nhìn máu thịt đầy đất, da đầu đều là tê dại một hồi, hoàng huynh và mọi người đều chết hết. Hoàng thúc đâu? Người còn không có bắt được, hoàng huynh và hoàng thúc lại hao tổn tại nơi này. Khương Phàm. Tiêu Lạc Lê phát ra tiếng hét thê lương, không nghĩ tới năm tháng bình tĩnh, vậy mà đổi lấy thảm kịch như vậy. Hắn ở nơi đó. Lư Kính Thiên đột nhiên chỉ về hướng nam, một chút sáng màu vàng óng đang yếu ớt dần dần biến mất. Bắt hắn lại, không cần lo chết hay sống. Tiêu Lạc Lê điên cuồng thét lên. Công chúa, đi. Thị vệ hoàng thất Trường Thanh sở triệu ra Thương Thiên Tước khổng lồ. Thương Thiên Tước dương cánh hơn 100 mét, lôi chiều bạo động, cường quan chói mắt để đất trời xung quanh đều trở nên lờ mờ. Lư các chủ, nhanh nhanh nhanh, bắt lấy Khương Phàm cho ta. Bọn người Tiêu Lạc Lê nhanh chóng chạy đến thượng Thương Thiên Tước, lo lắng lại tức giận thúc giục. Lư Kính Thiên huy động hai tay, thiên địa nhanh chóng lờ mờ, không gian đều trở nên vặn vẹo. Phạm vi hắc ám nhanh chóng lan tràn, trải rộng ra hơn 10 dặm, số lượng lớn tinh thần giao thế lấp lóe, càng ngày càng nhiều. Ầm ầm, tinh thần bạo động, nhanh chóng bay lượn, ở trước người Lư Kính Thiên trải rộng ra một đầu con đường tinh hà lao nhanh, trực chỉ về phía Khương Phàm đang chạy trốn. Đi. Ầm ầm tiếng vang, tinh quang nở rộ, như con sông lớn lao nhanh. Lư Kính Thiên mang theo Thương Thiên Tước biến mất trong nháy mắt, bằng tốc độ kinh người lướt qua tinh hà, giữa mấy hơi ngắn ngủi đã xuất hiện ở hơn 50 dặm bên ngoài. Tốc độ kinh người để thị vệ hoàng thất lần đầu thể nghiệm đều âm thầm hít một hơi. Khương Phàm quay đầu nhìn quanh, sắc mặt đại biến, liều mạng bay xa như vậy, tùy tiện liền bị rút ngắn khoảng cách rồi. Khương Phàm, Tiêu Lạc Lê ta không đội trời chung với ngươi. Tiêu Lạc Lê nhìn Khương Phàm ở trước mặt, tức giận thét lên, cơ hồ muốn mất đi lý trí. Đây không phải tràng cảnh nàng mong muốn nhìn thấy. Không có bắt trực tiếp là sợ tình huống phức tạp tại Hoang Mã Nguyên, gây nên hỗn loạn, có thể để lại vết tích. Đây đã là cách làm cẩn thận nhất. Kết quả vậy mà lại hại chết nàng hoàng huynh cùng hoàng thúc. Khương Phàm, ngươi trốn không thoát. Lư Kính Thiên đưa tay ở giữa giơ lên ánh sao đầy trời, tinh quang xen lẫn, nhìn như thần bí, lại bộc phát ra tiếng vang lớn kinh thiên. Giống như vô số đại tinh va chạm trong thiên không, nổ lên năng lượng kịch liệt, rung động đất trời, liên miên bất tuyệt, lại ngưng tụ không tan. Một cự kiếm sáng chói dần dần thành hình, ánh sáng vô biên, che đậy ánh mặt trời, xung quanh khuấy động ra vết tích tinh hà huyền diệu, rung động lòng người. Đây là siêu cấp sát chiêu, có thể chém giết cường giả niết bàn, giờ phút này lại dùng cho Khương Phàm chỉ là linh hồn cảnh sơ kỳ. Lông tóc toàn thân Khương Phàm đều dựng đứng, nguy hiểm trong chớp mắt, thậm chí đã kinh động đến, sinh tử ngâm, trong tâm hải. Một loại ba động kỳ diệu trùng kích linh hồn, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hắn, liền có thể biến mất tại chỗ, rơi xuống u minh địa ngục. Khương Phàm đè xuống sự rung động kia, đứng giữa không trung. Đan Hoàng ở trong đầu Khương Phàm đều khẩn trương chú ý, thay hắn lau vệt mồ hôi. Người Huyền Nguyệt Hoàng triều vậy mà lại tới gần Ly Hỏa Thánh địa phục kích. Lớn mật càng thông minh. Vậy mà lại dùng tinh thần di chuyển, vượt qua không gian, mai phục tập sát. Khôn khéo càng cẩn thận. Nếu như không phải có Cấm Nguyên Châu, hôm nay Khương Phàm đã khó thoát bị bắt vận mệnh. Nhưng, vẫn bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Coi như lại dùng Cấm Nguyên Châu, cũng chỉ là mấy giây mà thôi. Bách Lý Mạc Yêu có thể chạy tới nơi này sao? Thương Thiên Tước bổ nhào tới, lôi chiều bạo động, khí tức hủy diệt kinh hồn nhiếp phách. Nó dương cánh hơn 100 mét, phát ngang phía trên Khương Phàm, hung uy tràn ngập đất trời bao phủ Khương Phàm, bên trong ánh mắt sắc bén khuấy động năng lượng chân thực, tùy thời có thể đánh giết Khương Phàm. Lư Kính Thiên đưa một tay chỉ trời, nhẹ nhõm khống chế cự kiếm tinh thần khổng lồ, ánh mắt thâm thúy nhìn Khương Phàm, ngươi vừa mới làm cái gì? Khương Phàm tỉnh táo rằng co lấy. Phản kích, chạy trốn, chẳng lẽ còn có tâm tư ở lại bồi Tiêu Lạc Sư nói chuyện phiếm? Người thả ra là hỏa diễm gì?
Lư Kính Thiên rất khó tiếp nhận hết thảy những phát sinh đột nhiên này. Vũ khí mạnh hơn đều cần đầy đủ năng lượng thôi động, một kích Khương Phàm vừa mới dùng kia, vậy mà có thể nổ chết tộc lão hoàng thất, còn uy hiếp đến hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bí mật của ta làm sao có thể nói cho ngươi, muốn Tiêu Lạc Sư sao? Khương Phàm nhìn qua Thương Thiên Tước khổng lồ giữa không trung. Hoàng huynh ta còn sống. Tiêu Lạc Lê lập tức từ trên Thương Thiên Tước nhảy xuống, tuy nhiên không có tới gần Khương Phàm, mà là đứng ở bên cạnh Lư Kính Thiên. Nàng tuổi nhỏ cao ngạo lại lạnh lùng, khôn khéo càng có lòng dạ, được hoàng thất coi trọng, nhưng từ khi bắt đầu gặp được tên Khương Phàm này, liên tiếp bị tính kế bị tổn thương, chật vật không có chút nào bộ dáng công chúa. Có phải hắn hay không còn sống, quyết định bởi thái độ của ngươi. Khương Phàm lưu ý đến ngọc thạch trên cổ áo Tiêu Lạc Lê, đột nhiên đã hiểu, hẳn là lại là Chu Tước pháp chỉ. Tiêu Lạc Lê chính là dùng nó cảm ứng được sự tồn tại của mình. Nữ tử này thật đáng sợ. Vậy mà có thể vượt qua hơn 200.000 dặm sơn hà, từ Tây Bộ đi đến Nam Bộ bắt hắn. Còn có thể chịu được tính tình, một mực chờ đến bây giờ. Tiêu Lạc Lê thoáng thở phào, lập tức quát tháo Khương Phàm. Ngươi không có tư cách cùng chúng ta đàm phán, thả hắn, ta còn có thể để cho ngươi toàn thây, nếu không bây giờ sẽ ngươi biến thành côn người. Côn người, ha ha, từ trong miệng ngươi nghe được cái từ côn này, làm sao lại có chút quái dị như thế chứ? Khương Phàm cố ý lộ ra một nụ cười tà ác. Tiêu Lạc Lê chợt nghe chút còn không có kịp phản ứng, sửng sốt một hồi, mới đột nhiên bừng tỉnh. Khương Phàm, ngươi là tên xúc sinh, rơi xuống trong tay ta còn dám phách lối. Khương Phàm tà ác cười lạnh. Xem ra lúc ấy thật phát sinh một chút gì rồi. Trong đầu Tiêu Lạc Lê lại hiện ra ác mộng không chịu nổi lúc ấy, tức giận thét lên ra lệnh, tháo hai cái cánh của hắn cho ta. Trên người của ta nếu như thiếu chút đồ gì, ca ca Tiêu Lạc Sư của ngươi cũng sẽ. Khương Phàm lời còn chưa dứt, hai đạo lôi quang đột nhiên từ trên cao chợt hiện, hung hăng đánh vào bên trên hai hỏa dực của Khương Phàm. Ầm ầm, bát hoang chiến trụ kích phát, cưỡng ép chống cự lôi quang. Nhưng, mặc dù chiến trụ rất mạnh, va chạm kinh khủng lại sinh ra chấn động lón hon, trong nháy mắt đã làm cho huyết nhục xương cốt hai cánh bị đánh đến vỡ nát. A à, Khương Phàm kêu đầy thảm thiết, chật vật rơi xuống hoang dã. Hắn ánh mắt chợt hiện hung ác, Tiêu Lạc Sư đang ở trong thanh đồng tiểu tháp, hai cánh tay sống sờ sờ của hắn bị tháo xuống, ném ra ngoài. Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê lập tức nhận ra đó là cánh tay của Tiêu Lạc Sư, ống tay áo cùng nhẫn không gian trên tay chính là bằng chứng. Ngươi nghĩ hắn sẽ chết ở trước mặt ngươi sao? Khương Phàm đau đớn hóa thân thành hình người, hai tay vô lực rũ cụp xuống, huyết nhục xương cốt xen lẫn trong cùng một chỗ, nếu như không phải có bát hoang chiến trụ dính liên tiếp. Thì hắn đã biến thành huyết thủy trôi trên mặt đất. Tiêu Lạc Lê cảnh cáo nói. Khương Phàm, thu hồi uy hiếp của ngươi. Ngươi không dám giết hắn, nếu không trong tay ngươi liền không có thẻ đánh bạc. Chúng ta không sợ ngươi tổn thương hoàng tử, thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần còn sống, trở lại hoàng thành cũng có thể làm cho hắn sinh long hoạt hổ. Khương Phàm cố nén đau đớn, gian nan khép hai tay lại. Nếu như ta thật rơi xuống trên tay các ngươi, hẳn khẳng định phải chết không nghi ngờ. Cho nên, nếu ngươi dám bắt ta, ta dám giết hắn. Trong ngoài đều là chết, ta không để ý chết như thế nào. Tiêu Lạc Lê cười lạnh. Ta nói, ngươi không có tư cách cùng chúng ta có kè mặc cả. Ta ở Nam Bộ đợi ngươi lâu như vậy, đã mò được tình huống của ngươi vô cùng thấu triệt. Ngươi có phụ thân, tên Khương Hồng Võ. Ngươi có một muội muội, tên Khương Uyển Nhi. Ngươi có một nữ hài nhi có mối quan hệ khá tốt, tên Yến Khinh Vũ. Mặc dù bọn hắn đều tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng bây giờ thế cục tại Hoang Mã Nguyên vô cùng phức tạp, nếu như bọn hắn đi ra bên ngoài lịch luyện, có thể là ra ngoài làm chuyện gì, nếu gặp được bất trắc, không ai có thể nghĩ đến là Huyền Nguyệt Hoàng Triều chúng ta. Tin tưởng ta, chỉ cần ta nguyện ý, tinh túc cổ hoa có thể gắt gao tiếp cận bọn hắn. Dù là chằm chằm mấy tháng, chằm chằm mấy năm, chỉ chờ tới cơ hội, là có thể bắt được toàn bộ bọn hắn. Nghe nói Khương Uyển Nhi và Yến Khinh Vũ đều rất xinh đẹp, nếu như ta ném các nàng quân doanh Huyền Nguyệt, khi đó cho chúng ta dùng đồ ở trên người các nàng, ngươi đoán xem. Sau khi các nàng chết đến địa ngục, có thể hận ngươi hay không? Sắc mặt Khương Phàm âm trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Lê. Tiêu Lạc Lê cười lạnh nói. Ta rất thích ánh mắt này của ngươi, sợ sệt sao? Tức giận sao? Không muốn các nàng gặp bất trắc, liền thả Hoàng Huynh cho ta. Ngoan ngoãn cùng ta về Huyền Nguyệt Hoàng Triều.
Khương Phàm cắn răng nói. Ngươi tốt nhất đừng rơi xuống trong tay của ta. Ha ha, ngươi đời này không có cơ hội uy hiếp ta. Ta đếm tới ba, giao Hoàng huynh ra cho ta. Nếu không, chờ ngươi chết rồi, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy linh hồn của Khương Uyển Nhi cùng Yến Khinh Vũ trong địa ngục. Tin tưởng ta, hình dạng của các nàng cam đoan so với ngươi tưởng tượng còn muốn thảm hơn gấp trăm lần. Các nàng coi như luân hồi, cũng sẽ mang theo dơ bẩn cùng khuất nhục, mang theo thù hận đối với ngươi. Kiếp sau coi như ngươi cùng với các nàng gặp nhau, cũng là kẻ thù. Tiêu Lạc Lê nói xong đột nhiên giơ tay, Thương Thiên Tước ở không trung chợt hiện ý lạnh nơi đáy mắt, hai đạo lôi quang hủy diệt nổ bắn ra ra, đánh vào trên lưng Khương Phàm. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm run rẩy, lôi chiều lần nữa bị Bát Hoang chiến trụ chống đỡ, nhưng va chạm kinh khủng trong nháy mắt đã chấn vỡ huyết nhục hài cốt, ngay cả nội tạng đều vỡ vụn hơn phân nửa. Tiếng đau đớn kêu thảm thê lương, vang vọng trong hoang dã. Khôi giáp của ngươi hòa làm một cùng thân thể rồi. Vô hồi thánh địa thật đúng là chiếu cố ngươi. Lư Kính Thiên kinh ngạc, Thương Thiên Tước là yêu thú cường đại linh hồn cảnh thất trọng thiên, lôi chiều càng là đặc thù, vậy mà lại không có đánh nát Khương Phàm. Khương Phàm đau đớn nằm dạp trên mặt đất, thắt lưng vỡ vụn, phía dưới cổ tạm thời mất đi chi giác. Tiêu Lạc Lê ở trên cao nhìn xuống, thưởng thức dáng vẻ hắn đau đớn. Ngươi không phải rất phách lối sao, cũng có thời điểm kêu đau. Khương Phàm miệng đầy máu tươi, dữ tợn nhìn qua Tiêu Lạc Lê, thời điểm các ngươi náo nhiệt lúc ấy, không phải cũng kêu đau qua sao? Ngươi muốn chết? Tiêu Lạc Lê lên cơn giận dữ, không hề còn vẻ cao ngạo tôn quý như bình thường. Mỗi câu nói, mỗi cái động tác của tên hỗn đản này đều đang khiêu chiến ranh giới tiếp nhận cuối cùng của nàng. Có bản lĩnh thì ngươi trực tiếp giết ta, ta cam đoan sẽ lôi kéo Hoàng huynh ngươi làm đệm lưng. Kiếp sau, Hoàng huynh ngươi cũng sẽ cùng ngươi. Thế bất lưỡng lập, Tiêu Lạc Lê tức giận thở hổn hển, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Nhưng, sau một lát, nàng đột nhiên nhịn được, vung tay ném cho Khương Phàm một cái bình ngọc, trước tiên thương dưỡng tốt. Khương Phàm nhíu mày nhìn nàng, Tiêu Lạc Lê ra lệnh. Ăn, chữa khỏi vết thương, chúng ta lại đấu một lần nữa. Dám không, ha ha, ta bồi tiếp. Khương Phàm đã hiểu nàng ý tứ, hắn ngậm lấy đan dược ăn vào. Đan dược vừa vào miệng lập tức luyện hóa, mênh mông huyết khí trùng kích toàn thân, nhanh chóng chữa trị huyết nhục cùng hài cốt, còn kích thích linh hồn đều trở nên hưng phấn. Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác thân thể trở nên vô cùng mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được tình huống huyết nhục hài cốt khép lại hơn. Toàn tâm đau đớn kích thích linh hồn, để đầy đầu hắn đều là mồ hôi lạnh. Ngươi đã kháng đánh như thế, vậy thì chịu nhiều thêm mấy lần nữa. Ta đếm một số lượng, đánh hắn một đòn cho ta. Tiêu Lạc Lê giơ tay lên. Một. Ầm ầm, lôi chiều bạo động, từ trên trời giáng xuống, hung hăng nổ trên người Khương Phàm. Khương Phàm vừa mới khôi phục hơn phân nửa thân thể lại bị trọng thương, toàn thân run rẩy, huyết nhục rách dưới, hài cốt vỡ vụn, mặc dù vẫn bị dính liên tiếp không có vỡ hoàn toàn, nhưng cảm giác đau đớn càng thêm mãnh liệt. Ngươi là tiện nhân, nếu thật sự rơi xuống trong tay của ta, mỗi ngày ta sẽ đổ thuốc cho ngươi. Lão tử sẽ tự mình hầu hạ ngươi. Khương Phàm than nhẹ, thanh âm khàn giọng lại run rẩy. Tiêu Lạc Lê tàn nhẫn thưởng thức nỗi đau đớn của hắn, chỉ sau chốc lát, lại ném cho Khương Phàm một viên đan dược. Lại ăn một viên. Khương Phàm hung ác nhìn nàng, cắn một cái vào, tiếp tục luyện hóa. Tiêu Lạc Lê cười lạnh. Ha ha, chó ngoan. Không đến một khắc đồng hồ, Khương Phàm đã khôi phục hơn phân nửa. Tiêu Lạc Lê lần nữa hô to. Tránh khỏi tim và đầu của hắn, tiếp tục oanh cho ta. Ầm ầm, lôi đình rơi xuống, liên miên bất tuyệt, tiếp tục oanh kích thân thể Khương Phàm, toàn thân hắn đều trở nên rách dưới, máu me đầm đìa. Thị vệ hoàng thất ở trên cao nhìn xuống nhìn, mặc dù rất hả hận, nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, công chúa tôn quý giống như tiên tử trong suy nghĩ, vậy mà cũng có thời điểm tàn nhẫn như vậy. Gương mặt, bộ dáng dữ tợn, để bọn hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tiếp tục ăn. Tiêu Lạc Lê lại ném cho Khương Phàm một viên đan dược. Khương Phàm cắn, luyện hóa, rõ ràng cảm nhận được đau đớn toàn thân. Tiêu Lạc Lê đã không hề còn dáng vẻ của một công chúa. Còn một lần cuối cùng, nếu như không giao người, người phải chết, thân nhân bằng hữu của ngươi cũng phải chết, còn có tiểu tình nhân Dạ An Nhiên của ngươi. Đừng tưởng rằng tiến vào thánh địa thì không có người nào có thể đụng bọn hắn, chúng ta là chí tôn hoàng triều, là hoàng tộc chân chính. Khương Phàm đau đớn than nhẹ, kích thích đại diệu thiên kinh,
phối hợp đan dược điều tiết thương thế. Cho đến khi Tiêu Lạc Lê lần nữa đưa tay, Khương Phàm chợt mở miệng, ta thả, nói rõ ràng, ta thả, lớn tiếng chút, ta thả Tiêu Lạc Sư, coi như ngươi thức thời, lại oanh cho ta, mẹ kiếp, ngươi, tiện. Khương Phàm vừa muốn chống người lên, lôi chiều đầy trời lại lần nữa rơi xuống, oanh kích hai chân hai tay, oanh kích cả bả vai và sau lưng. Khụ khụ. Khương Phàm kịch liệt ho khan, huyết thủy hòa với thịt nát phun ra ngoài. Nhanh thả người. Tiêu Lạc Lê thúc giục. Người phế đi tay của ta còn ném ra cho ngươi thế nào? Đừng kéo dài thời gian, ý thức của ngươi có liên hệ, cùng vũ khí không gian chỉ cần ngươi còn có thể điều động năng lượng, còn có ý thức, liền có thể tùy tiện thả đồ bên trong ra. Ngươi không sợ ta thả loại vũ khí trước đó ra. Bảo ngươi thả thì ngươi thả, còn dám ra vẻ, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Lư Kính Thiên vững vàng nắm tinh thần đao khổng lồ trong tay, đường đường là các chủ niết bàn cảnh, vậy mà lại phải cảnh giác một hài tử linh hồn cảnh, nhìn có chút khoa trương, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không hề thư giãn, chính là đang cảnh giác loại năng lượng cường đại trước đó kia. Chỉ cần Khương Phàm dám phóng thích, là hắn có thể tùy tiện chặn đường. Tiêu Lạc Lê quát tháo. Thả người, ngay lập tức. Khương Phàm kịch liệt ho khan, ý thức câu thông thanh đồng tiểu tháp, ném Tiêu Lạc Sư đang kêu thê lương thảm thiết ra ngoài. Tiêu Lạc Sư bị chém hai tay, máu tươi chảy ngang, đi ra đã đè lên người Khương Phàm. Khương Phàm, tên hồn đản ngươi, sắp chết đến nơi còn dám phản kháng. Tiêu Lạc Sư dữ tợn, đột nhiên nhìn thấy Khương Phàm, lập tức ngưng tụ liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Hoàng huynh. Tiêu Lạc Lê tranh thủ thời gian khống chế hắn, kéo từ bên cạnh Khương Phàm tới, nhét đan dược vào trong miệng hắn. Điện hạ, làm sao ngài bị hắn bắt được, ta không có ý gì khác, chỉ là hiếu kỳ. Lư Kính Thiên thật sự là không cách nào tưởng tượng được tình huống cụ thể ngay lúc đó. Khi Khương Phàm bị cuốn đi, một giây sau, bọn hắn theo sát về tới tinh nguyệt cổ luân bàn, Khương Phàm ở đâu ra thời gian bắt Tiêu Lạc Sư. Mà Tiêu Lạc Sư cũng không có buông xuống tu luyện. Đã tiến vào linh hồn cảnh, làm sao có thể ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị Khương Phàm bắt sống. Ta không biết, lúc ấy, Tiêu Lạc Sư luyện hóa đan dược, nhíu mày hồi tưởng tình huống lúc đó. Lúc ấy Khương Phàm rõ ràng bị bọn thị vệ vây quanh, thế nhưng, đột nhiên, cảm giác rất cổ quái, thật giống như, dù sao một giây sau hắn đã mang theo ta bay mất. Hắn có thể giam cầm không gian. Bọn thị vệ trên thương thiên tước lập tức cảnh giác. Không giống như giam cầm không gian, nếu như là không gian, ta hẳn là có thể biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc ấy. Dù sao cảm giác rất kỳ quái, Tiêu Lạc Sư dùng sức lắc đầu, nhìn hằm hằm Khương Phàm. Trước tiên đừng quản nhiều như vậy, mang hắn ra khỏi Hoang Mãng Nguyên. Bắt lấy hắn, Tiêu Lạc Lê phất tay ra lệnh. Hai vị thị vệ hoàng thất từ trên thương thiên tước nhảy xuống, nhưng nhìn Khương Phàm gần ngay trước mắt, cùng đôi mắt sung huyết của hắn. Trong lòng bỗng nhiên có chút bỡ ngỡ. Bọn hắn rõ ràng đã rất cẩn thận, kết quả vẫn chết thảm 30 huynh đệ. Tất cả đều là cao giai linh hồn cảnh, đều là cường giả thân trăm trận chiến, kinh nghiệm đều rất phong phú, có kinh nghiệm, càng có linh văn cường đại, kết quả nói chết thì chết, thậm chí đến chết đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Khương Phàm giống như bùn nhão gục ở chỗ này, nửa gương mặt chôn ở trên mặt đất, mệt mỏi thở dốc. Ta là thật không nghĩ tới. Bọn hắn dùng mệnh đổi lấy hạt châu cho ta, lại phải lãng phí hai viên trên người các ngươi. Ngươi đang nói thầm cái gì đó, cái gì hạt châu? Thị vệ hoàng thất bất chợt run lên trong lòng, đều thất thần làm gì, bắt lấy hắn. Tiêu Lạc Lê thét lên ra lệnh, hắn nói có cái gì? Hai vị thị vệ hoàng thất quay đầu đang muốn giải thích, con ngươi đột nhiên ngưng tụ, nhíu mày nhìn chằm chằm phương xa. Lư Kính Thiên cũng có chỗ phát giác, quay đầu trông qua. Tại cuối tầm mắt, một mảnh hào quang màu vàng đang nhanh chóng rõ ràng. Đó là cái gì? Tiêu Lạc Lê lập tức cảnh giác, bắt lấy Khương Phàm, rời khỏi nơi này. Lư Kính Thiên lập tức thét lên ra lệnh, mặc dù phiến kim quang kia chưa chắc là hướng tới bọn hắn nơi này, nhưng vẫn phải nhanh rời khỏi một chút, để tránh bị phát hiện thân phận. Hai vị thị vệ cắn răng một cái, bắt lấy Khương Phàm, phóng tới Thương Thiên Tước. Nhưng, ngay một khắc này, trong miệng Khương Phàm đột nhiên bộc phát ra một cơn sóng năng lượng chấn động kỳ dị, trong chớp mắt đã quét sạch phạm vi mấy vạn mét. Thời gian cưỡng ép ngưng kết. Đây là thời điểm trước đó thả Tiêu Lạc Sư ra, thuận thế triệu ra tới.
cố ý đặt Tiêu Lạc Sư ở trên người hắn, cũng là vì muốn che giấu Cấm Nguyên Châu. Nhưng, trái tim Khương Phàm đều đang chảy máu. Hai viên Cấm Nguyên Châu. Hai viên bảo bối cứu mạng, cứ như vậy uổng phí hết ở chỗ này. Toàn thân Khương Phàm đều rách dưới, khó mà hành động, nhưng vẫn bằng vào chí tôn thánh văn, cưỡng ép ngưng tụ lại hỏa dực, mang theo hắn cuồng xông về phía trước. Lao thẳng tới Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng, ầm ầm, tiếng oanh minh quái dị quanh quẩn giữa đất trời bị giam cầm, Lư Kính Thiên vậy mà động. Lư Kính Thiên lắc lư con mắt, toàn thân nở rộ ánh sao đang vặn vẹo, cự kiếm tinh thần chỉ xéo thương thiên lắc lư kịch liệt. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, uy lực tinh thần có thể ảnh hưởng đến thời gian. Khương Phàm nhanh chóng vọt mạnh, nhấc lên xiềng xích màu đen trong thanh đồng tiểu tháp, dùng tốc độ cao nhất quăng về phía Tiêu Lạc Sư cùng Tiêu Lạc Lê. Nhưng, con mắt Lư Kính Thiên đã chuyển đến nơi này, nhìn về phía Khương Phàm, ánh sao toàn thân hắn đang gian nan mở rộng, từng tinh thần nhỏ xíu phảng phất tinh cầu chân chính ù ù chuyển động. Khi xiềng xích quấn quanh đi qua, tinh quang nở rộ vừa vặn bao phủ Tiêu Lạc Lê gần ở bên cạnh Lư Kính Thiên. Thời gian cấp bách, Khương Phàm thực sự không có thời gian mạo hiểm, chỉ có thể khống chế xiềng xích quấn quanh Tiêu Lạc Sư, điên cuồng lao vùn vụt về phía trước. Lần này thời gian kéo hơi dài chút, đạt đến 8 giây. Khương Phàm may mắn càng uất ức, 8 giây Cấm Nguyên Châu, tuyệt đối xem như đỉnh cấp, rất có thể trong 3 viên nó chính là thời gian dài nhất. Vậy mà lại lãng phí ở trên thân đám hỗn đản này. Ông, lực lượng thời gian nháy mắt băng tán, thiên địa khôi phục tuần hoàn bình thường. Trước 1 giây, hai vị kia thị vệ hoàng thất còn đang nắm lấy, Khương Phàm, lên không. 1 giây sau, Khương Phàm đã xuất hiện ở bên ngoài vạn mét. Trước 1 giây, Tiêu Lạc Sư đang muốn bay lên không, vọt tới trên thân Thương Thiên Tước. 1 giây sau, xung quanh hắn là một vùng tăm tối tĩnh mịch, lần nữa xuất hiện trong lồng giam của thanh đồng tiểu tháp. Ầm ầm. Sau khi thời gian khôi phục, tinh thần toàn thân Lư Kính Thiên kịch liệt tăng vọt ánh sáng, không có bất kỳ hạn chế gì, quét sạch mấy ngàn thước, bao phủ Tiêu Lạc Lê, cũng bao phủ lấy Thương Thiên Tước. Khương Phàm đâu? Đây là tốc độ gì? Lư Kính Thiên nhìn thấy Khương Phàm đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó vạn mét, sắc mặt trở nên cực kỳ quái dị. Khương Phàm lại chạy, vẫn dùng một tốc độ khó có thể tưởng tượng nổi xẹt qua trước mặt hắn, giống như ngay cả ánh mắt đều theo không kịp vết tích. Khương Phàm chạy. Tiêu Lạc Lê có chút hoảng hốt, đã xảy ra cái gì? Rõ ràng đã bị đưa đến Thương Thiên Tước, tại sao lại biến mất? Vượt qua không gian sao? Tại sao không có bất kỳ dấu hiệu nào? Hoàng huynh, Tiêu Lạc Lê vừa hoàn hồn, sắc mặt đã đại biến, lập tức nhìn về phía Khương Phàm nơi xa. Lại bị bắt đi rồi. Nói đùa cái gì vậy? Khương Phàm, lăn trở lại cho ta. Lư Kính Thiên đột nhiên phất tay, cự kiếm tinh thần hoành không, giống như là tinh hà cuồn cuộn, vượt qua trời cao, đánh tới phía Khương Phàm ở xa xa. Thoáng chốc, thiên địa lờ mờ, tinh quang che trời. Cự kiếm tăng vọt uy thế. Ánh sao bên trong giống như tinh thần thật sự ù ù bạo kích, thanh thế cực kỳ khủng bố. Khương Phàm quả quyết triệu ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, linh lực cuồn cuộn, nhấc lên kim viêm cuồng dã đánh thẳng vào, vòng xoáy kim mân, ở chính giữa đỉnh lô. Đỉnh lô lay động, kim quang cuồn cuộn, trong chớp mắt đã tăng vọt đến hơn 50 mét. Khí tức cuồn cuộn, hoàng uy kinh khủng tràn ngập giống như một ngọn núi lửa vắt ngang bầu trời. Ngay cả đan hoàng đều phát lực thay Khương Phàm tại thời khắc này. Kích thích Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Khương Phàm quả quyết xoay người đi đến, gương mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét. Bát Hoang Chiến Trụ, bảo hộ ta, bảo vệ tốt, Chu Tước Linh Vũ, bảo vệ linh hồn của ta. Toàn thân Khương Phàm căng cứng, thanh âm khàn giọng, liều mạng thôi động linh văn, linh nguyên, linh hồn, khí hải trong bản thân, cùng cây linh vũ thứ hai đang yên lặng. Thời khắc sinh tử, không quan tâm, có thể kích phát cái gì thì chính là cái đó. Ầm ầm. Linh vũ trong thức hải tỏa ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu ý thức, khuấy động thần hồn. Một đạo hồn uy không có gì sánh kịp nháy mắt bộc phát, giống như linh hồn khổng tước chân chính, bọc hồn phách Khương Phàm lại, phát ra linh lực, huyết khí toàn thân cũng vì đó sao động. Nhận hồn uy khổng tước kích thích, hồn niệm Bát Hoang Chiến Trụ kiếp trước vậy mà cũng cưỡng ép thức tỉnh. Ầm ầm, tử khí cuồn cuộn, khuấy động đỉnh lô, nhấc lên tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Bát Hoang Chiến Trụ giao hòa hài cốt, lan tràn huyết nhục, Khương Phàm trong trong ngoài ngoài đều, bổ sung, cả người đều giống như chiến binh sắt thép đổ bê tông mà thành. Đó là khí tức gì?
Lư Kính Thiên ở phía xa bất chợt có phản ứng, ánh mắt lắc lư kịch liệt. Đỉnh lộ oanh minh, to như thiết sơn, bên trong liệt diễm cuồn cuộn, hư ảnh một con khổng tước dương cánh gáy to, càng có một hư ảnh rung động thiên địa. Cho dù cách mấy chục dặm, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức rung động kia đập vào mặt, để linh hồn của hắn cũng hơi run rẩy. Lư Kính Thiên thể hiện hung ác. Công chúa, người đã đánh giá thấp Khương Phàm, thật có lỗi, ta muốn giết hắn, bằng không hắn sẽ bỏ chạy. Chờ một chút, hoàng huynh ta. Tiêu Lạc Lê đang muốn ngăn cản, cự kiếm tinh huy tăng vào tốc độ, rắn chắc đánh vào phía trên đỉnh lô. Trong chớp mắt, tất cả tinh thần bên trong cự kiếm đều giống như va chạm toàn thể mà nổ tung, tầng tầng lớp lớp uy thế, rung động càn khôn, hoắc loạn thương khung. Cửu Hoàng Luyện Thiên đỉnh lay động mãnh liệt, giống như thiên sơn nguy nga bị hủy diệt va chạm, nổ lên năng lượng kinh khủng, khuấy động hơn 10 dặm trời cao. A! À, Khương Phàm ở trong đỉnh lô kêu gào thảm thiết, toàn thân run rẩy, hài cốt da thịt kịch liệt lay động, ý thức thoáng dập tắt, lâm vào bóng tối vô tận. Đỉnh lô không có bị đánh nát, nhưng trùng kích kinh khủng đã hung hăng đánh bay nó ra ngoài, xẹt qua mấy vạn mét không trung, đánh tới hoang dã xa xa. Ngay sau đó, Lư Kính Thiên ở phía xa phất tay, tinh thần tán loạn cường thế ngưng tụ, hóa thành đại mạc hoa mỹ, bao phủ phía đỉnh lô, muốn mạnh mẽ di chuyển, lại về tinh nguyệt cổ luân bàn. Nhưng, từng tiếng gáy to xé rách không gian. Sóng âm bén nhọn như những con sóng lớn, lại như thiên quân vạn mã, mang theo năng lượng hủy diệt kinh khủng, phảng phất có thể hủy diệt sơn nhạc, hủy diệt cánh rừng, hủy diệt linh hồn. Bằng tốc độ kinh người vượt qua trời cao, che mất ánh sao đầy trời. Ầm ầm, bầu trời đại bạo động, âm thanh chấn động phạm vi hơn 10 dặm. Tất cả ánh sao đều nổ nát vụn, đinh tai nhức óc, mỗi một ngôi sao đều giống như tinh cầu hủy diệt, năng lượng cuồn cuộn. Sóng âm ù ù, thiên địa rối loạn, tràng diện cực kỳ khủng bố, giống như vùng thiên địa này đang bị hủy diệt. Xảy ra chuyện gì? Phần ánh sáng kia vốn chạy tới chỗ bọn hắn sao? Sắc mặt Lư Kính Thiên lại biến đổi, quả quyết chặn lại được trước mặt bọn người Tiêu Lạc Lê, vén lui năng lượng cuồn cuộn, ngạnh kháng dư ba đập vào mặt. A a a a. Bách Lý Mạc Yêu tức giận không kiềm chế được, chín đầu gào thét, 18 loại kim quang chiếm cứ tại đáy mắt, trong chớp mắt đã bắn nổ ra, không nhìn đến khoảng cách không gian, xuyên thủng hơn 10 dặm, thẳng đến Lư Kính Thiên. Lư Kính Thiên nhấc đầu ngón tay, một mảnh tinh không phức tạp trải rộng ra, huyền diệu khó lường, gạt ra đường vân kỳ dị. Ầm ầm. Quang trụ cùng tinh không giao hòa, lại bị cưỡng ép thay đổi quỹ tích. Nhưng, chùm sáng quá mạnh quá nhanh, vẫn có 7 đạo đánh vào trên thân Lư Kính Thiên. Áo bào của Lư Kính Thiên bay phần phật cuồn cuộn, nhấc lên ánh sáng tinh quang, cưỡng ép chống cự. Ầm ầm. Từng tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, năng lượng khuấy động đều cưỡng ép hất bay bọn người Tiêu Lạc Lê. Lư Kính Thiên đổ máu, kêu thảm bay rớt ra ngoài. Các ngươi gây nhầm người. Bách Lý Mạc Yêu lên cơn giận dữ, nhanh chóng lao vùn vụt, trong chớp mắt, kim quang toàn thân tăng vọt, xé rách thân thể, hóa thành 9 kim điêu giống nhau như đúc, nhanh chóng lao vùn vụt, toàn diện vây bắt, cuồng dã lao đến toàn bộ bọn hắn. A! À, bọn người Tiêu Lạc Lê kinh hồn kêu to, đây là cường giả ở đâu ra? Ngay cả Thương Thiên Tước đều phát ra tiếng gáy to sắc nhọn, cảm nhận được uy hiếp thấu xương. Đấu chuyển tinh di, rút lui. Lư Kính Thiên chấn kinh, dẫn dắt máu tươi hung hăng đánh vào trên mặt đất, đồng thời ý thức cộng minh cùng tinh nguyệt cổ luân bàn ở xa xa. Ầm ầm. Một mảnh không gian tinh mang màu máu từ nở rộ trong, phóng lên tận trời, quét sạch toàn bộ Tiêu Lạc Lê. Sau một khắc, ánh sáng tăng vọt, bỗng nhiên thu liếm, cưỡng ép dẫn dắt bọn hắn xuất hiện ở tinh mang đại trận. Bách Lý Mạc Yêu một lần nữa giao hòa thành một thể, rõ nhìn ra xa, 9 cái đầu chiếu cố từng phương vị, rất nhanh đã khóa chặt mảnh tinh mang hơn 50 dặm bên ngoài kia, 2 cánh khổng lồ mãnh liệt chấn kích, nhấc lên cương phong màu vàng, nhanh chóng vồ giết tới. Đó là yêu thú gì? Cửu đầu kim điêu, cường giả vô hồi thánh địa sao? Hắn từ đâu xuất hiện? Thị vệ hoàng thất kinh hồn khó định, đi! Lư Kính Thiên cưỡng ép lấy đi tinh nguyệt cổ luân bàn, hai tay nhanh chóng tung bay, hướng về phía trước nhấc lên tinh không, cường thế ngưng tụ ra một con đường tinh hà. Không được, Khương Phàm còn chưa có chết, hoàng huynh ta còn trong tay Khương Phàm. Tiêu Lạc Lê tức giận hô to. Hắn chết, hắn khẳng định chết rồi. Lư Kính Thiên cuốn toàn bộ bọn hắn đi, đạp vào tinh hà. Ầm ầm, con đường tinh hà nhanh chóng lan tràn, chở bọn hắn nhanh chóng xông ngang hơn 50 dặm, cưỡng ép kéo dài khoảng cách.
Bách Lý Mạc Yêu dừng ở giữa không trung, nhíu mày nhìn ra xa. Tinh Hà Bí Thuật. Đám hỗn đản này rốt cuộc là ai? Bách Lý Mạc Yêu lo lắng cho Khương Phàm, chỉ có thể từ bỏ đuổi bắt. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh va chạm mặt đất, ném ra một cái hố to hơn ngàn mét. Bụi mù tràn ngập, ánh lửa khó nói hết. Khương Phàm nằm ở bên trong, thân thể coi như hoàn chỉnh, linh hồn có thể bảo toàn. Nhưng, hắn cuối cùng chỉ là linh hồn cảnh sơ kỳ, đối mặt với một kích toàn lực của Niết Bàn Cường Hãn, dưới sự bảo vệ của Linh Vũ cùng áo giáp sống tiếp được đã là kỳ tích, khí hải lại bởi vì liên lụy mà bị thương nặng. Trong khí hải, năng lượng đang tiêu tán, chu tước linh nguyên dần dần uể oải, ngay cả linh văn trên trán cũng bắt đầu ảm đạm. Sau khi Bách Lý Mạc Yêu nhìn thấy Khương Phàm, giãn ra hơi thở, suýt chút nữa ngồi liệt trên mặt đất. Vậy mà còn sống. Chống đỡ một kích của Niết Bàn cảnh. Linh văn thế nào, ngọa tào, kinh mạch nát sao? Không không không, Bách Lý Mạc Yêu kêu lên đầy sợ hãi, sau khi tra xét rõ ràng, luồn nhấc đỉnh lô lên liền chạy thẳng đến Ly Hỏa Thánh Địa. Tình huống Khương Phàm cần đan dược đặc thù điều trị, ví dụ như tạo hóa đan. Trong lúc hắn phóng tới liền hóa thân kim điêu, cuồng dã lao vùn vụt. Hắn hận không thể quất mình hai cái tát. Lời thề son sắt cam đoan phải bảo vệ tốt Khương Phàm, vừa mới còn cảm giác mình làm không tệ, kết quả đảo mắt liền gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Bình thường tự xưng là cơ cảnh nhạy cảm, vậy mà té ngã tại nơi này. Hắn hẳn là không đuổi tới kịp. Lư Kính Thiên mang theo bọn người Tiêu Lạc Lê thoát khỏi hơn 200 dặm mới ngừng lại được, ngực bụng hơi động, máu tươi từ trong kẽ răng trào ra ngoài. Ngươi không phải đầu là đối thủ của Kim Điêu kia. Sắc mặt Tiêu Lạc Lê cực kỳ khó coi, trực tiếp chất vấn Lư Kính Thiên. Ta là tới phối hợp công chúa bắt người, không phải đến liều mạng. Lư Kính Thiên sầm mặt lại, mặc dù Tiêu Lạc Lê là công chúa, nhưng hắn lại là lãnh tụ đỉnh cấp tông môn của Huyền Nguyệt Hoàng Triều, địa vị tại Hoàng Triều rất cao. Ngay cả nhân hoàng Huyền Nguyệt đều phải giữ vững mấy phần tôn trọng. Người đâu, người bắt tới rồi sao? Ta bắt hắn được hai lần. Nhưng hắn lại chạy thoát khỏi ngươi hai lần. Ngươi là các chủ tinh túc các, ngươi là đường đường Niết Bàn cảnh, ngay cả một linh hồn cảnh đều nhìn không nổi. Ngươi còn có mặt mũi nói vây khốn hắn hai lần. Ngươi lớn tuổi, da mặt cũng dày rồi. Tiêu Lạc Lê càng nói càng kích động, cao giọng trách cứ. Thị vệ hoàng thất cũng đều cảm thấy uất ức. Bắt Khương Phàm hai lần, bị Khương Phàm chạy hai lần. Ngay cả hoàng tử điện hạ đều bị liên tục bắt đi hai lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn cũng không biết làm như thế nào để trở về bàn giao cùng hoàng thất. Chỉ sợ dũng khí mở miệng cũng đều không có. Nhưng, rốt cuộc tình huống là như thế nào? Bọn hắn rõ ràng đã làm rất tốt. Khương Phàm chạy quá quỷ dị. Trên tay Khương Phàm có vũ khí đặc biệt, không phải đơn giản như vượt qua không gian. Lư Kính Thiên không cùng Tiêu Lạc Lê cãi nhau. Hắn tự nhận mình không có làm sai, mà đã rất cẩn thận. Vấn đề không phải tại hắn, mà là tại Khương Phàm. Tiêu Lạc Lê ép buộc mình tỉnh táo lại, ngắm nhìn hướng Ly Hỏa Thánh. Khương Phàm chịu một kích của Lư Kính Thiên, khẳng định chết rồi. Trừ phi có kỳ tích. Nhưng, chẳng may thật có kỳ tích thì sao? Phía trước dù sao cũng là Ly Hỏa Thánh địa, có nhiều loại đan dược quý giá. Lư Kính Thiên cũng bình tĩnh lại. Khương Phàm đã chết, mặc kệ hắn có vũ khí phòng ngự gì, có linh bảo đặc thù gì, đều nhận không nổi một kích kia của ta. Tiêu Lạc Lê không yên lòng. Chờ thêm một thời gian. Chờ cái gì, nếu như Khương Phàm chết rồi, hắn sẽ không thể nào xuất hiện, chờ cũng là uổng công. Nếu quả thật có kỳ tích, Khương Phàm còn sống, như vậy thời điểm hắn xuất hiện, chính là thời điểm hắn bố cục phản kích, chúng ta đợi ở chỗ này chính là chờ chết. Lư các chủ, ta không nghĩ tới người chính là đảm lượng như thế này. Công chúa điện hạ, ta cũng không nghĩ tới thời điểm ngươi gặp được ngoài ý muốn vậy mà không tỉnh táo như thế. Công chúa, các chủ. Trưởng thị vệ vội vàng tới trước khuyên can. Chúng ta tỉ mỉ bố cục lâu như vậy, lại còn dùng phương pháp cẩn thận nhất, kết quả còn xảy ra ngoài ý muốn, xác thực rất sốt ruột. Nhưng không phải chúng ta bố trí bất lợi, mà là Khương Phàm có vấn đề lớn, tất cả mọi người nên tỉnh táo lại. Tiêu Lạc Lê trầm giọng nói, ta nhất định phải xác định Khương Phàm đã chết, như thế chết Hoàng Huynh cũng nhắm mắt, chúng ta về Hoàng Triều cũng có thể có cái để bàn giao. Nếu như Khương Phàm còn sống, Lư Kính Thiên nhìn Tiêu Lạc Lê, lại đụng chút ánh mắt của thị vệ Hoàng Thất ở phía sau. Thị vệ Hoàng Thất bọn họ khẽ nhíu mày, đã hiểu ý tứ của hắn. Lư Kính Thiên nói, công chúa, đắc tội,
Ngươi nói cái gì? Mang công chúa rời khỏi Hoang Mãng Nguyên. Công chúa, đắc tội. Bọn thị vệ cắn răng một cái, lập tức khống chế Tiêu Lạc Lê lại. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn tạo phản sao? Tiêu Lạc Lê kịch liệt giãy giụa. Lư Kính Thiên nói. Các ngươi trở về, ta ở lại lại. Hoàng tử chết rồi, ta không thể nào lại để cho ngài có chuyện ngoài ý muốn. Ta ở chỗ này chờ một tháng, nếu như Khương Phàm chết rồi, ta sẽ rời khỏi, nếu như Khương Phàm lại xuất hiện, ta sẽ thử một lần nữa. Ly Hỏa Thánh Địa. Hôm nay là ngày thứ 10 bọn người Yến Tranh tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Ly Hỏa Thánh Địa trong trong ngoài ngoài tràn ngập địch ý đối với bọn hắn, nhưng bốt cuộc bọn hắn cũng xem như đã, giết vào, nội bộ, từ, giặc cỏ, lắc mình biến hóa, thành trưởng lão chính thức trong Diêm La Điện, trưởng quản hình pháp nội bộ cùng săn giết ngoại bộ. Từ sáng sớm đến đêm tối, bọn hắn không có chuyện liền đi dạo bốn chỗ, tay trái cầm, hình luật đại điển, tay phải mang theo đao. Một bên học tập, một bên thực tiễn. Trong 10 ngày ngắn ngủi, bọn hắn, dựa theo quy củ, mà làm việc, giết 37 người, bắt 109 người, có trưởng lão cũng có đệ tử. Mặc dù Ly Hỏa Thánh chủ nghiêm khắc răn dạy, nhưng Khương Hồng Võ là điện chủ Diêm La Điện, trách nhiệm chính là chỉnh đốn Ly Hỏa Thánh địa, mà đều chiếu theo hình luật làm việc, không có lạm sát lạm bắt bất kỳ một người nào, cho nên Ly Hỏa Thánh chủ không làm gì được hắn. Ngọa tào, các ngươi muốn làm gì? Đây là gian phòng của ta, ai cho phép các ngươi vào đây? Địch Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện trong phòng có nhiều người, dọa đến giật mình. Giữa trưa, ngủ được cảm giác gì? Khương Hồng Võ ngồi bên giường trên chiếc ghế. Ta bế quan tu luyện 8 ngày, mệt mỏi, chết tiệt, vừa ngủ, ai bảo các ngươi tiến đến? Địch Anh là tam đệ tử của Đường Thiết Bình, lúc trước bởi vì bế quan bắn vọt cao giai linh hồn cảnh, không có đi theo đi Tây Bộ, kết quả bởi vì như thế này, mới giữ được tính mạng. Khương Hồng Võ ngồi xuống. Chớ khẩn trương, tìm ngươi hiểu rõ chút tình huống. Toàn thân Địch Anh đều căng thẳng, tùy thời chuẩn bị kích hoạt linh văn. Ta và các ngươi không có cái gì để nói cả, muốn hiểu rõ tình huống Diêm La Điện, tư liệu trong điển tịch đều có. Ta thuận tiện nhắc nhở các ngươi một câu, coi như ngươi là điện chủ Diêm La Điện, cũng không có quyền lợi trực tiếp phán quyết trưởng lão trong Diêm La Điện, ngươi cần được phó điện chủ đồng ý. Khương Hồng Võ tự mình nói ra. Diêm La Điện có hai sứ mệnh, chủ trì hình luật nội bộ cùng phụ trách săn giết ngoại bộ. Nếu tam điện chủ Diêm La Điện, hai tay đều muốn bắt. Mấy ngày nay, làm việc cơ bản triển khai hình luật, có hiệu quả tương đối ổn, tiếp đó chính là xử lý nguy cơ ngoại bộ. Địch Anh chau mày, trong lòng khẩn trương. Gia hỏa này khẳng định không có ý tốt gì. Chẳng lẽ muốn mượn nhờ hành động bên ngoài, bí mật xử tử những, lão nhân, bọn hắn này. Quá hèn hạ. Khương Hồng Võ nói, bây giờ uy hiếp lớn nhất của Ly Hỏa Thánh Địa, kỳ thật đến từ La Phù Sơn Mạch. Địch Anh cười lạnh, chẳng lẽ Khương Điện Chủ còn muốn khai chiến với La Phù? Ngươi là muốn mượn đao giết người. Lúc Điện Chủ nói chuyện, ngươi thành thành thật thật nghe cho ta. Côn Bác khiêng cự đao, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Khương Hồng Võ nói, chúng ta muốn ứng phó uy hiếp của La Phù, liền muốn hiểu rõ tình huống lúc đó. Ví dụ như, là ai tập kích tông môn La Phù? Giặc cỏ, một đám vô pháp vô thiên, giặc cỏ làm sằng làm bậy. Địch Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ, ám chỉ bọn người Yến Tranh phạm vào tội ác ngập trời tại Hoang Mãng Nguyên. Dám tập kích La Phù, mạo phạm vô hồi thánh địa, bọn giặc cỏ này khẳng định không phải giặc cỏ bình thường, ít nhất là giặc cỏ có danh tiếng. Không biết Địch Anh trưởng lão, hiểu bao nhiêu, ta đường đường là trưởng lão Diêm La Điện, làm sao lại có thể biết giặc cỏ. Diêm La Điện chấp trưởng săn giết ngoại bộ, ngươi làm trưởng lão, lại là đệ tử thân truyền của điện chủ tiền nhiệm, hẳn là đều có chỗ hiểu rõ với nhân vật đặc biệt bên ngoài. Đừng trừng mắt với ta như thế, chúng ta đều là vì cân nhắc an toàn cho Ly Hỏa Thánh Địa. Diêm La Điện có một danh sách màu đỏ, bị viết trên đó thì được coi là tất cả phần tử nguy hiểm, các ngươi có thể tới đó tra. Có một số việc, có một ít người, chưa chắc sẽ ghi chép đến trong danh sách, mà là ở lại trong đầu. Tới đi. Đừng lãng phí thời gian, ta chỗ này có mấy cái tên, xin mời Địch Anh trưởng lão tham mưu một chút. Địch Anh khẽ nhíu mày, cảnh giác Khương Hồng Võ. Ai? Khương Hồng Võ nhìn Nạp Lan Minh Kính, niệm cho hắn nghe. Nạp Lan Minh Kính trong sáng tuấn tú, ôn tồn lễ độ, gật đầu với Địch Anh, tên đầu tiên, Phạm Thiên Quân. Làm càn. Địch Anh bỗng nhiên đứng dậy,
chỉ vào Nạp Lan Minh Kính giận dữ mắng mỏ, ngươi là một phế nhân, dám có gan vụ oan phó điện chủ Diêm La Điện, chỉ bằng điểm này, ta đã có thể xử tử ngươi. Khương Hồng Võ nói, đừng kích động, chỉ là tùy tiện nói một chút. Minh Kính, tiếp tục, đôi mắt của Nạp Lan Minh Kính trong suốt lại sáng tỏ, nhìn vô cùng xinh đẹp, để cả người hắn đều có loại thần vận đặc biệt, tên thứ hai, Địch Anh. Địch Anh tức giận lại khẩn trương, còn dám vụ oan ta. Khương Hồng Võ, rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Sâu trong đôi mắt Nạp Lan Minh Kính hiện ra gợn sóng nhỏ bé không thể nhận ra, cẩn thận quan sát phản ứng của Địch Anh, theo dõi tâm linh hắn bởi vì tâm tình chập chờn mà, rộng mở tên thứ ba, Già Thiên Vân Tước. Tên phế vật ngươi, ngươi có biết Già Thiên Vân Tước là ai không? Đó là Túc Lão Hồn Thiên Thánh Địa, ngươi lại còn dám vụ oan Hồn Thiên Thánh Địa. Cái thứ tư tên, Trưởng Tôn Cẩm Y. Hắn cũng là Túc Lão Hồn Thiên Thánh Địa, ngươi muốn làm gì? Chán sống sao, chỉ bằng mấy cái tên bây giờ của ngươi, ta đã có thể lập tức báo cho Phó Điện Chủ, thỉnh cầu Thánh Chủ, xử tử ngươi. Cái thứ năm tên, Lã Đại Hùng. Cái thứ sáu tên, Hoàn Nhan Kỳ Chính. Nạp Lan Minh Kính tự mình nói tên, con mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Địch Anh. Địch Anh càng kích động, cảm xúc càng mãnh liệt, tâm linh càng rộng mở, hắn nhìn cũng càng rõ ràng sáng tỏ. Địch Anh không thể nhịn được nữa, chỉ vào Nạp Lan Minh Kính quát mắng. Hắn đang vụ oan Hồn Thiên Thánh Địa, Khương Hồng Võ Điện Chủ, ngươi còn không bắt lấy. Nếu như ngươi cũng là có thái độ này, ta hoàn toàn có thể trực tiếp tấu bẩm Thánh Chủ, lấy lý do phá hư Thánh Địa, bắt ngươi lại lần nữa. Hô to gọi nhỏ, còn có bộ dáng trưởng lão hay không? Chỉ là hỏi thăm tình huống, to gan phỏng đoán, cũng không có trực tiếp vụ oan ai. Tốt, hỏi xong rồi. Khương Hồng Võ cùng Nạp Lan Minh Kính đụng đụng ánh mắt, đứng dậy rời khỏi. Yến Tranh nhắc nhở Địch Anh. La Phù Sơn Mạch đang tăng vọt cảm xúc báo thù, lúc nào cũng có thể uy hiếp Hoang Mã Nguyên, ngươi làm trưởng lão Diêm La Điện, hẳn là nên đi ra bên ngoài cân đối các thành, làm tốt phòng ngự, mà không phải ngủ ở chỗ này. Ta là đang bế quan tu luyện. Địch Anh hừ lạnh, ra ngoài đi dạo. Khốn kiếp, nếu ta ra ngoài sẽ liền chết. Tuy nhiên, rốt cuộc Khương Hồng Võ có ý gì, chỉ là đến hỏi một chút liền đi. Khương Hồng Võ đẩy Nạp Lan Minh Kính rời khỏi sân nhỏ, có phán đoán gì không? Nạp Lan Minh Kính nói, có Phạm Thiên Quân, cũng có Địch Anh hắn. Hồn Thiên Thánh Địa hẳn là do Già Thiên Vân Tước cùng Hoàn Nhan Kỳ Chính dẫn đội, còn có đệ tử thân truyền của bọn hắn. Thật sự là bọn người Già Thiên Vân Tước sao? Thiên Sư Tông có thể chống đỡ được nửa giờ, thật là may mắn. Yến Tranh lắc đầu khẽ nói. Phạm Thiên Quân lớn tuổi, cảnh giới có chỗ thoái hóa, nhưng Già Thiên Vân Tước lại là cự yêu kinh khủng, Hoàn Nhan Kỳ Chính lại càng là túc lão cường đại trong Hồn Thiên Thánh Địa, vậy mà không thể đánh tan pháp trận của Thiên Sư Tông. Côn Bác nói. Sinh sinh bất thức quy nguyên trận có thể chủ động cướp đoạt tất cả năng lượng trong lãnh địa, bao gồm cả con người, yêu thú, thậm chí linh thảo đan dược và vũ khí. Hẳn là những linh bảo phong tồn bên trong bảo các Thiên Sư Tông kia có tác dụng mấu chốt. Ai, đều là chúng ta hành động tại Hoang Mãng Nguyên, chọc họa cho bọn hắn. Khương Hồng Võ lắc đầu, nửa giờ cũng chỉ tranh thủ được thời gian đào mệnh mà thôi. Nghe nói Thiên Sư Tông bị pháp trận hút cạn sạch sành xanh, từ núi cao đến cung điện, toàn bộ đều biến thành cho tàn, từ linh bảo đến vũ khí, đều biến mất không thấy, còn có mấy ngàn đệ tử cùng số lượng lớn trưởng lão, cũng đều hóa thành cho tàn. Toàn bộ Thiên Sư Tông, người sống sót không đủ 100 người. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được lão hữu Dạ Thiên Lan sụp đổ như thế nào. Nhưng Thiên Sư Tông chí ít cũng bảo trụ được mấy chục người, mà Thương Vân Tông, Đại Phạm Tông, Thánh Nữ Tông, Tam Đại Tông cơ hồ đã toàn diệt, chỉ có chút ít mấy người từ mật đạo đào thoát. Chúng ta không thể trốn tránh trách nhiệm, cho nên nhất định phải bắt lấy kẻ cầm đầu. Nạp Lan Minh Kính trời sinh tính thuần lương, nhớ tới chuyện La Phù gặp phải liền cảm thấy tự trách, dù sao lúc trước đề nghị bôn tập Hoang Mãng Nguyên, cũng có chủ ý của hắn. Côn Bác nói, bây giờ xác định kẻ cầm đầu, nhưng phải để bọn hắn nhận tội, chỉ sợ rất khó. Khương Hồng Võ nói, không cần nhận tội, chúng ta chỉ cần xác định ai là hung thủ được rồi. Nạp Lan Minh Kính trầm ngâm nói, Hồn Thiên Thánh Địa nơi đó không cần chúng ta, giao tên cho Vô Hồi Thánh Địa, bọn hắn tự nhiên sẽ xử lý. Chúng ta nơi này phải làm chính là làm sao có thể để Phạm Thiên Quân cùng Địch Anh hợp tình hợp lý. Biến mất, Khương Hồng Võ nói, sắp xếp người tiếp cận Địch Anh, chúng ta đột nhiên đến hỏi thăm sự kiện La Phù,
hẳn là có thể kích thích đến hắn, hắn cũng đi sẽ tìm Phạm Thiên Quân thương lượng đối sách. Ta hoài nghi, người của Hồn Thiên Thánh Địa cũng không thật rút khỏi Hoang Mãng Nguyên. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang ù ù, kim quang chói mắt chiếu phá trời cao. Ngay sau đó, số lượng lớn cường quang từ sâu trong thánh địa dâng lên, hướng nghênh đón Phương Đông. Ai đến rồi? Lão Tặc Ly Hỏa tự mình nghênh đón. Xem bộ dáng hẳn là một đại nhân vật, bọn người Khương Hồng Võ ngóng nhìn Phương Đông. Một chiến xa to lớn ép qua thiên khung, giáng lâm đến phía đông Ly Hỏa thánh địa. Chiến xa nặng nề, như một ngọn núi lớn, tràn ngập khí thế kinh khủng, phía trên trải rộng phù văn cổ lão, ánh sáng vạn trượng, sáng lạn như mặt trời, khí tức kinh khủng cuộn trào mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ hơn phân nửa Ly Hỏa thánh địa. Cho dù cách mấy chục dặm, bọn người Khương Hồng Võ đều cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông. Tám con man thú lắc đầu vẫy đuôi, cuồng dã gào thét, đằng đằng sát khí, khí thế cực kỳ hung hãn. Một đội hơn 30 tinh binh bảo vệ ở hai bên, toàn bộ mặc áo giáp màu vàng óng, nghiêm túc mà uy vũ, lại hơi vểnh mặt lên, không có chút kính sợ nào đối với Ly Hỏa thánh địa. Trên cờ viết cái gì, Trấn Nam? Khương Hồng Võ ngắm nhìn lá cờ to lớn tung bay trên chiến xa. Trấn Nam, hình như có chút quen thuộc. Côn Bác nói thầm. Nạp Lan Minh Kính nói. Là Trấn Nam yêu quốc, kẻ tới hẳn là một trong ngũ đại yêu vương của yêu quốc, Hoàng Kim Sư Vương. Tại sao Trấn Nam yêu quốc lại tới đây? Yến Tranh chợt nhớ ra, đó là hoàng tộc, lại là yêu tộc trong hoàng tộc, có được ức vạn yêu thú, khống chế 3 vạn dặm sơn hà. Hai chữ Trấn Nam, càng có ý nghĩa trấn nhiếp quần hùng Nam Bộ. Trấn Nam yêu quốc giáp với thập vạn đại sơn, có mối quan hệ tốt với Hồn Thiên Thánh Địa. Mấy ngàn năm trước còn thông qua Hồn Thiên Thánh Địa kết giao với Ly Hỏa Thánh Địa. Mấy tháng trước Nạp Lan Minh Kính đã bắt đầu tìm đọc tư liệu, hiểu rõ phương diện Thánh Địa thậm chí vấn đề, tình huống của Hoàng tộc. Sau khi tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, cũng mượn xem rất nhiều tư liệu lịch sử, hắn có thể biết các tình huống bí ẩn. Cho đến bây giờ, hắn đã có đại khái hiểu rõ đối với tình huống Nam Bộ. Kẻ đến không thiện sao? Khương Hồng Võ sắc mặt nghiêm túc. Trấn Nam yêu quốc tới vào lúc này, rất có thể là nhận lời mời của Ly Hỏa Thánh Chủ. Yêu quốc làm việc từ trước đến nay đều bá đạo, nhất là Hoàng Kim Sư Tộc, ỷ vào bối cảnh yêu quốc, hoành hành không sợ. Điện Chủ, chờ một lúc nữa mặc kệ phát sinh cái gì, tận lực tránh trực tiếp nổi xung đột với Hoàng Kim Sư Tộc. Hoàng Kim Sư Tộc rất mạnh, thật sự là vô cùng mạnh. Tư liệu lịch sử có ghi chép, huyết mạch thuần chính nhất của Hoàng Kim Sư Tộc có thể mọc ra 9 cái đầu. Còn đã từng làm tọa kỵ cho thần. Trước mắt Hoàng Kim Sư Vương thế hệ này đã có 5 đầu, thực lực vô cùng cường đại. Nạp Lan Minh Kính cẩn thận nhắc nhở. Hoàng Kim chiến xa to lớn trực tiếp tiến vào Ly Hỏa Thánh Địa, ngừng tại Đông Bắc Bộ Thánh Địa. Một hùng sư hùng tráng màu vàng từ trên chiến xa xuống tới, thân dài hơn 30 mét, oai hùng thần tuấn, toàn thân giống như rèn đúc từ Hoàng Kim, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hắn có 5 cái đầu, lay động mãnh liệt. Phát ra tiếng gầm thét uy nghiêm. Mãnh thú, linh cầm của Ly Hỏa Thánh Địa trong 100 dặm núi rừng đều thấp thỏm lo âu, có chút ẩn núp, có chút chạy trốn. Ngay cả bọn người Ly Hỏa Thánh Chủ cũng đều cảm thấy khí huyết không khoái, toàn thân khó chịu không nói ra được, nhưng vẫn cố gắng nụ cười, nhiệt tình mời, cùng một chỗ về tới sâu trong đại điện Ly Hỏa. Khương Hồng Võ phân phó Yến Tranh. Người đi bồi tiếp Thường Huyền Nghĩa, đừng để Ly Hỏa Thánh Địa tính toán.